Đáng tiếc, Đế Tôn đã là hợp đạo 4 tầng tồn tại, đang ở đánh sâu vào cuối cùng 5 tầng, nếu là chờ hắn bước vào 5 tầng, đến lúc đó 5 đại quy tắc hợp nhất, hoàn thành hợp đạo, kia hắn liền không có cơ hội. Cho nên Dương Nghị Vân lần này tiến vào chúng thần vực mục tiêu đó là hợp đạo, hơn nữa muốn có được chiến thắng hợp đạo 4 trọng Đế Tôn thực lực, thậm chí còn so với Đế Tôn càng cường đại hơn mới được. Tuy rằng khó khăn đại, nhưng hết thảy đều có khả năng. Mặt khác Thỏ Gia mang theo Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi các nàng đều ở chúng thần vực, cũng dặn dò quá làm hắn mang theo vân môn thần cảnh thiên đạo trở lên cường giả tiến đến chúng thần vực. Lấy hắn đối Thỏ Gia hiểu biết, đánh giá mọi người đều có thể ở chỗ này tăng lên thực lực. Chờ có một ngày rời đi chúng thần vực thế giới thời điểm, đi ra ngoài liền cũng chính là hắn dẫn dắt vân môn thần cảnh một chúng cường giả sát thượng 33 thiên điện thời điểm, là hắn cùng Đế Tôn quyết chiến ngày. Dương Nghị Vân có cảm ngày này có lẽ sẽ không quá xa. Bởi vì hắn có ưu thế. Lý luận thượng hắn đã hoàn thành 5 đại quy tắc viên mãn hiểu được, bước vào hợp đạo trình tự chỉ là chuyện sớm hay muộn, hoặc là nói cách khác, chỉ cần có cũng đủ chống đỡ hắn tăng lên thiên đạo trình tự tu vi lực lượng, hắn là có thể đủ không ngừng đột phá bước vào hợp đạo. Mà hắn bên người mấy ngày này nói quy tắc cường giả, nhưng đều là hắn tương lai sát thượng 33 thiên điện tiền vốn, cho nên hắn không nghĩ tổn thất một cái. Nửa cái đều không được. Đương nhiên đối Hùng Hoan nha đầu này hắn càng vì coi trọng mà thôi. Bởi vì Hùng Hoan đơn thuần, càng là những người này duy nhất cái tu luyện huyết mạch người, nàng tiềm lực là thật lớn. Nhoáng lên 3 năm thời gian trôi qua. Ngày này Tu La Thần Thụ đột nhiên phát ra một trận chói mắt vô cùng huyết quang, lúc sau lại là chợt lóe rồi biến mất, nhưng ngay sau đó Tu La Thần Thụ cư nhiên bắt đầu khô héo lên. Đồng thời một cổ quen thuộc hơi thở bị Dương Nghị Vân cảm nhận được. Hắn ở nhắm mắt đả tọa chung, giờ phút này bỗng nhiên mở hai mắt. Là sinh mệnh chi thủy hơi thở, hắn rõ ràng cảm nhận được. Đúng là sinh mệnh chi thủy ở Hùng Hoan trong cơ thể kia sợi hơi thở một lần nữa trở về. Không chỉ như vậy, đồng thời một cổ tử cường đại vô cùng khí huyết chi lực từ Tu La Thần Thụ chung phát ra mà ra. Dương Nghị Vân khóe miệng vừa kéo trừ. Hắn cảm nhận được này sợi cường đại khí huyết chi lực chút nào không cần thiên đạo quy tắc năm trọng âm dương kim cương vợ chồng kém. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều dừng ở Tu La Thần Thụ thượng. Một đám đều có chút khẩn trương lên. Rốt cuộc hiện tại đại gia trong mắt nhìn đến như cũ là Tu La Thần Thụ. Đại gia đừng khẩn trương, có lẽ là nữ nhi của ta muốn ra tới. Lúc này Hùng Du Thiên mang theo kích động cùng tự hào cảm, biết nữ chi bằng phụ huyết mạch vĩnh tương liên. Hắn so Dương Nghị Vân cảm giác còn mãnh liệt. Oanh! Liền ở Hùng Du Thiên vừa dứt lời hết sức, một tiếng nổ vang vang lên. Lại là chỉnh cây Tu La Thần nói tạc vỡ ra tới, hơn nữa có huyết quang như thái dương chói mắt dựng lên. Một cổ tử cường đại vô cùng dòng khí bỗng nhiên khuếch tán mà đi. Đều làm tới gần mọi người nhìn không được đãi lui 3-4 bước mới dừng lại. Dương Nghị Vân cũng không ngoại lệ. Cũng đều theo bản năng nhắm mắt lại. Ngay sau đó cảm nhận được quang mang chói mắt tan đi, Dương Nghị Vân vội vàng xem qua đi. Chỉ thấy Tu La Thần Thụ biến mất không thấy, lại là tại chỗ xuất hiện một nữ tử. Không phải Hùng Hoan lại là ai? Hoan Hoan! Hoan Nhi! Dương Nghị Vân cùng Hùng Du Thiên thanh âm trước sau vang lên. Lúc này Hùng Hoan đứng ở tại chỗ, lại là hai mắt nhắm nghiền, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn qua giống như là ngủ rồi giống nhau. Có lẽ là nghe được Dương Nghị Vân cùng Hùng Du Thiên kêu to, ngay sau đó nàng mở hai mắt. Mà liền ở Hùng Hoan mở hai mắt nháy mắt, Dương Nghị Vân xem rành mạch, nàng trong ánh mắt huyết quang dị thường chớp động mà thôi, tương tự có cái gì khác văn lốc xoáy ở lưu chuyển. Hắn tại đây một khắc cư nhiên nhìn một cái thây sơn biển máu sát khí tận trời thế giới, trong nháy mắt công phu, Dương Nghị Vân đều cảm giác chính mình lâm vào tới rồi biển máu chung, áp lực đến hô hấp khó khăn, thở không nổi tới. Vân đại ca, một tiếng thanh thúy vang lên. Dương Nghị Vân trong mắt nhìn đến thây sơn biển máu biến mất không thấy. Đang xem đi lại là Hùng Hoan vui sướng đã đi tới, mà nàng đôi mắt khôi phục bình thường. Hùng Hoan trên người hơi thở toàn bộ biến mất không thấy, khôi phục bình thường. Nàng nhìn qua giống như là một cái người bình thường giống nhau, bản thân nàng cường đại nhất chính là huyết mạch mà không phải pháp lực, đương hết thảy nội liễm lúc sau, liền cùng người thường không có gì không giống nhau. Nhưng Dương Nghị Vân biết nha đầu này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Suy nghĩ một chút vừa rồi nhìn đến nàng ánh mắt sau thây sơn biển máu thế giới, thật sự là đủ đáng sợ, cư nhiên liền hắn đều bị lạc ở trong đó.
thực hiển nhiên Hùng Hoan lần này đạt được đại tạo hóa. Bất quá mặt khác, cũng là hắn thành công. Vì cái gì? Bởi vì Hùng Hoan là hắn thủ hạ. Dưới tòa lại nhiều một tôn cao thủ, chẳng khác nào ở chúng thần vực thế giới nhiều một phần an toàn. Hắn cũng cao hứng. Bất quá cụ thể Hùng Hoan ở Tu La Thần Thụ Trung đã xảy ra cái gì, còn muốn hỏi qua mới biết được. Hoan Hoan a, trên người của ngươi đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta nghe một chút đi. Dương Nghị Vân hỏi. Ta đem Tu La Thụ Hồn cắn nuốt rất sau, đạt được Tu La Thụ Hồn lực lượng cùng thiên phú. Hùng Hoan trả lời rất đơn giản. Nhưng nghe ở Dương Nghị Vân trong tai lại là thực chấn động. Thật đúng là cắn nuốt rất Tu La Thụ Hồn, càng là đạt được Tu La Thụ Hồn lực lượng cùng thiên phú, cho nên Hùng Hoan thực lực được đến một lần bay vào thức đại chiều ngang. Dương Nghị Vân dựa vào phía trước cảm giác có thể kết luận, giờ phút này Hùng hăng hái lực đã đủ để có thể cái lão đoạn bọn họ ba cái thiên đạo quy tắc năm trọng so sánh với, có lẽ chân chính thực lực còn muốn cao hơn đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng cũng nói không chừng. Đối với Hùng Hoan thực lực thể hiện, Dương Nghị Vân không tính toán ở tế hỏi đi xuống, bảo trì một phần thần bí, mới là một chương tốt hát chủ bài, biết quá mức rõ ràng chưa chắc là chuyện tốt. Hắn chỉ cần biết Hùng Hoan cắn nuốt rất Tu La Thần Thụ thụ hồn liền hảo, không đúng, hẳn là chỉnh cây Tu La Thần Thụ cả da lẫn thịt đều bị Hùng Hoan cấp cắn nuốt hấp thu rớt. Không gặp Tu La Thần Thụ biến mất vô tung vô ảnh sao? Ngẫm lại thật đúng là có điểm đáng sợ. Phía trước đối mặt Tu La Thần Thụ thời điểm, thần nông Càng Minh đám người chính là không thể dễ dàng tới gần, muốn liên hợp chính mình, phân công dưới mới động thủ giành Tu La quả. Dựa theo thần nông Càng Minh cách nói, đối mặt Tu La Thần Thụ cho dù là thiên đạo năm trọng cũng có tùy thời ngã xuống nguy hiểm, lời này nhi lúc ấy nghe vào hắn trong tai có chút không quá tin tưởng, mà khi động thủ thời điểm, chỉ cần Tu La Thần Thụ thượng những cái đó huyết đằng nháy mắt liền đem ba cái thiên đạo quy tắc một trọng cao thủ hút thành thây khô sau, Dương Nghị Vân là tin tưởng Tu La Thần Thụ có thể xử lý thiên đạo năm trọng cường giả. Hơn nữa Tu La Thần Thụ phía trên Tu La quả đối thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả đều hữu hiệu, có thể tăng lên tiểu cảnh giới. Như thế Tu La Thần Thụ hiện tại cư nhiên bị Hùng Hoan cấp cả da lẫn thịt cắn nuốt rớt, Dương Nghị Vân đã vô pháp tưởng tượng đến Hùng Hoan lần này tiến hóa đạt tới cái gì trình tự. Hiện tại nghĩ đến, Tu La Thần Thụ cũng là gặp khắc tinh, Hùng Hoan không tu pháp, mà là tu huyết mạch, nàng huyết mạch năm đó dùng chính mình sinh mệnh chi thủy sau, chính là tiến hóa tới rồi phản tổ nông nỗi, hơn nữa nhiều năm như vậy tới củng cố tu luyện tất nhiên đã tích lũy tới rồi nào đó trình tự. Mà Tu La Thần Thụ trùng hợp cũng là máu dựng dục mà ra, ở như thế nào tà ác quỷ dị, nó chung quy là một gốc cây không có linh trí thụ yêu, gặp phải Hùng Hoan cái này huyết mạch giả, bị cắn nuốt rớt cũng coi như là bình thường. Tóm lại lần này năm thế lực lớn hợp tác, hắn Dương Nghị Vân xem như trở thành lớn nhất người thắng. Tổng cộng 9 viên Tu La quả, hắn đạt được 3 viên, lớn nhất đầu, hơn nữa Hùng Hoan cắn nuốt Tu La Thần Thụ, càng thêm không thể đo lường. Thật sự là đại người thắng. Kế tiếp Hùng Hoan nếu không có việc gì sau, Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy, trong lòng nghĩ trong tay được đến 3 viên Tu La quả không thể lãng phí. Phân là không thể phân, hắn bên người mười mấy danh thủ hạ, 3 viên Tu La quả căn bản không có biện pháp phân. Mà làm chính hắn độc chiếm 3 viên Tu La quả, Dương Nghị Vân thật đúng là làm không được bực này sự. Lần này xuất lực chủ yếu nhân viên tuy rằng là hắn mang theo Hùng Hoan cùng lão đoạn mấy người, nhưng từ lúc bắt đầu tất cả mọi người tham dự, đều có công lao. Này đó đều là thủ hạ của hắn, hắn tin tưởng liền tính là hắn một người độc hưởng 3 viên Tu La quả, cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Nhưng hắn sẽ không như vậy làm. Bởi vì nơi này là chúng thần vực thế giới, bên người thủ hạ lực lượng tăng lên một phân, chẳng khác nào thực lực của hắn tăng lên, ở chỗ này yêu cầu chính là đoàn đội hợp tác, ước nguyện ban đầu cũng là làm mọi người tăng lên thực lực. Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng giống Tu La quả bực này thiên tài địa bảo, dùng một viên cùng 3 viên công hiệu khác nhau cũng không lớn, như đan dược giống nhau, lần đầu tiên dùng hiệu quả sẽ là tốt nhất, mặt sau dùng công hiệu liền đại suy giảm. Cho nên hắn quyết định khai lò luyện đan. Chỉ có đem Tu La quả luyện chế thành đan, mới có thể chiếu cố mọi người, càng có thể đem Tu La quả công hiệu phát huy đến lớn nhất hóa. Lão đoạn các ngươi hộ pháp, ta muốn khai lò luyện đan. Là, ra lệnh một tiếng, đoạn thân mới vừa đám người tứ tán khai. Cấp Dương Nghị Vân bày ra một cái hơn trăm mễ cấm chế không gian. Dương Nghị Vân đem quá thượng đan lô lấy ra, lại từ càn khôn hồ nội nhảy ra rất nhiều luyện đan tài liệu, lấy 3 viên Tu La quả là chủ dược, bắt đầu luyện chế thần đan. Cũng không cần cái gì đan phương, lấy hắn hiện tại tu vi cùng ở luyện đan thượng nghiên cứu,
kỳ thật cũng đủ phối hợp ra một cái tăng lên cũng đủ thiên đạo cấp bậc dùng thần đan. Trọng điểm chính là đem tu la quả công hiệu lớn nhất hóa, đảo cũng đơn giản. Khai lò nhóm lửa tinh luyện nước thuốc tinh hoa pháp quyết rèn luyện từ từ, ngựa quen đường cũ, thậm chí có thể nói lô hỏa thuần thanh. Dương Nghị Vân từ tu chân chi sơ, nghiên cứu sâu nhất đó là đan đạo, theo tu vi tăng lên cùng đối đại đạo vạn vật lý giải, hắn luyện đan chi đạo đã có thể nói là tông sư cấp bậc. Nhưng là tới rồi thần giới lúc sau liền rất thiếu luyện đan. Gần nhất là bị kẻ thù đuổi giết căn bản không có thời gian đi luyện đan, chỉ nghĩ không ngừng tu luyện tăng lên tu vi. Thứ hai ở trong lòng hắn cho rằng, tu vi tới rồi thần linh trình tự lúc sau, đan dược công hiệu đã không phải chủ yếu là ở đối thiên địa đại đạo lý giải thượng, cho nên sơ với luyện đan. Nhưng lần này được đến tu la quả phản cùng người thường, cũng phù hợp đại gia ích lợi nhu cầu, hắn chuẩn bị luyện chế một lò thần đan ra tới. Thời gian ở ngay lúc này là không đáng giá tiền. Dương Nghị Vân đầu nhập tới rồi luyện đan chung, toàn thân tâm đã tới quên mình cảnh giới. Lúc này đây luyện chế chính là trăm năm vội vàng mà qua. Bất chi bất giác chung, hoàn thành luyện chế, tới rồi khai lò thành đan thu nông nỗi. Thái! Một tiếng quát nhẹ, Dương Nghị Vân hoàn thành cuối cùng pháp quyết. Khá vậy chính là lúc này, phía chân trời phía trên, một tiếng sấm ầm ầm vang lên. Ầm ầm ầm. Một cổ tử tim đập nhanh cảm giác, rất quen thuộc nổi lên trong lòng. Dương Nghị Vân một đài đầu xem tưởng phía chân trời. Lại là phát hiện chúng thần vực trung hoàng hôn chi sắc phía chân trời, không biết khi nào ngưng tụ thành một đại đoàn mây đen, nội loại lôi điện lập lòe. Dương Nghị Vân trong lòng cả kinh, ngay sau đó cũng là đại hỉ. Một màn này hắn rất quen thuộc. Đây là đan kiếp. Đã bao nhiêu năm? Năm đó vẫn là tại hạ giới thời điểm luyện đan xuất hiện quá đan kiếp. Không nghĩ tới rồi thần giới lúc sau, cư nhiên cũng sẽ có đan kiếp xuất hiện. Này thuyết minh hắn lần này luyện chế đan dược công hiệu không tố, làm đại đạo giáng xuống đan kiếp. Đan kiếp xuất hiện, chỉ có thể thuyết minh, này một lò thần đan quá mức nghịch thiên, làm thiên đạo không dung, liền có đan kiếp xuất hiện. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây là hắn mới thần giới lần đầu tiên đụng tới đan kiếp tình huống. Ầm ầm ầm. Phía chân trời phía trên vân lôi cuồn cuộn. Ở cấm chế ở ngoài người đều kinh ngạc lên. Êm đẹp như thế nào sẽ xuất hiện kiếp vân? Đại gia nhưng đều là thiên đạo quy tắc cấp bậc tồn tại, trước tiên liền phản ứng lại đây, đỉnh đầu phía trên kiếp vân tựa hồ. Cùng Dương Nghị Vân có quan hệ. Nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, đây là đan kiếp A. Bọn họ trung đại bộ phận là yêu tộc xuất thân, đối với luyện đan chi đạo vốn là không am hiểu, nhưng cũng không ngại ngại bọn họ đối đan đạo hướng tới cùng nghe nói. Bất quá đan kiếp việc, vẫn là rất ít nghe nói. Như thần Mộc Lão Tổ cùng Hùng Du Thiên này đó đều là ở tương đối phong bế vĩnh hằng thần giới, rất ít nghe nói. Nhưng là giữa sân huyền cùng đoạn thân mới vừa đám người lại là biết đan kiếp ngoài ý muốn cái gì. Kia ngoài ý muốn Dương Nghị Vân luyện chế ra vì thiên đạo sở bất dung nghịch thiên thần đan. Thật sự là trong lòng chấn động. Ngươi chờ triệt rớt cấm chế, lui về phía sau điểm. Nhưng vào lúc này Dương Nghị Vân nói vang lên. Huyền ngang nhau người phản ứng lại đây sau. Vội vàng triệt bỏ cấm chế, nhanh chóng lui về phía sau mấy ngàn mét xa. Tuy là đan kiếp, nhưng luyện đan người là Dương Nghị Vân, cho nên cái này đan kiếp yêu cầu Dương Nghị Vân chính mình tới kháng, người khác giúp không được gì, như thế hỗ trợ chỉ có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì. Đến nỗi Dương Nghị Vân sao? Kỳ thật tâm thái thực nhẹ nhàng. Đan kiếp mà thôi. Hắn đối mặt quá thiên đạo lôi kiếp không ít, có đến là kinh nghiệm, cũng cảm nhận được cái này đan kiếp không tính cái gì. Kỳ thật hắn cũng chờ mong lấy ba viên tu la quả luyện chế này một lò đan dược công hiệu như thế nào, tất nhiên có thể đưa tới đan kiếp. Ở hắn xem ra đây cũng là tu hành. Thiên đạo dưới vạn vật đều có quy luật, nói không dung đan, có lôi kiếp giáng xuống, nhưng vượt qua đi tự nhiên chỗ tốt không ít, hắn này độ đan kiếp người, muốn đối mặt chính là đại đạo dưới lôi kiếp, cũng là khảo nghiệm, cùng đối đại đạo hiểu được, thậm chí là thiên đạo đan kiếp lực lượng. Làm huyền ngang nhau người triệt rớt cấm chế sau. Dương Nghị Vân nhảy bay lên, tới rồi đan lô trên không, hắn có thể làm chính là chính diện kháng hạ đan kiếp. Cùng tu hành thiên kiếp bất đồng, đan kiếp tương đối yếu kém. Cho nên hắn tâm thái không tồi. Nhưng cũng không dám coi khinh đan kiếp. Rốt cuộc đây là thần giới, đây là hắn lần đầu tiên ở thần giới độ đan kiếp. Lời nói câu nói, đây là thần lôi kiếp. Tự nhiên xa không phải hạ giới thiên kiếp có thể so. Ầm ầm ầm.
phía chân trời tiếng động kiếp vân từ 3 mét nhiều không ngừng ở ấp ủ lớn mạnh, ngắn ngủn vài phút trong vòng đã lớn đến 30 mét đường kính phạm vi, lại là như cũ ở ấp ủ lôi kiếp chung. Ba vị đạo huynh, khả năng cảm nhận được đan kiếp chi uy không? Huyền cùng nhìn có chút lo lắng, lại là dò hỏi một bên Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng, bởi vì ở đây bọn họ ba cái tu vi cường đại nhất, là thiên đạo quy tắc năm trọng tồn tại. Tu vi càng, liền đối với thiên địa chi gian biến hóa càng là mẫn cảm, cho nên Huyền cùng hỏi ba người đảo cũng không sai. Huyền cùng này vừa hỏi mặt khác đều xem qua đi, muốn biết ba người nói như thế nào. Về công về tư, mọi người đều hy vọng Dương Nghị Vân có thể thuận lợi vượt qua đan kiếp. Vượt qua đi sau, tự nhiên thần đan bọn họ đều có phân, nhưng độ bất quá đi, liền ý nghĩa này một lò thần đan sẽ báo hỏng. Nào đến rất đáng tiếc a. Yên tâm thần tôn đại nhân tự có thể ứng đối, đan kiếp hơi thở cũng không tính cường đại. Đoạn Thân vừa mới nói một tiếng. Như thế liền an tâm rồi, Huyền cùng nhẹ nhàng thở ra. Những người khác vừa nghe cũng đều trong lòng có đế. Có thể được thần đan mọi người đều chờ mong. Cái dạng gì thần đan cư nhiên có thể xuất hiện đan kiếp, làm thiên đạo đều ghen ghét, muốn phá hủy này một lò thần đan. Đại gia cũng đều rõ ràng, Dương Nghị Vân cái này chủ nhân hoặc là nói thần tôn đại nhân, ở nói đan thượng tạo nghệ đã đạt tới một cái bọn họ vô pháp tưởng tượng độ cao. Đi theo như vậy thần tôn chủ người, cũng chưa chắc không phải đại gia cơ duyên. Oanh! Bắt đầu rồi! Một tiếng sấm sét vang lên. Rất ít nói chuyện thuần Dương Kim Cương ra tiếng. Tức khắc mọi người đều đình chỉ nói chuyện, một đám tất cả đều nhìn về phía chân trời. Liền như vậy một hồi nhi công phu, phía chân trời phía trên kiếp vân cư nhiên ước chừng lớn gấp ba nhiều, đạt tới 100 mét đường kính. Lúc này không ai nói chuyện, nội tâm đều treo. Kiếp vân càng lớn, thuyết minh lôi đình chi uy càng cường. Đại gia chỉ hy vọng Dương Nghị Vân có thể độ kiếp thành công. Giữa sân Dương Nghị Vân đối mặt đỉnh đầu phía chân trời 100 mét đường kính kiếp vân, nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy kiếp vân liền đến lớn như vậy nông nỗi. Này cũng thuyết minh, lần này đan kiếp uy lực không nhỏ. Một cái đan kiếp mà thôi, dùng đến như vậy hưng sư động chúng sao? Dương Nghị Vân nhìn phía chân trời nói thầm. Oanh răng rắc, như là có ý thức giống nhau, hắn vừa dứt lời, đạo thứ nhất lôi kiếp liền xuống dưới. Đối mặt đạo thứ nhất lôi kiếp hắn cũng bất động pháp lực, trực tiếp lấy thân thể chi lực đi kháng. Càn khôn tôi thể phương pháp thúc dục sau, huyết mạch cốt cách trong vòng lực lượng lưu chuyển dựng lên. Cốt cách biến thành nhàn nhạt thủy tinh sắc, máu nội kim quang mang tím, phát ra toàn thân. Nơi xa nhìn lại Dương Nghị Vân toàn thân có kim sắc màu tím màu bạc tam sắc lưu chuyển vầng sáng. Mà một đạo lôi kiếp xuống dưới, lại là đầu ngón tay phẩm chất hỏa hồng sắc lôi đình. Dương Nghị Vân bỗng nhiên một quyền đối với lôi đình chém ra. Ầm vang. Một tiếng nổ vang vang vọng thiên địa. Đạo thứ nhất lôi kiếp dập nát tiêu tán. Nhưng Dương Nghị Vân chém ra đi cánh tay lại là ở hơi hơi phát run. Răng rắc. Nháy mắt đạo thứ hai lôi kiếp theo sát mà xuống. Đạo thứ hai lôi kiếp lại là thành nhân đùi thô tráng, từ kiếp vân trung rơi xuống, ước chừng có 30 mét trường. Mang theo lôi đình uy áp, lôi đình nhan sắc cũng hóa thành màu tím nhạt. Một hướng mà xuống thời điểm, làm không gian đều tạo nên dao động, không thể coi thường, có một cổ tử thế như trẻ che khí thế. Dương Nghị Vân đôi mắt nheo lại, không chút do dự vận chuyển toàn thân pháp lực. Lúc này đây hắn thân thể cùng pháp lực kết hợp tới ngăn cản. Uy lực thượng so đạo thứ nhất cường đại rồi mấy chục lần. Hắn cũng không dám thiếu cảnh giác. Cho ta tán. Dương Nghị Vân đôi tay huy động, đem sở hữu lực lượng đều tập trung lên, bỗng nhiên bùng nổ mà ra. Thần quang lộng lẫy dưới đón nhận này đạo thứ hai lôi kiếp. Ầm ầm ầm. Nháy mắt Dương Nghị Vân công kích cùng lôi kiếp va chạm ở bên nhau. Lúc này đây toàn bộ chúng thần vực tựa hồ đều vang lên kinh thiên động địa tiếng động. Phía chân trời phía trên đủ mọi màu sắc năng lượng thần quang nổ mạnh. Chói mắt vô cùng. Xa ở cây số ở ngoài huyền ngang nhau người đều cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại, một đám hai mặt nhìn nhau. Này mẹ nó vẫn là đan kiếp chi lôi đình sao? Một đám khẩn trương nhìn lại. Không bao lâu năng lượng thần quang tan đi. Trực tiếp Dương Nghị Vân thân ảnh hiện lên. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Mà Dương Nghị Vân bản nhân còn lại là huyền phù độ cao ước chừng giảm xuống mười mấy mét. Hắn kháng chiến đạo thứ hai lôi kiếp, khá vậy không thoải mái. Ầm ầm ầm. Răng rắc sát. Kiếp vân như cũ không có tan đi. Đạo thứ ba lôi kiếp ấp ủ bắt đầu. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn lại.
tức khắc hít hà một hơi, nhịn không được bạo thô khẩu nói, ta thảo. Chỉ thấy kiếp vân trong vòng màu tím lôi đình bùng nổ, cư nhiên có khí tượng xuất hiện. Cái gọi là khí tượng lại là lôi kiếp hóa hình, thoạt nhìn quen biết nào đó thần thú diễn biến chi tưởng, Dương Nghị Vân nhìn đến đạo thứ ba lôi kiếp từ kiếp vân trung ra tới, tương tự một cái dao long, lu nước giống nhau thô tráng. Này mẹ nó không phải đan kiếp, quả thực là muốn mệnh lôi kiếp a. Dương Nghị Vân tại nội tâm mắng, trong lòng vừa động đem hắc ám chiến giáp mặc ở trên người, lần này không phải là nhỏ. Răng rắc, này nhìn như ngoại hình như dao long giống nhau, lu nước giống nhau thô tráng, ước chừng có hơn trăm mễ trường, đường đây là như dao long ra kiếp vân từ trên trời giáng xuống. Luận khí thế so với phía trước lưỡng đạo lôi đình chi uy, không biết cường đại rồi nhiều ít. Cả ngày phía chân trời đều bị này lôi đình hình thành dao long chiếu phát tím đỏ lên. Gào thét mà xuống. Bên ngoài huyền ngang nhau người quả thực sợ ngây người. Này! Này vẫn là đan kiếp sao? Như thế nào sẽ như thế biến thái? Đại gia tâm đều nhắc tới tới. Khá vậy không thể giúp Dương Nghị Vân vội. Hùng Hoan lại là lo lắng hỏi huyền đồng đạo, huyền cùng tiền bối Vân đại ca có thể hay không có việc. Người khác là lo lắng thần đan độ kiếp thất bại, mà nàng vừa lúc tương phản, lo lắng chính là Dương Nghị Vân an ủi vấn đề. Huyền đồng chi nói cái này hùng nữ ở thần tôn đại nhân trong lòng rất quan trọng, chút nào không dám chậm trễ nàng, vội vàng trả lời, Hùng Hoan cô nương yên tâm, nói đến cùng này chỉ là đan kiếp, nếu là thần tôn đại nhân cảm giác này nói lôi đình không dám ngăn cản, cùng lắm thì từ bỏ là được, nhiều nhất này một lò y thần đan báo hỏng, thần tôn đại nhân sẽ không có việc gì. Hi hi, ta đây liền an tâm rồi. Hùng Hoan nghe được huyền cùng như vậy vừa nói, rốt cuộc yên tâm. Giữa sân Dương Nghị Vân chiến giáp ở sau người, phiên tay chi gian hỗn độn chung xuất hiện nơi tay. Đông! Một tiếng du dương vang vọng thiên địa. Vẫn là cảm giác không đủ, trong cơ thể 10 đại đạo thụ chi lực bùng nổ mà ra. Lúc này đạo thứ ba giao long lôi kiếp đã tới rồi mấy chục mét nơi. Dương Nghị Vân không cần suy nghĩ, sở hữu lực lượng hội tụ ở hỗn độn chung thượng tướng hỗn độn chung vứt trừ đón nhận lôi kiếp. Đông! Ầm vang! Thiên địa đều vì này chấn động. Phốc! Dương Nghị Vân một búng máu tích phun ra. Lôi kiếp tan đi, phía chân trời phía trên kiếp vân tiêu tán. Đây là cuối cùng một đạo lôi kiếp. Hỗn độn chung một kích lúc sau mất đi lực lượng bay trở về trong cơ thể. Này một kích lôi kiếp thật đúng là vượt quá hắn đoán trước. Thật sự là hắn mạnh nhất lực lượng toàn lực một kích. Tuy rằng chống đỡ được lôi kiếp, nhưng hắn cũng thu được phản phệ, phun ra một ngụm lão huyết. Nhưng cũng may không ảnh hưởng toàn cục. Cuối cùng là kết thúc. Hô! Nhìn kiếp vân tan đi, Dương Nghị Vân cũng là hộc ra một ngụm chọc khí. Bất quá không đợi hắn tùng khẩu khí thời điểm, lại là phát hiện quá thượng đan lô phát ra đủ mọi màu sắc tường vân ánh sáng, trông rất đẹp mắt. Hơn nữa có từng trận thấm tâm nhập phổi đan dược chi mùi hương phiêu tán ra tới. Vốn dĩ hắn vừa mới kháng hạ lôi kiếp trong cơ thể khí huyết đều ở quay cuồng, nhưng chỉ cần hỏi này sợi đan dược hương khí sau. Liền tức khắc cảm giác khí huyết thông thuận rất nhiều, thật sự là cảm giác cái này khổ không nhận không. Cái này dấu hiệu cho thấy, hắn lần này luyện chế mà thành đan dược, đích xác cùng dĩ vãng thần đan là bất đồng. Bất quá lúc này hắn biết không đã mở ra đan lô, bởi vì nhưng phàm là có linh tính đan dược, khai đan lô thời điểm sẽ chạy trốn. Dương Nghị Vân nghĩ đem chính mình trong cơ thể thừa nhận lôi kiếp phản phệ điều trị một chút rồi nói sau. Bằng tốt trạng thái đi mở ra đan lô thu đan dược liền hảo. Dù sao hắn không khai đan lô, cũng chạy không được. Hơn nữa ở thần giới xem như lần đầu tiên giám đốc lôi kiếp chi vị, hắn liên tiếp kháng hạ ba đạo thần lôi kiếp, có lôi đình chi lực tiến vào trong thân thể hắn, còn đừng nói, tuy rằng là đan kiếp lôi đình, còn thật cùng tại hạ giới thời điểm tiếp xúc lôi kiếp bất đồng, hắn cảm giác tu vi chạm kiểm soát ẩn ẩn có buông lỏng. Lập tức rơi xuống đi, ngồi xếp bằng ở đan lô bên cạnh bắt đầu tu luyện khôi phục. Thừa dịp lôi kiếp chi lực tu luyện cũng là khó được tu luyện điều kiện, khả ngộ bất khả cầu. Là kiếp cũng là tạo hóa. Điểm này hắn đã sớm tại hạ giới biết. Thần giới lôi kiếp chi lực càng thêm thuần dương tinh thuần, bực này lực lượng đổi cá nhân có lẽ không dám làm nhập thể, nhưng đối với hắn lão nói hoàn toàn không tồn tại, bởi vì trong thân thể hắn thần hạch đạo chủng có lôi đình nói thụ, lý luận tiền nhiệm gì lôi kiếp đều có thể hấp thu tiến vào. Bắt đầu tu luyện. Dương Nghị Vân không rảnh lo gì đó tu luyện, làm nơi xa huyền ngang nhau người có chút phát ngốc, đan kiếp sau khi kết thúc, không nên là khai lò thu đan sao. Thần tôn đại nhân như vậy ngược lại thoạt nhìn nhập định.
Bọn họ ở cây số ở ngoài lúc này cũng nghe thấy được thấm tâm nhập phổi đan dược hương khí, một đám đều có chút say mê, hút một ngụm đều là hơi thở thoải mái. Cùng với gió nhẹ đan dược hương khí phiêu tán mà đi. Lúc này vẫn là Đoạn Thân mới vừa phản ứng mau, vội vàng nói, không tốt, chúng ta mau qua đi hộ pháp bảo hộ đan dược, bắn thần tôn đại nhân luyện chế này một lò thần đan, không giống hưởng ứng, đan dược hương khí phiêu tán đi ra ngoài, sợ là sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Trải qua Đoạn Thân mới vừa như vậy vừa nói, Huyền ngang nhau người cũng là sắc mặt thay đổi, vèo 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 một đám hướng về Dương Nghị Vân mà đi. Tiếp được ở Huyền cùng chỉ huy hạ, như cũ cùng phía trước giống nhau bày ra một cái hơn trăm mễ cấm chế không gian, đem đan dược hương khí phong tỏa lên, mọi người tứ tán ở bốn phía cấp Dương Nghị Vân hộ pháp bảo hộ đan lô. Giờ phút này xa ở mấy trăm dặm ở ngoài, có rất nhiều người kỳ thật đã sớm bị phía trước lôi kiếp cấp kinh động. Không đủ có tứ đại thế lực thấy được phương hướng sau, nháy mắt phán đoán ra vị trí. Này tứ đại thế lực đó là 33 thiên điệt, quỷ thần giới, cửu lê tộc cùng thần nông thị. Bọn họ nhìn đến lôi kiếp vị trí liền biết, đúng là Tu La thần thụ nơi ở. Tuy rằng tách ra lúc sau, đều là các đi các, nhưng lôi kiếp xuất hiện ở chúng thần vực trên 9 tầng trời, ở xa địa phương đều có thể nhìn đến. Phái người đi xem, Tu La thần thụ nơi. Chúng ta đi rồi lúc sau có phải hay không lại đã xảy ra chuyện gì? 33 thiên điện Diệp Hàn băng hạ lệnh. Là, trở về. Đại nhân còn có cái gì công đạo? Qua đi lúc sau biết rõ ràng cái gì nguyên nhân, vì cái gì sẽ xuất hiện lôi đình, mặt khác nhìn xem Dương Nghị Vân kia tiểu tử hay không còn ở Tu La thần thụ nơi, âm thầm hiểu biết, mặt khác cái gì đều không cần làm, trở về bẩm báo. Là, đại nhân. Cơ hồ sở hữu nhìn đến lôi kiếp thế lực đều phát ra cùng Diệp Hàn băng cùng loại mệnh lệnh, tất cả đều phái ra nhân thủ đi xem xét, vì cái gì sẽ xuất hiện lôi kiếp, là có là bảo vật lần thứ hai xuất thế, vẫn là nói có khác mặt khác sự tình. Kết quả, Dương Nghị Vân bọn họ nơi này đã phát sinh hết thảy đều bị này đó thế lực thấy được. Càng là nghe thấy được thấm tâm nhập phổi đan dược chi mùi hương, thế mới biết Dương Nghị Vân luyện thành cái gì thần đan. Ở Huyền ngang nhau người hộ pháp phong ấn lúc sau. Một đám phản hồi từng người bẩm báo. Ngươi là nói Dương Nghị Vân luyện chế thành cái gì thần đan, do đó dẫn phát đan kiếp. Diệp Hàn băng nhìn trở về thủ hạ hỏi. Đúng vậy đại nhân, lúc ấy còn có kỳ dị vô cùng đan dược mùi hương phiêu tán mười mấy, thuộc hạ nghe đan dược mùi hương đều cảm nhận được khí huyết thoải mái. Đúng rồi, còn có dưới tàng cây thấy được phía trước Dương Nghị Vân bên người tên kia bị Tu La thần thụ cắn nuốt rất nữ tử, cư nhiên xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người. Dựng lên Tu La thần thụ biến mất không thấy. Như thế hiếm lạ, đi chúng ta đi xem, đánh giá thế lực khác cũng đều được đến tin tức, giết người cướp của bực này sự, ở chúng thần vực quá bình thường, chúng ta cũng đi xem trò hay. Diệp Hàn băng lập tức quyết định đi trước Dương Nghị Vân nơi ở. Cùng lúc đó, cửu lê tộc, quỷ thần giới, thần nông thị, thậm chí là mặt khác thấy được lôi kiếp thế lực đều được đến tin tức sau, một đám tất cả đều hướng về Dương Nghị Vân nơi mà đến. Nghe chi đô thấm tâm nhập phổi đan dược hương khí, mà khi thật là mê người, này còn gần là mười mấy ở ngoài người được mà thôi, nếu là dùng chân chính thần đan đâu. Này đó thế lực đầu mục, từng người trong lòng có tính toán, hướng về Dương Nghị Vân nơi hội tụ, phảng phất là hỏi thịt vị bầy sói. Dương Nghị Vân tiếp theo tự nhiên không biết, hắn luyện chế một lò thần đan, đưa tới một đám lang tới gần. Dương Nghị Vân tu luyện thực thuận lợi, bởi vì hắn độ đan kiếp có cảm. Thiên đạo quy tắc tam trọng trạm kiểm soát quả nhiên ở tu luyện chung buông lỏng lên. Kế tiếp là luyện hóa hấp thu trong cơ thể đan kiếp lôi kiếp chi lực, đánh sâu vào thiên đạo quy tắc bốn trọng. Ong! Thể năng một tiếng run minh. Dương Nghị Vân cả người đều là chấn động. Khóe miệng mang theo ý cười mở hai mắt. Hắn cũng không biết tu luyện bao nhiêu thời gian, dù sao lần này cảm giác thực mau. Không chỉ có bị lôi kiếp phản phệ khôi phục, còn thuận lợi đột phá trạm kiểm soát. Tu vi từ thiên đạo quy tắc tam trọng bước vào bốn trọng. Lúc này đây tu luyện tăng lên, thật sự là chưa bao giờ có quá thuận lợi, cho hắn một loại nước chảy thành sông cảm giác. Dương Nghị Vân kỳ thật minh bạch, đây là độ đan kiếp sở mang đến chỗ tốt. Một kiếp một thăng cảnh. Đảo cũng là một lần đại tăng lên. Tu luyện đại thiên đạo quy tắc trình tự sau muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới khó khăn có bao nhiêu đại, hắn là rõ ràng. Bất quá hoặc nói trở về. Hắn cũng thừa nhận rồi cường đại thần lôi thêm vào chi kiếp, tuy rằng là đan kiếp, nhưng uy lực cũng không thể coi thường, còn hảo chính là ba đạo lôi kiếp, nếu là thêm một cái trình tự, hắn cũng không nhất định có thể khiêng qua đi.
Cảm thụ được tăng lên một cái tiểu cảnh giới lúc sau, trong cơ thể biến hóa, Dương Nghị Vân vẫn là thực vừa lòng. Đừng xem thường liền một cái tiểu cảnh giới, nhưng trong thân thể hắn thần lực đâu chỉ là phiên gấp 10 lần. Nguyên thần chi lực, thần hạch nói thụ từ từ đều có điều tăng lên. Trên thực lực tự nhiên là một cái đại vượt qua. Tiến vào chúng thần vực thế giới sau, đây là một cái khởi đầu tốt đẹp. Hắn mục tiêu là ở chúng thần vực thế giới bước vào hợp đạo thậm chí càng cao, có lúc này đây tăng lên, hắn tin tưởng càng thêm 10 phần. Kế tiếp Dương Nghị Vân đứng dậy, nhìn về phía đan lô. Quá thượng đan lô trong vòng thần đan, còn đem là một cái đại trợ lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, này một lò thần đan, sẽ làm hắn thủ hạ mấy ngày này nói quy tắc người, tới một lần biến hóa lớn, làm vân môn thần cảnh chỉnh thể thực lực đều cất cao một mảng lớn. Nhìn một chút bốn phía, Dương Nghị Vân nhìn đến huyền ngang nhau người ở tứ tán ở chung quanh, bày ra cấm chế, thực hiển nhiên là lại cho hắn hộ pháp. Đối với một màn này, hắn trong lòng là vô cùng vui mừng. Vừa muốn chuẩn bị khai lò thu đan hết sức, lại là không nghĩ tới cấm chế tan đi, huyền ngang nhau người nhanh chóng hướng về hắn dựa sát mà đến. Thần tôn có rất nhiều hơi thở đến gần rồi chúng ta huyền cùng lại đây câu đầu tiên lời nói liền rất ngưng trọng. Dương Nghị Vân sửng sốt hắn nhìn về phía phương xa. Quả nhiên có thần quang chớp động. Hoan Hoan khả năng cảm giác đã có bao nhiêu người lại đây. Dương Nghị Vân hỏi Hùng Hoan, ở chỗ này mọi người cảm giác đều không có Hùng Hoan nhạy bén, nàng có huyết mạch thiên phú tồn tại, hơn nữa cắn nuốt tu la thần thụ lúc sau, hẳn là sẽ càng thêm cường đại. Vân đại ca bốn phía nơi, cây số ở ngoài đến mười mấy trong ngoài cuồn cuộn không ngừng có người tới gần chúng ta, không ít với hơn 200 người Hùng Hoan nói. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, chính là thần giới những cái đó thế lực. Hẳn là, ta cảm nhận được phía trước rời đi kia bốn ra hơi thở ở trong đó. Hùng Hoan nói. Huyền cùng trầm ngâm nói, thần tôn có thể là phía trước đan kiếp ảnh hưởng quá lớn, làm máu trong rừng các thế lực lớn đều hấp dẫn mà đến, dựng lên phía trước đan dược hương khí phiêu tán đi ra ngoài, những người này xem ra là tới không tốt. Dương Nghị Vân ngẫm lại gật gật đầu nói, 89 phần 10 a, đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Ở chúng thần vực nội, này đó thế lực nhưng đều là lang, hiện giờ xem ra bọn họ đem chúng ta trở thành dương. Tới, đoạn thân vừa mới nói một tiếng. Dương Nghị Vân vừa nhấc đầu, quả nhiên ở cây số ở ngoài thấy được người. Đệ nhất sóng xuất hiện chính là cửu lê tộc thiếu chủ cửu lê huyền dương. Ngay sau đó 33 thiên điện, quỷ thần giới, thần nông thị, tam gia lần lượt xuất hiện. Rồi sau đó bốn phía nơi, lục tục có thần quang thoáng hiện. Lại là Si Vưu nhất tộc, Cổ Vu tộc, Thiên tộc ngũ hành gia tộc, tứ đại ngoại đạo chung mặt khác tam gia cũng đều xuất hiện. Cái này 14 thế lực lớn tề tụ, lần này cơ gia không có tới, nếu không chính là 15 thế lực lớn. Từng nhà thế lực xuất hiện, đem Dương Nghị Vân đám người bao quanh vây quanh. Nhưng lại là đều rất có ăn ý dừng lại ở cây số ở ngoài. Ánh mắt có thể đạt được, lại là Dương Nghị Vân bên người quá thượng đan lô. Dương Nghị Vân đem những người này ánh mắt xem ở trong mắt, trong lòng thầm than, quả nhiên là bị đan kiếp hấp dẫn mà đến. Thoạt nhìn tình huống không ổn, từ những người này trong ánh mắt Dương Nghị Vân thấy được sói đói ngửi được mùi máu tươi thần sắc. Hắn không nghĩ tới một cái đan kiếp hoặc là nói một lò đan dược, sẽ hấp dẫn tới tiến vào chúng thần vực sở hữu thế lực. Bất quá cũng phải nhìn bọn họ rốt cuộc có phải hay không muốn cướp đoạt đan dược. Nhưng vào lúc này, người đầu tiên mở miệng. Dương Nghị Vân tu la thần thụ biến mất, bên cạnh người nữ tử một lần nữa xuất hiện, thiên có dị tượng xuất hiện, người có phải hay không hẳn là cho chúng ta một lời giải thích. Cửu Lê Huyền Dương thanh âm vang vọng thiên địa. Giải thích người đại gia, lão tử chính mình luyện đan, thiên có dị tượng khi đó đan kiếp mà thôi, người mắt mù sẽ nhìn không ra tới. Dương Nghị Vân trực tiếp mắng. Hừ, người nói cái gì chính là cái gì sao? Phía trước chúng ta mấy nhà hợp tác, ở cái này cơ sở thượng. Ngươi thoạt nhìn là được trọng bảo, hôm nay nói cái gì cũng muốn cho ta cửu lê tộc một phần, nếu không bản thiếu chủ sẽ không bỏ qua. Cửu Lê Huyền Dương chính là biết rõ cố hỏi, bắt đầu cãi cọ, hắn há có thể không biết là đan kiếp. Nhưng lại chính là tưởng phân một ly canh. Có bực này tự tin nói chuyện, là bởi vì cửu Lê Huyền Dương thấy được sở hữu thế lực nghe tin mà đến, bực này dưới tình huống, Dương Nghị Vân rất khó có cái gì ưu thế. Thần giới rất nhiều thế lực liên hợp cướp đoạt bảo vật sự. Lại không phải không phát sinh quá. Không tồi, đã có bảo vật, ta chờ đều là đại đạo điện thành viên, tự nhiên cộng đồng tiến thối, cũng đừng có phúc cùng hưởng, Dương thần tôn đan dược lấy ra tới đi, làm ta chờ kiến thức.
quỷ thần giới trung sát cũng mở miệng, nhưng cũng là một loại muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do ý tứ. Dương thần tôn đã có bảo vật, mở ra đan lô làm chúng ta nhìn xem cũng là tốt sao. Đúng vậy, lý nên như thế, ta chờ chính là nhìn xem mà thôi. Kế tiếp nói chuyện chính là thiên tộc ngũ hành gia tộc người. Dư giả thế lực tuy rằng không nói chuyện, nhưng nhìn đều là một cái ý tứ. Nói là xem, kỳ thật chính là chuẩn bị cướp đoạt. Dương Nghị Vân cười ha ha, ngươi chờ thật đúng là không biết xấu hổ, hảo, muốn nhìn liền tới đây đó là. Dứt lời Dương Nghị Vân sau lưng phong vân cánh chim chớp động, tức khắc mở ra biển mây lĩnh vực, lấy hắn vì trung tâm, nhanh chóng hình thành một cái vạn mét phạm vi mây mù thế giới. Máu lâm vốn là ngăn cách thần thức, đại gia chỉ có thể dựa vào tầm mắt quan khán, Dương Nghị Vân biển mây lĩnh vực xuất hiện tầm mắt cũng bị cản trở. Cái gì đều thấy không rõ. Chư vị nếu mọi người đều là nghe tin mà đến, tự nhiên không thể một chuyến tay không không phải, hợp lý phá trướng mắt sương mù, cùng nhau nhìn xem Dương Nghị Vân kia tiểu tử đan dược đi. Tự nhiên như thế. Mê trướng mà thôi, đại gia phá chi. Nơi xa cũng không biết là ai kêu gọi, tức khắc có rất nhiều người phụ họa, bắt đầu phá Dương Nghị Vân biển mây lĩnh vực. Đối bọn họ mấy ngày này nói quy tắc tới nói, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn, mở ra quy tắc khí chàng là được. Liên hợp dưới nhiều như vậy cường giả phá biển mây không đáng để lo. Ở hưởng ứng chung hướng về Dương Nghị Vân mà đi, đây là chuẩn bị minh đoạt. Mà biển mây trong vòng Dương Nghị Vân nhanh chóng quyết định mở ra đan lô, tức khắc dáng màu lộng lẫy dựng lên, hắn một tiếng quát nhẹ, bắt đầu thu đan. Ba viên tu la quả làm chủ yếu luyện chế mà thành chân chính 36 viên thần đan. Dương Nghị Vân biết này đó thế lực ở cửu lê tộc cổ động hạ, sẽ trực tiếp cướp đoạt, đương nhiên cướp đoạt không phải trọng điểm. Trọng điểm là muốn chu sát hắn vân môn thần cảnh người suy yếu thực lực. Mỗi người một viên, ăn vào lúc sau, mượn dùng đan dược trực tiếp xung phong liều chết đi ra ngoài, này đó vương bát đản xem ra là cố ý suy yếu chúng ta thế lực. Là sát. Dương Nghị Vân vung tay lên mỗi người trong tay nhiều một viên thần đan, làm đại gia coi tình huống mà dùng, chuẩn bị xung phong liều chết đi ra ngoài. Hắn xem như nhìn ra tới. Hôm nay này đó thế lực có lẽ ở cửu lê tộc chờ mấy nhà thực lực cổ động hạ, thật đúng là sẽ trắng trợn táo bạo giết người cướp của. Mấy trăm hào thiên đạo quy tắc cường giả, 14 gia thần giới đứng đầu thế lực, bao vây tiểu trừ hắn vân môn thần cảnh, điểm này người, thật không đủ tắc kẽ răng. Cứ việc hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng lại là như cũ vô pháp đối mặt nhiều như vậy cường giả. Đương nhiên trong đó có lẽ có chút thế lực là sẽ không động thủ, nhưng trong lúc hỗn loạn đến lợi sự tình tuyệt đối làm được. Ở thần giới này đó thế lực chung liền căn bản sẽ không tồn tại cái gì thiện tâm việc. Sở hữu thế lực tiến vào chúng thần vực mục đích chỉ có một, bên kia là thám hiểm tầm bảo, tăng lên thực lực tu vi. Hiện giờ hắn luyện chế một lò đan dược, dẫn phát rồi đan kiếp, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nghĩ vậy một lò đan dược tất nhiên không phải vật phàm. Hơn nữa chi cường dược hương phiêu tán đi ra ngoài, người có tâm tất nhiên là đã cảm nhận được đan dược giá trị. Dưới tình huống như vậy, không động tâm đó là giả, bằng không cũng sẽ không một chút hấp dẫn mà đến mười mấy gia thế lực. Dương Nghị Vân không tưởng thể hiện, đối mặt loại này cục diện chỉ có thể lựa chọn tránh lui, hắn nhưng không nghĩ chính mình điểm này của cải thiệt hại ở chỗ này. Nhân thủ một viên đan dược phát đi xuống, cũng là làm đại gia thử xem, có thể tăng lên thực lực tốt nhất bất quá, liền tính là không thể tăng lên thực lực gia tăng pháp lực, thoát đi ra ngoài cũng là tốt. Giờ phút này hắn biển mây trong lĩnh vực đã cảm nhận được, rất nhiều cường giả phóng xuất ra quy tắc khí chàng bắt đầu động thủ xua tan hắn biển mây lĩnh vực, hướng về bọn họ mà đến. Lão Đoàn các người ba người mang theo đại gia lao ra đi, từ phía bắc đi. Dương Nghị Vân phía trước liền nhìn đến phía bắc là thần nông thị người ở bên kia, hắn cũng là đánh cuộc một chút, thần nông thị người sẽ không đối hắn ra tay, bởi vì vừa rồi những người đó cổ động thời điểm, thần nông Càng Minh đều không có lên tiếng, cũng ở phía trước giành tu la quả thời điểm, thần nông Càng Minh đối hắn là buông tha thiện ý. Cho nên hắn đánh cuộc một chút, tiến lên thời điểm, thần nông thị người sẽ không khó xử. Là thần tôn yên tâm, chúng ta phải đi, bọn họ còn lưu không dưới. Đoạn thân mới vừa nói. Hoan hoan người cho đại gia chỉ lộ, Dương Nghị Vân có phân phó Hùng Hoan một tiếng, bởi vì ở máu trong rừng Hùng Hoan cảm giác cường đại, ở nàng cắn nuốt tu la thần thụ lúc sau, liền càng thêm nhạy bén. Tốt Vân đại ca. Hùng Hoan trả lời. Mọi người nghe lấy lao ra bọn họ vòng vây là chủ, không thể ham chiến, nhưng ai nếu là ngăn trở giết không tha, Dương Nghị Vân đằng đằng sát khí hạ lệnh.
Là mọi người cùng kêu lên. Hướng. Dương Nghị Vân vung tay lên, đoạn thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng xung phong hướng về phía bắc xung phong liều chết mà đi. Ngay lập tức chi gian tất cả mọi người xông ra ngoài. Mà Dương Nghị Vân còn lại là không đi theo đi, xoay người hướng về phía nam mà đi. Hắn mục tiêu là Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương. Tiểu tử này là thật phiêu. Năm lần bảy lượt tìm hắn phiền toái, thật đúng là đương tiểu gia ta không dám giết ngươi. Lần này liền nợ mới nợ cũ cùng nhau tính đi. Từ nhỏ sư tỷ bắt đầu, đến đại đạo điện hắn bức bách Lê Thứ không có đại đạo điện điện chủ vị trí, kỳ thật cũng đã cùng Cửu Lê tộc thành không thể hóa giải chết thù, cũng khó trách Cửu Lê Huyền Dương tìm hắn phiền toái. Lần trước ở cơ gia thời điểm, hắn bị thương không cùng Cửu Lê Huyền Dương động thủ, làm màu thần nương nương chu sát Cửu Lê Huyền Dương, nàng là kéo không dưới mặt khi dễ tiểu bối. Đến bây giờ bị này đó thế lực vây quanh, hắn hoài nghi chính là Cửu Lê Huyền Dương từ giữa kích động. Dương Mỗ Nhân trong lòng nghẹn một cổ tử hỏa khí, giờ phút này liền thừa loạn đi gặp Cửu Lê Huyền Dương cái này Cửu Lê tộc thiếu chủ. Làm lão đoạn bọn họ hướng bắc mà đi, nếu là thần nông thị không ngăn trở, lao ra đi không thành vấn đề, đương nhiên liền tính là ngăn trở, có lão đoạn cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng hơn nữa một cái hùng hoan, còn có hắn vừa mới luyện chế thần đan công hiệu, tưởng ngăn trở cũng ngăn không được, chỉ cần không ham chiến. Lao ra đi một chút vấn đề đều không có, hắn không lo lắng. Đến nỗi hắn vì cái gì muốn mạo hiểm đi tìm Cửu Lê Huyền Dương phiền toái. Tự nhiên là tiểu tử này đánh quá tiểu sư tỷ chủ ý, dựng lên cùng Cửu Lê tộc ân oán không thể hóa giải, hắn cũng không sợ ở đắc tội tàn nhẫn một chút. Còn có chính là lập uy. Nếu là có thể chém giết Cửu Lê Huyền Dương, cũng coi như là ở chúng thần vực thế giới cấp thế lực khác một cái uy hát yêu ta. Phải biết rằng liền Cửu Lê Huyền Dương nhưng cũng là thiên đạo năm trọng cường giả. Hắn vừa mới tăng lên tu vi, đạt tới thiên đạo bốn trọng thực lực, đối thượng năm trọng cường giả càng thêm có tin tưởng. Sát một cái Cửu Lê Huyền Dương thật đúng là không khó khăn. Đương nhiên này chỉ là Dương Mỗ Nhân trong lòng tự mình tự tin mà thôi, chân chính có thể hay không xử lý Cửu Lê Huyền Dương muốn đánh quá mới biết được. Dựa theo Huyền cùng điều tra, Cửu Lê tộc thật sự không thể coi thường. Chính là đại đạo điện thế lực trung đệ nhất thế lực, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn là Cửu Lê tộc người tỏa trấn đại đạo điện điện chủ, cơ gia càng là không biết xấu hổ đến dùng sư tỷ đi cùng Cửu Lê tộc liên hôn. Từ này hai bên mặt xem, đích xác Cửu Lê tộc không thể khinh thường. Nhưng thì tính sao? Nếu hắn Cửu Lê tộc người đã ghi hận thượng chính mình, vậy giết đó là. Dương Nghị Vân rất rõ ràng địch nhân sẽ không bởi vì chính mình yếu thế nhận túng mà buông tha hắn, ngược lại thường thường sẽ làm trầm trọng thêm. Ngược lại lấy lôi đình thủ đoạn hồi chi, mới có thể kinh sợ địch nhân, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí là nhận túng. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Nghị Vân vèo một chút trực tiếp xuất hiện ở Cửu Lê tộc người trước mặt. Cùng thời gian, nổ vang vang lên, phía chân trời chấn động. Lại là hắn biển mây lĩnh vực bị đuổi tản ra. Hơn trăm người động thủ, biển mây lĩnh vực bị đuổi tản ra đảo cũng bình thường. Ở biển mây lĩnh vực biến mất hết sức. Dương Nghị Vân xuất hiện ở Cửu Lê tộc trước mặt. Dương Nghị Vân ở chỗ này, giết hắn. Cửu Lê Huyền Dương thấy được sau, lập tức hạ lệnh. Không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên trực tiếp xuất hiện ở bọn họ Cửu Lê tộc cao thủ trước mặt. Cửu Lê Huyền Dương trong lòng cười lạnh trực tiếp hạ lệnh, hắn lần này mang đến gia tộc trong cao thủ ước chừng có 5 đại thiên đạo quy tắc 5 trọng cường giả, dư giả thiên đạo quy tắc 4 trọng 10 hơn người, tam trọng 10 hơn người, đó là thấp nhất tu vi. Muốn giết Dương Nghị Vân thật lâu, hiện tại vừa lúc giết hắn cướp lấy hắn đan dược, lại nói còn có thế lực khác đối Dương Nghị Vân có hận ý, tiến đến thế lực chung mắt thèm hắn đan dược người có rất nhiều, bực này cục diện hạ, các thế lực lớn chu sát hắn Dương Nghị Vân dễ như trở bàn tay. Ha ha, ai giết ai còn không nhất định đâu. Dương Nghị Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay, che ở trước mặt Cửu Lê tộc nhân thiên đạo tam trọng chiếm đa số, với hắn mà nói chính là lang nhập Dương Đàn. Bảy màu long lân trực tiếp thúc dục, thân hình bơi lội chi gian, Dương Nghị Vân đối Cửu Lê tộc mấy ngày này nói tam trọng tộc nhân triển khai chính là một hồi tàn sát. Đối mặt vừa mới tu vi đột phá đến thiên đạo quy tắc 4 trọng Dương Nghị Vân, Cửu Lê tộc mấy ngày này nói tam trọng bất kham một kích. Cho dù là ở thiên đạo tam trọng thời điểm, Dương Nghị Vân là có thể nháy mắt hạ gục thiên đạo 4 trọng, lực chiến 5 trọng, huống chi hiện tại hắn tu bước vào thiên đạo 4 trọng. Như thế dưới tình huống thật đúng là lang nhập Dương Đàn, ngay lập tức chi gian liền giết một người ngưỡng mã phiên. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân xử lý Cửu Lê tộc 8 gã thiên đạo.
trong đó 6 gã thiên đạo tam trọng, 2 gã 4 trọng. Lúc sau mới đụng phải cửu lê tộc thiên đạo 5 trọng cường giả. A, à, Dương Nghị Vân, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cửu Lê Huyền Dương nhìn Dương Nghị Vân nháy mắt chém giết hắn cửu lê tộc 8 đại thiên đạo quy tắc, trong lòng đều ở lấy máu, giống giận mà ra. Yên tâm, ngươi cũng trốn không thoát. Dương Nghị Vân giờ phút này đồng thời đối thượng 2 gã thiên đạo quy tắc 5 trọng cửu lê tộc, một bên còn có thể đằng ra không tới cùng cửu lê Huyền Dương khẩu dỗi. Cho ta sát, giết hắn. Cửu Lê Huyền Dương đôi mắt đều hồng thấu, đại danh thiên đạo quy tắc A, trong đó 6 gã tam trọng, 2 gã 4 trọng. Hắn cửu lê tộc yêu cầu bao nhiêu thời gian, nhiều ít tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra tới. Tổn thất một cái đều là khó có thể tiếp thu lấy máu chi đau, nháy mắt công phu đã bị Dương Nghị Vân chém giết 8 gã. Thực sự làm cửu lê Huyền Dương trong lòng trừ trừ lên. Giống giận chung cửu lê Huyền Dương điên cuồng, trong tay thần quang chợt lóe, xuất hiện một vật. Vật ấy ngân quang lập lòe, lại như là một phen quạt ba tiêu giống nhau. Đồng thời Dương Nghị Vân lại là cảm nhận được một cổ tử quen thuộc hơi thở, cùng trong tay hắn hắc ám quy tắc phù bằng nhau hơi thở. Mí mắt đều vì này nhảy dựng. Không giống bình thường a. À. Không hề nghi ngờ cửu lê Huyền Dương trong tay cây quạt ẩn chứa quy tắc chi nhất khí chi lực. Đến nỗi là cái gì thuộc tính, hiện tại vẫn chưa biết được. Nguyên khí chi phong, cho ta chết. Cửu lê Huyền Dương nháy mắt đi tới Dương Nghị Vân chính diện, nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với hắn liền dơ lên tự tiện vung lên mà ra. Cùng thời gian vây công hắn cửu lê tộc cường giả rất có ăn ý nhanh chóng thối lui mở ra. Hô hô, cuồng phong trống rỗng dựng lên. Lần này Dương Nghị Vân rốt cuộc biết cửu lê Huyền Dương trong tay tự tiện là cái gì thuộc tính, là phong chi khí lực. Nhưng phàm là khí chi lực, tất nhiên đều không thể coi thường. Dương Nghị Vân mí mắt kinh hoàng, không chút do dự đem hỗn độn trung triệu hồi ra tới. Thúc giục lúc sau khấu ở trên người mình. Đông. Hỗn độn trung vang vọng toàn trường, kim quang lộng lẫy khắc văn lưu chuyển. Mà hắn cũng đồng thời thấy được, cửu lê Huyền Dương trong tay màu bạc cây quạt huy động lúc sau, có một đạo vân cuốn giống nhau phong phiêu tán mà ra, thẳng đến hắn mà đến, trong nháy mắt liền dừng ở trên người hắn. Hoặc là nói là dừng ở hỗn độn trung thượng. Ngay sau đó đó là tiếng chuông đại tác phẩm. Dương Nghị Vân ở hỗn độn trung nội đều cảm nhận được một cổ tử hàn ý. Ẩn ẩn trung hắn thấy được rậm rạp tế như tuyến ti giống nhau dòng khí đếm không hết tới rồi hỗn độn trung thượng. Trong phút chốc công phu, hắn hỗn độn trung khắc văn tan đi. Đông. Hỗn độn chấn động. Ở bên trong Dương Nghị Vân đều cảm nhận được này một kích huy lực chi cường, chút nào không thua gì bất luận cái gì một người thiên đạo quy tắc 5 trọng cường giả toàn lực một kích. Liền như vậy một chút. Cư nhiên liền phá hắn hỗn độn chung phòng ngự. Cũng may hỗn độn chung cũng không phải phàm vật, ngăn cản xuống dưới. Nhưng kế tiếp, không đợi hắn phản ứng lại đây. Cửu lê Huyền Dương lại một lần huy động trong tay cây quạt, hét lớn, nguyên khí gió lốc. Chỉ thấy cửu lê Huyền Dương trong tay tự tiện lần thứ 2 bộc phát ra lộng lẫy ngân quang, cùng vừa rồi bất đồng, lần này hơi thở càng thêm cường đại. Hô hô hô, tiếng gió khởi, lại như cuồng phong. Dương Nghị Vân thấy được cửu lê Huyền Dương cây quạt trung xuất hiện ngân quang hình hình thành một cái tiểu gió xoáy, nhưng lại từ tự tiện trung ra tới sau, càng lúc càng lớn, thật sự là đón gió mà trương, trong nháy mắt liền hóa thành vài trăm thước thật lớn gió lốc lốc xoáy cuốn tịch mà đến. Uy lực so với phía trước kia một kích cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng. Cái này Dương Nghị Vân ở hỗn độn trung nội là thật sự có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn không nghĩ tới cửu lê Huyền Dương trong tay cây quạt như thế bất phàm. Vỗ dưới, một kích so với một kích cường đại. Phong thuộc tính khí chi lực, quy tắc chi nhất lực lượng, thật sự không thể coi thường. Lão không kịp nghĩ nhiều, Dương Nghị Vân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng bùng nổ mà ra, toàn lực thúc giục hỗn độn chung, thân thể chi lực, trong cơ thể thần lực cùng nói thụ chi lực toàn bộ bùng nổ mà ra. Thịch thịch thịch, hỗn độn chung không ngừng vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng so với một tiếng cường đại. Liên tiếp 9 vang. Mỗi một lần động tĩnh, ở hỗn độn chung bên ngoài thân liền có một đạo khắc văn kim cương đại tác phẩm. 9 vang dưới 9 điều khắc văn kim quang bùng nổ. Từng vòng khắc văn chi lực lưu chuyển dựng lên, hình thành lớn nhất phòng ngự. Lần này hắn chính là toàn lực bùng nổ. Đối mặt cửu lê Huyền Dương một kích so với một kích cường đại uy lực, Dương Nghị Vân không dám thiếu cảnh giác. Thực sự là hắn quá hiểu biết khí chi lực cường đại rồi. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng động vang vọng phía chân trời.
Rốt cuộc Cửu Lê Huyền Dương một kích thật lớn, gió lốc va chạm ở Dương Nghị Vân hỗn độn trung thượng. Giữa sân ngân quang lộng lẫy. Dương Nghị Vân hỗn độn trung cũng chỉ là kim quang chợt lóe rồi biến mất. Bên ngoài nhìn lại giống như là Dương Nghị Vân hoàn toàn bị Cửu Lê Huyền Dương thi triển ra tới thật lớn gió lốc cấp cắn nuốt. Giờ phút này nơi xa các thế lực lớn người đều đang nhìn. Có người nói, Dương Nghị Vân tiểu tử này sợ là xong rồi, Cửu Lê Huyền Dương trong tay chính là Cửu Lê tộc trấn tộc chi bảo Cửu Lê Nguyên Khí Phiến, một quạt gió khởi, kéo tơ lột kén, nơi đi qua không có một ngọn cỏ, Dương Nghị Vân có thể ngăn trở kích thứ nhất, lại cũng bất phàm. Nhưng đệ nhị phiến lại là nguyên khí gió lốc, mang theo trong thiên địa địa sát chi phong, gió lốc hình thành chính là thiên đạo quy tắc năm trọng cường giả, bị gió lốc cắn nuốt trong đó cũng muốn hóa thành cho phi. Kia cũng chưa chắc a. Dương Nghị Vân trong tay kia khẩu cổ trung cũng không phải phàm vật, có thể ngăn trở kích thứ nhất, đệ nhị đánh cũng chưa chắc không thể. Ha ha, liền tính Dương Nghị Vân chặn đệ nhị đánh, hắn không chết cũng đến trọng thương, Cửu Lê Huyền Dương chính là thiên đạo năm trọng a, hơn nữa nghe đồn Cửu Lê Nguyên Khí Phiến còn có đệ tam đánh càng vì đáng sợ, đệ tam đánh cho dù là Cửu Lê tộc người cũng rất ít thi triển ra tới, tam đánh tên là Nguyên Khí Hóa Thiên Địa, phong chi khí lớn nhất uy lực. Một phiến dưới cho dù là một phương tiểu thế giới đều phải hóa thành hư vô, Dương Nghị Vân lần này sợ là muốn xong đời. Kia tiểu tử đã chết nhưng thật ra chuyện tốt, thực sự là một cái không ấn lẽ thường ra bài người. Bên kia Huyền Cùng mang theo người xung phong liều chết đi ra ngoài, quả nhiên trừ bỏ 33 thiên điện người gây khó dễ một chút, thần nông thị người cũng không có gây khó dễ bọn họ, chém giết vài tên 33 thiên điện người sau, thuận lợi trốn ra rất nhiều thế lực vòng vây. Nhưng lúc này cũng thấy được Dương Nghị Vân bị Cửu Lê Huyền Dương gió lốc xoáy cấp cắn nuốt ở trong đó một màn. Thần tôn! Tất cả mọi người sốt ruột. Muốn quay trở lại. Bất quá lại bị Thuần Dương Kim Cương ngăn lại nói, đều đừng xúc động, thần tôn đại nhân làm chúng ta lao tới, tự do hắn đạo lý, yên tâm Cửu Lê Huyền Dương còn lưu không dưới thần tôn đại nhân. Huyền Cùng nghe xong cũng dừng lại, phóng nhãn nhìn lại. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn đến Dương Nghị Vân bị Cửu Lê Huyền Dương một kích gió lốc xoáy cấp cắn nuốt ở trong đó, chỉ nhìn đến thật lớn lộng lẫy màu bạc gió lốc nhìn không tới Dương Nghị Vân hỗn độn chung. Một đám tâm đều huyền. Nhưng đại gia đối Dương Nghị Vân hiểu biết, thần tôn đại nhân không phải kia trung lỗ mãng người, từ từ nhìn xem, này một kích thiết không biết như thế nào đâu. Thuần Dương Kim Cương sở dĩ ngăn trở là bởi vì hắn rõ ràng Dương Nghị Vân thủ đoạn nhưng không ngừng điểm này. Cửu Lê Huyền Dương nói toạc thiên cũng chính là cùng thiên đạo quy tắc năm trọng tu vi, ở Thuần Dương Kim Cương trong lòng, chỉ cần là không có đạt tới hợp đạo cấp bậc địch nhân, thật đúng là rất khó bắt lấy Dương Nghị Vân. Chẳng sợ Cửu Lê Huyền Dương trong tay xuất hiện Cửu Lê tộc trấn tộc chi bảo Cửu Lê Nguyên Khí Phiến cũng không được, cường đại chí bảo pháp khí, cũng phải nhìn ở ai trong tay mới có thể phát huy ra đại uy lực tới. Cửu Lê Huyền Dương còn chưa tới hợp đạo cảnh giới đâu. Cho nên Thuần Dương Kim Cương cho rằng tưởng bắt lấy Dương Nghị Vân không đơn giản như vậy, làm đại gia đừng hành động thiếu suy nghĩ nhìn kỹ hắn nói, thật vất vả trốn ra vòng vây, nếu là ở quay trở lại, đã có thể nói không chừng sẽ là cái gì kết quả. Dương Nghị Vân độc lập đi Cửu Lê tộc bên kia, thực hiển nhiên là muốn trêu chọc Cửu Lê tộc, nếu là trêu chọc, kia hắn liền nhất định trong lòng có tính toán mới trở về, nếu không dựa theo Thuần Dương Kim Cương đối Dương Nghị Vân hiểu biết, hắn tuyệt đối sẽ không đi phạm hiểm. Đại gia luyện hóa thần đan đi, chuẩn bị tùy thời chi viện thần tôn. Huyền Cùng nhanh chóng quyết định nói. Dương Nghị Vân cho bọn hắn thần đan chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sử dụng, tuy rằng không biết Dương Nghị Vân luyện chế ra tới thần đan công hiệu như thế nào, lẽ ra dùng thần đan hẳn là tìm một chỗ bế quan tu luyện mới an toàn. Nhưng lúc này không rảnh lo như vậy nhiều. Lập tức làm đại gia trực tiếp luyện hóa đi. Vạn nhất nếu là thần tôn Dương Nghị Vân bên kia có cái gì biến cố, đại gia cũng hảo chi viện. Cũng thử xem thần đan công hiệu. Có thể dẫn phát đan kiếp thần đan, tất nhiên không phải là vật phàm. Nghe được Huyền Cùng nói xong, mọi người không chút do dự nuốt vào thần đan đương trường bắt đầu luyện hóa. Lúc này dù sao cũng không có kia ra thế lực truy lại đây, bọn họ chung ít nhất có tam đại thiên đạo năm trọng cường giả tồn tại đảo cũng không sợ cái gì. Cũng biết Huyền Cùng lời nói có đạo lý. Một đám nuốt vào thần đan bắt đầu luyện hóa. Không bao lâu, kỳ tích một màn trình diễn. Oanh! Ầm ầm ầm. Một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang vang lên. Lại là lần lượt từ mỗi người trong cơ thể phát ra tiếng gầm rú. Đồng thời cùng với từng luồng cường đại hơi thở bùng nổ. Đây là đột phá tu vi thể hiện. Ha ha ha, đột phá, ta đột phá.
Thoán Thiên Đại cười, hắn ăn vào thần đan bước vào thiên đạo quy tắc nhị trọng. Ta cũng đột phá. Ta cũng là. Mỗi người trên mặt đều có ý cười. Dương Nghị Vân này đó thủ hạ, mỗi người đều có bất đồng thiên phú cùng từng người tu luyện tình huống, có bất đồng trình độ đột phá. Có người đột phá một cái tiểu cảnh giới, có người còn lại là liên tiếp hai cái tiểu cảnh giới, cường đại nhất còn lại là nhảy ba cái tiểu cảnh giới. Tỷ như Sa Hồ bà chính là một hơi đột phá ba cái tiểu cảnh giới, tu vi từ thiên đạo quy tắc một trọng, trực tiếp đạt tới bốn trọng địa bước, có thể nói khủng bố. Một trọng bước vào nhị trọng tam trọng, thậm chí bốn trọng, xem như tiềm lực thật lớn một đám. Nguyên bản thiên đạo quy tắc nhị trọng còn lại là bước vào tam trọng đỉnh, xem như bình thường. Phía trước tu vi tam trọng cũng đồng dạng tiến giai. Chỉ có bốn người không có đột phá, lại cũng được đến đỉnh hoặc là cảnh giới quan khẩu điểm tới hạn. Như Âm Dương Kim Cương vợ chồng, các nàng bản thân chính là thiên đạo năm trọng đại viên mãn, ăn vào thần đan lúc sau, như cũng là đại viên mãn giai đoạn, nhưng lại đạt tới cực hạn điểm tới hạn trình độ, các nàng vợ chồng lại tiến thêm một bước đó là hợp đạo. Hợp đạo tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Không đủ lần này đan dược dùng, nhiên vợ chồng hai người đại hỉ, tựa hồ chạm đến cho tới nay đều hướng về hợp đạo ngạch cửa. Mà Đoạn Thân mới vừa nguyên bản muốn so với Âm Dương Kim Cương vợ chồng kém một đường, lần này ăn vào thần đan lại là bước vào thiên đạo năm trọng đại viên mãn, đồng dạng xem như một đi nhanh tăng lên, thiên đạo quy tắc cấp bậc tăng lên có bao nhiêu khó, chỉ có chính bọn họ biết. Ở một cái đó là Hùng Hoan không có gì biến hóa, nhưng là chỉ có phụ thân Hùng Du Thiên có thể cảm nhận được nữ nhi Hùng Hoan huyết mạch hơi thở càng cường đại hơn, đương nhiên Hùng Du Thiên bước vào bốn trọng. Lão đối đầu thần mộc lão tổ như cũ áp hắn một đầu, thành công tiến giai thiên đạo quy tắc năm trọng. Huyền cùng tiến giai năm trọng. Như thế không nói những người khác, Dương Nghị Vân thành viên tổ chức chung rốt cuộc nhiều ba cái thiên đạo quy tắc năm trọng cường giả. Phân biệt là cường đại Âm Dương Kim Cương vợ chồng, Đoạn Thân mới vừa, Hùng Hoan, Huyền cùng cùng thần mộc lão tổ, đến nỗi những người khác bốn trọng tam trọng nhị trọng, dù sao không còn có một cái một trọng. Ai cũng chưa nghĩ đến, Dương Nghị Vân lần này luyện chế đan dược uy lực sẽ như thế thần kỳ, quả thực có thể nói kỳ tích. Nhưng là bọn họ bên này phát sinh một màn, ảnh hưởng quá lớn. Phương xa các thế lực lớn người, đều bị kinh động. Ở từng đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Vân Môn thần cảnh những người này trình diễn vừa ra tập thể đột phá kỳ tích. Này, có thể nói thần tích một chút đều không quá. Sao lại thế này? Đều là nhân tinh lão bất tử, thực mau liền phản ứng lại đây, khả năng cùng Dương Nghị Vân luyện chế đan dược có quan hệ. Cái này nguyên bản chuẩn bị xem náo nhiệt thế lực không bình tĩnh. Một đám đem ánh mắt lại lần nữa đặt ở giữa sân Dương Nghị Vân trên người. Đương nhiên giờ phút này Dương Nghị Vân như cũ bị Cửu Lê Huyền Dương gió lốc bao phủ ở bên trong, cái gì cũng nhìn không tới. Những người này trong lòng nghĩ nếu là lần này Dương Nghị Vân có thể sống sót, tất nhiên muốn phân một ly canh, đến tột cùng là cái gì thần kỳ đan dược cư nhiên làm Vân Môn thần cảnh những người đó tập thể đột phá tu vi. Như thế nghĩ, các thế lực lớn bắt đầu nghĩ Dương Nghị Vân cùng Cửu Lê Huyền Dương nơi vây quanh đi lên. Cuối cùng chỉ có tam gia thế lực không nhúc nhích, một vì thần nông thị, nhị vị cổ vu tộc, tam vì tứ đại ngoại đạo chi nhất phương Bắc Ma thần vực, này tam gia không nhúc nhích. Dư giả thế lực tất cả đều vây quanh đi lên. Thần nông thị bên này, một người tộc nhân hỏi thần nông Càng Minh nói, tộc lão chúng ta bất quá đi sao? Ha ha, qua đi làm gì? Ngươi thật sự cho rằng Dương Nghị Vân sẽ đơn giản như vậy, nhìn xem kia gió lốc chung xuất hiện cái gì? Thần nông Càng Minh cười lạnh nói. Tên này thủ hạ nghe xong phóng nhãn nhìn lại, chợt vừa thấy không có gì, chính là nếu tộc lão nói như thế, kia nhất định có nguyên nhân, hắn cẩn thận lại xem, ngay sau đó lại là thấy được gió lốc chung xuất hiện một sợi hắc khí. Mà huyền ngang nhau người bên này đã nhận ra các thế lực lớn hướng về Dương Nghị Vân cùng Cửu Lê Huyền Dương nơi vây quanh sau khi đi qua, huyền cùng rốt cuộc không bình tĩnh, hơn nữa vừa mới tu vi tăng lên, hắn cũng là tin tưởng 10 phần nói, đại gia chuẩn bị tốt xung phong liều chết qua đi. Nhưng lúc này Đoạn Thân mới vừa nói, có lẽ không cần, các ngươi xem, gió lốc chung xuất hiện hắc ám. Nghe Đoạn Thân mới vừa nói chuyện, mọi người xem đi, quả nhiên gió lốc chung có hắc khí toát ra. Nháy mắt hắc khí tràn ngập, quanh một chút khuếch tán đi ra ngoài, quen thuộc chi gian tách ra Cửu Lê Huyền Dương gió lốc. Khoảnh khắc chi gian hắc ám bao phủ mấy ngàn mét phạm vi, đem sở hữu Cửu Lê tộc người bao gồm Cửu Lê Huyền Dương cấp bao phủ đi vào. Thậm chí còn một ít mới vừa chạy tới nơi tưởng xem náo nhiệt thế lực người cũng ở nháy mắt bị hắc ám bao phủ ở trong đó.
ngay sau đó liền nghe được trong bóng đêm vang lên từng tiếng thê thảm tiếng kêu, a a a a a. A, Dương Nghị Vân ngươi không chết tử tế được, gió lốc thiên địa. Cuối cùng còn lại là nghe được Cửu Lê Huyền Dương khí cấp bại hoại mắng thanh. Hô hô hô, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, thiên địa chi gian có từng đạo ngân quang sáng lên, từ trong bóng đêm bùng nổ mở ra. Một ít chạy tới nơi tâm tư không thuần thế lực, ở hắc ám bùng nổ lúc sau, một đám có lui lại vài trăm thước rời xa hắc ám, bởi vì mọi người đều cảm nhận được cường đại hắc ám chi khí, không phải là nhỏ. Còn không có minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm, liền nghe được, Cửu Lê Huyền Dương khí cấp bại hoại mắng thanh, cái này xem như biết này hắc ám chi lực là Dương Nghị Vân kiệt tác. Bất quá quen thuộc Cửu Lê tộc người cũng biết, Cửu Lê Huyền Dương thi triển ra Cửu Lê nguyên khí phiến mạnh nhất một kích, xem ra thật là bị buộc nóng này. Hoặc là nói là Dương Nghị Vân này hắc khí không giống bình thường, làm Cửu Lê Huyền Dương sợ hãi, nếu không cũng sẽ không thi triển ra Cửu Lê nguyên khí phiến đệ tam đánh, phải biết rằng này đệ tam đánh thi triển ra tới chính là muốn đại giới. Bên kia huyền ngang nhau nhân tâm đại hỉ, nghe được ra tới, phàm là bị bao phủ ở hắc ám thật sự người đều thảm. Cũng nghe tới rồi Cửu Lê Huyền Dương khí cấp bại hoại mắng. Tự nhiên biết là thần tôn đại nhân phản kích. Ầm ầm ầm. Không bao lâu trong bóng đêm ngân quang lộng lẫy dựng lên. Từ một sợi đến cuối cùng lộng lẫy, rốt cuộc xua tan hắc ám. Nhưng mà, Dương Nghị Vân thân ảnh xuất hiện, ở hắn bốn phía nằm rất nhiều thi thể, nhiều là Cửu Lê tộc người, đối diện chỉ còn lại có 5 người, Cửu Lê Huyền Dương cùng 4 gã thiên đạo quy tắc 5 trọng tộc nhân. Nhưng lại đều sắc mặt trắng bệch, một cái nâng một cái. Đặc biệt là Cửu Lê Huyền Dương. Trong tay cầm bên kia màu bạc cây quạt lại là ở cả người phát run chung, đích xác hắn vừa rồi chính là trả giá đại giới thi triển đệ tam đánh mới khó khăn lắm từ Dương Nghị Vân hắc ám chi lực chung tránh thoát ra tới. Nhưng là Cửu Lê tộc tộc nhân khác chết sạch, chỉ còn lại có hắn cùng 4 gã thiên đạo 5 trọng tộc lão, đây là bởi vì tu vi cao, mới căng xuống dưới, nếu không cũng khó thoát một kiếp. Trong bóng đêm Cửu Lê Huyền Dương cũng cảm nhận được, không phải tầm thường hắc khí, đó là quy tắc chi nhất hắc ám chi khí. Cùng trong tay hắn Cửu Lê nguyên khí phiến nhưng đều là cùng cấp bậc lực lượng. Càng muốn mệnh chính là, vừa rồi trong bóng đêm Cửu Lê Huyền Dương cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người hơi thở vô cùng cường đại bùng nổ, so với bọn họ bất luận cái gì một cái đều cường đại, tựa hồ đã siêu việt thiên đạo 5 trọng tu vi hơi thở. Lúc này lại đi xem thời điểm, quả nhiên Dương Nghị Vân tu vi có đột phá, cư nhiên đạt tới thiên đạo quy tắc 5 trọng cấp bậc. Sao lại thế này? Hắn sao có thể đột phá nhanh như vậy? Từ tiến vào chúng thần vực thời điểm, thiên đạo tam trọng, đến phía trước là thiên đạo 4 trọng, hiện tại chỉ chớp mắt cư nhiên đạt tới thiên đạo 5 trọng cấp bậc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được Dương Nghị Vân hơi thở, Cửu Lê Huyền Dương rất khó tin tưởng đây là thật sự, nhưng trên thực tế thật là thật sự. Đến nỗi Dương Nghị Vân như thế nào đột nhiên liền bước vào thiên đạo 5 trọng, chỉ có chính hắn biết. Giờ phút này Dương Nghị Vân nhìn Cửu Lê Huyền Dương khóe miệng giơ lên. Hắn đi bước một về phía trước Cửu Lê Huyền Dương mà đi. Hiện tại hắn thật đúng là không đem Cửu Lê Huyền Dương để vào mắt. Hết thảy đều là bởi vì hắn có thực lực. Đương nhiên thực lực này trước đó là không có. Thậm chí có thể nói, phía trước hắn bị Cửu Lê Huyền Dương gió lốc cắn nuốt thời điểm còn không có giờ phút này lớn như vậy tự tin, nhưng là hiện tại lại có, bởi vì ở gió lốc cuốn tịch thời điểm, hắn một hơi nuốt vào 3 viên Tu La Đan, đối đã kêu Tu La Đan, là hắn cho nên khởi tên. Bản thân cũng này đây 3 viên tu la quả luyện chế mà thành. Kêu tu la đan nhưng cũng thực chuẩn xác. Nguyên bản nghĩ hắn thiên đạo quy tắc 4 trọng tu vi, muốn đột phá khả năng không dễ dàng, cho nên hắn một hơi nuốt vào 3 viên tu la đan, kết quả thực ngoài ý muốn, 3 viên tu la đan đi xuống, hắn lần thứ 2 thăng cấp, tu vi từ thiên đạo quy tắc 4 trọng thành công bước vào thiên đạo quy tắc 5 trọng. Thuận lợi kỳ cục, nhưng là sau lại ngẫm lại Dương Nghị Vân cũng liền bình thường trở lại. Có hai cái nguyên nhân, đệ nhất nguyên nhân là, hắn tu la đan uy lực công hiệu bản thân liền cường đại, vượt qua hắn trong tưởng tượng hảo, huống chi hắn một hơi nuốt vào 3 viên, cũng tân mệt là hắn cơ sở hảo, thân thể cường đại, thần hạch cường đại không giống người thường, đổi cá nhân nói dùng một lần nuốt vào 3 viên tu la đan một hai phải nổ tan xác mà chết không thể, đổi làm hắn Dương mẫu nhân còn lại là một lần đánh sâu vào trạm kiểm soát thành công, tiến vào tới rồi thiên đạo quy tắc 5 trọng. Cái thứ hai nguyên nhân cũng là lớn nhất thành công nguyên nhân, cho rằng hắn năm đại quy tắc hiểu được vốn dĩ chính là viên mãn, cho nên có 3 viên tu la đan ăn vào, trực tiếp tiến giai, thực thuận lợi, nước chảy thành sông. Thực mau thực thuận lợi cái loại này thăng cấp.
lúc sau sao? Dương Nghị Vân bắt đầu phản kích, đối mặt Cửu Lê Huyền Dương gió lốc cắn nuốt, hắn trực tiếp toàn lực thúc giục hắc ám quy tắc phù. Làm hắn không nghĩ tới chính là, tu vi tăng trưởng làm hắn thúc giục hắc ám quy tắc phù thời điểm cũng là uy lực tăng gấp bội, trực tiếp liền đem Cửu Lê Huyền Dương gió lốc chi lực cấp hóa giải, hơn nữa hắc ám cắn nuốt Cửu Lê nhất tộc mọi người, đương nhiên còn có một ít xông tới tưởng chiếm tiện nghi người đều xui xẻo, trong đó liền có 33 thiên điện cùng quỷ thần giới cùng với thiên tộc ngũ hành gia tộc người. Thúc giục hắc ám quy tắc phù sau, hắn trong bóng đêm chính là chúa tể, không chút khách khí thao tác hắc ám chi lực bắt đầu chém giết Cửu Lê tộc rất nhiều đệ tử cùng những cái đó thò qua tới người. Đương cuối cùng thao tác hắc ám chi lực đi cắn nuốt Cửu Lê Huyền Dương cùng 4 gã Cửu Lê tộc thiên đạo 5 trọng cường giả thời điểm, lại là không nghĩ tới Cửu Lê Huyền Dương trong tay cây quạt bùng nổ, bộc phát ra một cổ tử so với phía trước 2 lần cường đại mấy lần phong khí chi lực, tức khắc làm hắn hắc ám chi lực tiêu tán. Nhưng thì tính sao? Không có thương tổn đến hắn chút nào, ngược lại là Cửu Lê Huyền Dương cùng 4 gã Cửu Lê tộc cường giả bị hắn hắc ám chi lực xoát một đợt lúc sau, đều đã chịu bị thương nặng. Giờ phút này nhìn Cửu Lê Huyền Dương sắc mặt trắng bệch bộ dáng, Dương Nghị Vân liền biết tiểu tử này cuối cùng thi triển phong khí chi lực hẳn là có đại giới, tuy rằng phá hắn hắc ám chi lực nhưng lại bị phản phệ. Hết thảy hiện tại đều trong mắt hắn tới nói kết thúc. Tu vi thật đánh thật bước vào thiên đạo quy tắc 5 trọng sau, có được kiểu gì thực lực, chỉ có chính hắn rõ ràng, trước mắt Cửu Lê Huyền Dương cùng 4 gã Cửu Lê tộc thiên đạo 5 trọng cao thủ, trong mắt hắn bất kham một kích. Hắn đi bước một đi đến, mỗi đi một bước dưới chân đều là thần quang chớp động, năm đại quy tắc chi lực, rốt cuộc với tu vi ngang hàng, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, quy tắc vần quanh thân, hiện giờ không có hợp đạo cảnh giới, mơ tưởng làm hắn lui về phía sau nửa bước, cho dù là hiện giờ đối mặt Cơ Gia lão tổ kia chờ hợp đạo một tầng cường giả, hắn cũng có tin tưởng một trận chiến. Thậm chí khả năng sẽ càng cường một ít đi. Ngươi đừng tới đây, Cửu Lê Huyền Dương sợ. Hắn giờ phút này cảm nhận được Dương Nghị Vân hơi thở, so với cường đại rồi không biết nhiều ít, hắn là thiên đạo 5 trọng, so với hắn còn cường đại, Dương Nghị Vân nhìn chính là 5 trọng, nhưng hơi thở cường đại quá nhiều, quả thực chính là quái thai. Ha ha, hiện tại sợ, chậm, hôm nay phải giết ngươi, thánh nhân tiến đến đều cứu không được ngươi, đi tìm chết đi. Dương Nghị Vân dứt lời, bỗng nhiên ra tay, toàn thân thần lực bùng nổ, trong cơ thể 10 đại đạo thụ hợp nhất, hội tụ song trưởng phía trên. Đối với Cửu Lê Huyền Dương cùng hắn 4 gã tộc nhân bùng nổ mà ra. Không, không không không, nhà ta lão tổ liền ở chúng thần vực chung, ngươi không thể giết ta. A, Cửu Lê Huyền Dương kêu thảm thiết, thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Dương Nghị Vân toàn lực bùng nổ dưới, Cửu Lê Huyền Dương 5 người vốn là bị thượng, như thế nào ngăn cản. Ngay sau đó liền hóa thành cho tàn. Bất quá. Hắn vung tay lên 5 cái chứa đựng thần giới cùng Cửu Lê Huyền Dương trong tay Cửu Lê Nguyên Khí phiến đi dừng ở trong tay hắn. Bực này bảo vật tự nhiên sẽ không quên, phía trước Cửu Lê Huyền Dương chính là được đến 2 viên tu la quả, Dương Nghị Vân tự nhiên muốn nhận lấy, hiện tại hắn chính là nếm tới rồi tu la đan ngon ngọt. Trong nháy mắt Cửu Lê tộc người toàn quân hủy diệt. Chạy! Nơi xa không biết ai hô một tiếng, 4 phía các thế lực lớn người lập tức giải tán, thực mau liền biến mất ở máu lâm chỗ sâu trong. Rời xa Dương Nghị Vân. Nói giỡn hiện tại không chạy chính là ngốc tử, thực rõ ràng Dương Nghị Vân sát thiên đạo 5 trọng đều nhập sát gà giống nhau, hắn tu vi từ phía trước thiên đạo tam trọng đạt tới thiên đạo 5 trọng cảnh giới, tiểu tử này quả thực là ma quỷ hóa thân, quái thai thiên phú, sở hữu thế lực đều đã nhìn ra, không có hợp đạo cấp bậc, là không có biện pháp cùng Dương Nghị Vân đấu. Đại gia vẫn là tan đi hảo, dù sao không thể trêu chọc Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân cũng không đuổi theo. Chỉ là cười lạnh cười. Bất quá hắn vừa quay đầu lại, vẫn là thấy được có một nhà thế lực không đi. Này một nhà không phải nhà khác, đúng là thần nông thị người. Dương Nghị Vân cười cười đi qua. Vừa rồi rất nhiều thế lực vây đi lên thời điểm, hắn cũng thấy được rõ ràng, chỉ có thần nông thị cùng cổ vu tộc hơn nữa mà thần vực tam gia không thấu đi lên. Cho nên Dương Nghị Vân đối bọn họ đảo cũng không có gì ý kiến. Giờ phút này bao gồm cổ vu tộc cùng ma thần vực người đều lập tức giải tán, chỉ có thần nông thị người ở Thiệp Nông Càng Minh dẫn dắt hạ còn ở đây chung. Càng Minh đạo huynh vì sao không chạy? Dương Nghị Vân cười hỏi. Dương thần tôn nói đùa, ta thần nông thị nhưng không đắc tội đạo huynh, không đáng chạy. Thần nông Càng Minh nhưng thật ra bằng phẳng, hắn chỉ là bị đan kiếp hấp dẫn mà đến, nhìn đến là Dương Nghị Vân lúc sau cũng không có hướng những người khác giống nhau khởi tham niệm, mà là ước thúc thần nông thị người. Ở một bên nhìn liền hảo,
đừng đi bỏ đá xuống giếng, bởi vì hắn tổng cảm giác Dương Nghị Vân không tham hưởng ứng, vẫn là thiếu trêu chọc thì tốt hơn, hiện tại xem ra hắn quả nhiên không nhìn lầm. Nghĩ từ Dương Nghị Vân trên người phân một ly canh người, không kết cục tốt, Cửu Lê tộc toàn quân hủy diệt. Mặt khác mấy nhà cũng tổn thất một ít nhân thủ. Vừa rồi Dương Nghị Vân phiên tay chi gian diệt Cửu Lê Huyền Dương ở bên trong năm đại thiên đạo năm trọng cường giả, bực này thủ đoạn đã có thể nói thiên đạo quy tắc cấp bậc vô địch, đông đảo thế lực chung thử hỏi lại có ai có thể trêu chọc. Trừ phi là hợp đạo cấp bậc cao thủ xuất hiện có lẽ mới có thể áp chế Dương Nghị Vân, nhưng là hợp đạo cấp bậc cường giả, tự giữ thân phận tự nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Hiện tại đối thần nông Càng Minh tới nói, cùng Dương Nghị Vân giao hảo so cái gì cũng tốt. Nhiều bằng hữu ở chúng thần vực thế giới so nhiều địch nhân hảo đi. Ha ha, đến, người thần nông thì cái này bằng hữu ta giao. Dương Nghị Vân cười mở miệng. Như vậy đa tạ thần tôn, ta thần nông Càng đời minh biểu thần nông thì tộc nhân hứa hẹn ở chúng thần vực sẽ với vân môn thần cảnh cộng tiến thối, trở thành minh hữu. Thần nông Càng Minh lưu lại không đi, tự nhiên vì chính là Dương Nghị Vân những lời này. Hiện giờ Dương Nghị Vân thực lực đã thể hiện rồi ra tới, không hề nghi ngờ thiên đạo năm trọng đều có thể chém giết người, xưng hắn vì thần giới hợp đạo dưới đệ nhất nhân một chút đều không quá, có thể cùng Dương Nghị Vân trở thành bằng hữu, trở thành minh hữu, này đối thần nông thị tới nói, sẽ ở chúng thần vực ích lợi lớn nhất hóa. Vốn đang nghĩ như thế nào cùng Dương Nghị Vân lôi kéo làm quen, giảng thuật trong lòng suy nghĩ, không nghĩ tới Dương Nghị Vân đã sớm nhìn thấu hắn suy nghĩ, trực tiếp sảng khoái nói ra. Cái này làm cho thần nông Càng Minh có điểm không thích ứng, đồng thời, đó là nội tâm đại hỉ. Cũng phản ứng lại đây, Dương Nghị Vân có thể có năm nay, thật sự không phải ngẫu nhiên, người này tuy rằng ở hắn xem ra là cái nhân tài mới xuất hiện, nhưng hiện tại xem không riêng gì thực lực siêu nghèo, làm người cũng là lả lướt chi tâm tâm tư tỉ mỉ hạng người, bực này người thành bằng hữu là duy nhất lựa chọn, thành địch nhân tuyệt đối là nhất ngu xuẩn lựa chọn. Đối Dương Nghị Vân tới nói, lại làm sao không phải yêu cầu một cái minh hữu đâu. Hắn xem như đã nhìn ra, đại đạo điện sau lưng này đó thần giới đứng đầu thế lực, mặc kệ có hay không với hắn có thủ oán, đều không có một phương là đèn cạn dầu, ở ích lợi trước mặt đều là lang. Lần này chém giết Cửu Lê tộc thiếu chủ cùng sở hữu Cửu Lê tộc nhân, hắn cũng muốn có điều hiểu biết mới được, hiểu biết tự nhiên chính là Cửu Lê tộc sau lưng cường giả, phía trước Cửu Lê Huyền Dương lãnh chết phía trước câu kia bọn họ Cửu Lê tộc lão tổ ở chúng thần vực. Dương Nghị Vân cũng không cho rằng là Cửu Lê Huyền Dương nói dối. Tất nhiên là tồn tại, phía trước Huyền Cùng cũng nói qua, các thế lực lớn hợp đạo cường giả có khả năng cũng ở chúng thần vực chung, vẫn là phải có sở chuẩn bị mới là. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu biết. Lúc này tự nhiên liền yêu cầu một cái giống thần nông thị như vậy minh hữu. Thần nông Càng Minh lưu lại không đi, Dương Nghị Vân liền nhìn ra được tới, hắn có tâm cùng chính mình kết giao, một khi đã như vậy. Hắn cũng không vòng vo, nói thẳng ra tới. Hai bên xem như ăn nhịp với nhau. Kế tiếp Dương Nghị Vân còn hỏi chính mình muốn hỏi nói, thần nông Càng Minh lại là trực tiếp mở miệng nói ra, cái này làm cho Dương Nghị Vân đối thần nông Càng Minh xem trọng liếc mắt một cái. Chỉ nghe thần nông Càng Minh mở miệng nói, kế tiếp còn thỉnh thần tôn suy xét hảo như thế nào ứng đối Cửu Lê tộc hợp đạo cường giả đi, theo lý thuyết mỗi một lần chúng thần vực mở ra, chúng ta các thế lực lớn thiên đạo cấp bậc chính là một đường tiến vào chúng thần vực. Mà hợp đạo cấp bậc cao thủ còn lại là một khác lộ, tuy rằng đều ở chúng thần vực, lại nói tiếp chúng ta có thể hoạt động phạm vi chính là chúng thần vực Đông Nam Tây Bắc tứ phương nơi, mà những cái đó hợp đạo cường giả còn lại là trực tiếp sẽ đi chúng thần vực trung tâm nơi. Sẽ không can thiệp chúng ta. Nhưng này cũng phải nhìn tình huống, nếu là kia một nhà thế lực đệ tử đụng tới nguy hiểm thời điểm, sẽ tưởng bổn môn hợp đạo thế lực cường giả cầu cứu, đến lúc đó hợp đạo cấp bậc cường giả cũng sẽ ra tay. Lần này ngươi chém giết Cửu Lê tộc thiếu chủ Cửu Lê Huyền Dương cùng sở hữu Cửu Lê tộc tộc nhân, như thế dưới tình huống, Cửu Lê tộc hợp đạo cường giả tất nhiên sẽ tìm đến ngươi báo thù, đến lúc đó thần tôn vẫn là phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta thần nông nhất tộc tuy rằng cùng ngươi kết minh, nhưng lời muốn nói minh bạch, hợp đạo cấp bậc xuất hiện, ta giúp không được gì, điểm này còn thỉnh thần tôn thứ lỗi, gần nhất ta thần giới các thế lực lớn chi gian tình huống phức tạp. Mà đến tộc của ta hợp đạo cường giả cũng sẽ không hy vọng chúng ta đi trêu chọc hợp đạo cường giả, sở hữu chúng ta kết minh ở vật lý thượng chỉ có thể hạn định ở thiên đạo quy tắc cấp bậc, mặt khác ở chúng thần vực hoàn cảnh từ phương diện chúng ta sẽ tận hết sức lực hợp tác. Như thế Dương thần tôn xem tốt không? Dương Nghị Vân gật gật đầu, không thể tốt hơn, ta đồng ý. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng không trông cậy vào thần nông Càng Minh có thể giúp hắn đi ngăn cản hợp đạo cấp bậc cường giả. Hắn yêu cầu chính là thần nông thị ở chúng thần vực cung cấp các loại hắn sở không biết tin tức là được.
Đến nỗi cửu lê tộc hợp đạo cường giả vấn đề, hắn từ thần nông càng minh nơi này xem như xác định, quả nhiên các đại thực lực sau lưng hợp đạo người trước đều tiến vào chúng thần vực chung. Cũng không biết tới có bao nhiêu. Là cái gì cấp bậc? Điểm này hắn đảo muốn hỏi một chút thần nông Càng Minh. Càng Minh đạo huynh có biết cửu lê tộc cùng các thế lực lớn hợp đạo cường giả tới bao nhiêu người? Đều là cái gì trình tự? Dương Nghị Vân hỏi. Thần nông Càng Minh cười khổ nói, cái này nói thật ra ta thật đúng là không biết, bởi vì chúng ta thiên đạo trình tự hòa hợp nói trình tự hoàn toàn là hai cái bất đồng tồn tại, đều là tiến vào chúng thần vực thế giới, nhưng hoàn toàn là các đi các lộ. Ta chỉ có thể nói cho người ta thần nông tộc tới hai gã hợp đạo tộc lão, một người là hợp đạo một tầng, một cái khác là hợp đạo hai tầng. Đến nỗi thế lực khác tới chính là người nào cái gì cấp bậc ta cũng không biết, chỉ có những cái đó mang đội bổn tộc người biết đi, nhưng là dựa theo dĩ vãng lệ thường, các gia tiến vào hợp đạo cấp bậc cường giả nhiều nhất hai gã, có đôi khi chính là một người, các không giống nhau. Dương Nghị Vân nghe thần nông càng nói rõ xong, đảo cũng lý giải, gật gật đầu nói, cũng thế. Mặc kệ hắn, cửu lê tộc hợp đạo cường giả nếu là thật không biết xấu hổ, muốn tìm ta báo thù, ta cũng không sợ hắn. Thần nông Càng Minh cười khổ nói, như thế thần tôn ngươi không có giết cửu lê huyền dương cái này cửu lê tộc thiếu chủ cũng liền thôi, các thế lực lớn chi gian cao tầng đều cam chịu, đệ tử chi gian đánh giá, đây là bất thành văn quy củ, nhưng cửu lê huyền dương đã chết liền bất đồng, cửu lê tộc hợp đạo nhất định sẽ tiến đến tìm ngươi báo thù, rốt cuộc ngươi giết là người ta cửu lê tộc tương lai thiếu chủ. Mặt trong mặt ngoài thượng đều đi qua, thần tôn phải có trong lòng chuẩn bị mới là a. Đối với thần nông Càng Minh luôn mãi dặn dò, Dương Nghị Vân cũng ghi tạc trong lòng, hắn cũng biết hợp đạo cấp bậc cường giả cùng thiên đạo quy tắc chi gian có khác nhau như trời với đất hồng câu, bất quá hắn như cũng không hối hận chém giết cửu lê huyền dương cùng sở hữu cửu lê tộc người. Bởi vì bản thân liền cùng cửu lê tộc phía trước đã trở thành không thể hóa giải mâu thuẫn, hơn nữa cửu lê huyền dương 5 lần 7 lượt tìm hắn phiền toái. Đối hắn biểu lộ sát ý, thân là cửu lê tộc thiếu chủ, tương lai chính là trưởng quản cửu lê tộc chủ nhân, nhất định sẽ không bỏ qua hắn vân môn thần cảnh đệ tử. Cùng với như thế, còn không bằng giết xong việc. Đến nỗi cửu lê tộc hợp đạo cấp bậc cường giả, nếu là tiến đến, vậy đến đây đi. Có một số việc trốn không xong, sợ hãi cũng vô dụng. Hắn cũng không phải dọa đại. Nhớ trước đây ra tới thần giới thời điểm, hắn vẫn là cái thấp nhất cấp bậc thần nhân mà thôi. Bị thiên tộc 33 thiên điện không ngừng phái ra cường giả đuổi giết, hiện tại còn không phải làm theo nhịn qua tới. Không chỉ có là nhịn qua tới, hắn còn chém giết 33 thiên điện rất nhiều thiên đạo cấp bậc cường giả, thu phục 33 thiên điện cường đại nhất thiên thánh điện tam đại kim cương ở dưới trướng, chung quy làm đế tôn rốt cuộc không phái ra quá cường giả đuổi giết hắn, hắn phản kích cho chính mình nghênh đón thời gian. So sánh với năm đó bị 33 thiên điện người đuổi giết, hiện giờ đối mặt cửu lê tộc điểm này nguy hiểm. Cũng không tính cái gì. Hợp đạo lại có thể như thế nào? Tới lại nói. Đương nhiên Dương Nghị Vân cũng không có bởi vì chính mình liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới tu vi đạt tới thiên đạo quy tắc năm trọng liền tự đại. Hắn biết rõ, còn muốn tiếp tục nỗ lực tăng lên thực lực, đột phá tu vi mới được. Hắn mục tiêu là hợp đạo. Hắn lớn nhất địch nhân đế tôn vô thượng là hợp đạo. Cho nên hắn cần thiết muốn bước vào hợp đạo chi cảnh giới mới được. Trước mắt sao? Nên làm cái gì tiếp tục làm chính là, chúng thần vực thế giới thật lớn, tứ phương nơi, bọn họ hiện tại mới là ở máu lâm đầy đất, còn có mặt khác tam phương không đi qua, thậm chí còn trong truyền thuyết chúng thần vực mảnh đất trung tâm hắn cũng không phải không nghĩ tới. Kỳ thật phải làm sự còn có rất nhiều. Người so ở chúng thần vực thế giới tìm kiếm đến thỏ ra bọn họ. Đây cũng là lần này tiến vào mục đích chi nhất. Kế tiếp hắn cùng thần nông Càng Minh nói chuyện với nhau hồi lâu. Cũng hiểu biết có quan hệ chúng thần vực trong vòng, các thế lực lớn mỗi lần tiến vào đều sẽ đi địa phương, cái gì di tích, tầm bảo từ từ. Trao đổi ý kiến lúc sau, thần nông Càng Minh tỏ vẻ từ giờ trở đi, hắn sẽ vẫn luôn cùng Dương Nghị Vân dẫn dắt phân môn thần cảnh mọi người cùng nhau hành động, tìm tòi bí mật máu. Đối này Dương Nghị Vân là thập phần cao hứng, tuy rằng hắn thủ hạ có huyền cùng tồn tại, nhưng huyền cùng rốt cuộc chỉ là ở đại đạo điện điển tịch chúng giải quá chúng thần vực thế giới, không có tự mình đã tới. Nhưng thần nông Càng Minh lại là đã tới hai lần chúng thần vực, này đã là lần thứ ba tiến đến, tương đối tới nói hắn là có kinh nghiệm, có thể cùng thần nông Càng Minh hợp tác, đây là chuyện tốt, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hai người nói chuyện với nhau đạt thành nhất trí sau, Dương Nghị Vân làm huyền ngang nhau người lại đây, cùng thần nông thị tộc nhân chào hỏi, lẫn nhau tiền đồ một chút, rốt cuộc kế tiếp đại gia muốn cùng nhau lang bạt chúng thần vực thế giới.
Từ Huyền ngang nhau người lại đây lúc sau, Dương Nghị Vân liền phát hiện Thần Nông Càng Minh đôi mắt nhìn chằm chằm mỗi người đang xem, trong thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng. Đối này Dương Nghị Vân hơi chút ngẫm lại liền biết là chuyện như thế nào. Đơn giản là Thần Nông Càng Minh thấy được Huyền ngang nhau người tu vi tăng lên. Điểm này hắn kỳ thật ở phía trước bị Cửu Lê Huyền Dương vây ở gió lốc chung thời điểm, sớm đã có cảm Huyền ngang nhau người tập thể đột phá, không hề nghi ngờ liền biết là hắn luyện chế tu La Đan chi công. Kỳ thật đừng nói Thần Nông Càng Minh, là có thể xem như hắn nội tâm cũng là thực kinh ngạc, không nghĩ tới Huyền ngang nhau người tất cả đều tăng lên tu vi, tuy rằng mỗi người bởi vì tu luyện thiên phú từ từ bất đồng sở tăng lên công hiệu không giống nhau, nhưng thật thật tại tại tất cả đều có tăng lên. Làm cho cả vân môn thần cảnh thế lực tập thể tới một lần biến hóa lớn, làm cho thật đáng mừng, cũng làm hắn càng thêm coi trọng tu la đan, hoặc là nói tu la quả. Hắn chém giết Cửu Lê Huyền Dương sau, được đến Cửu Lê Huyền Dương trong tay hai viên tu la quả, hiện tại nhìn Thần Nông Càng Minh, Dương Nghị Vân trong ánh mắt tinh quang lập lòe, Thần Nông Càng Minh trong tay chính là cũng có hai viên tu la quả a. Đã biết tu la đan giá trị, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ coi trọng. Đương nhiên lần đầu tiên dùng lúc sau người, lần thứ hai liền không nhiều lắm hiệu quả, nhưng vân môn còn có những người khác a, tỷ như lão nhân cùng sư nương, ngọc là lướt, sư huynh sư tỷ từ từ, tu la đan đối với các nàng tới nói đồng dạng là đại tạo hóa. Vân môn quá nhiều người yêu cầu. Hắn ước gì có càng nhiều tu la quả làm hắn tới luyện chế tu la đan. Trong lòng vừa định như thế nào đánh Thần Nông Càng Minh trong tay hai viên tu la quả hết sức, không nghĩ tới muốn ngủ liền có người đưa gối đầu. Chỉ thấy Thần Nông Càng Minh đôi mắt sáng lên giống nhau đánh giá Huyền ngang nhau người sau, lúc này mới đem ánh mắt thu hồi tới, nhìn Dương Nghị Vân nhìn như cố ý vô tình hỏi, xin hỏi Dương Thần Tôn, ngài này đó thủ hạ, phía trước giống như cũng chưa giờ phút này tu vi, hiện tại lại là. Có thể tập thể tăng lên tu vi, chính là cùng phía trước đan kiếp có quan hệ. Dương Nghị Vân nghe Thần Nông Càng Minh hàm xúc hỏi chuyện, trong lòng mừng rỡ, lúc này mới phản ứng lại đây, có lẽ lão gia hỏa này cùng hắn kết minh. Chân chính mục đích mới là cái này đi. Đan dược. Hắc hắc, anh em đang lo không biết như thế nào từ đâu ngươi trong tay lừa đến hai cái tu la quả đâu, chính ngươi đưa tới cửa, vậy không hảo mà ý tứ, ngươi trong tay hai viên tu la quả, anh em cũng muốn vui lòng nhận cho. Đương nhiên Dương mẫu nhân cũng không phải nói chân chính đi lừa Thần Nông Càng Minh, mà là muốn bằng tiểu nhân đại giới bắt được tay mà thôi. Hắn lấy ba viên tu la quả là chủ dược, luyện chế tu la đan. Đan dược uy lực đúng lúc thích hợp hợp thiên đạo quy tắc dưới dùng, nếu là dùng hai viên tu la quả đương nhiên cũng có thể luyện chế, nhưng là công hiệu tất nhiên sẽ có tổn hại. Lấy hắn luyện đan kinh nghiệm tới xem, tốt nhất hiệu quả chính là ba viên tu la đan. Bắt được Cửu Lê Huyền Dương trong tay hai viên tự nhiên không đủ, hiện tại sao, Thần Nông Càng Minh chủ động đưa tới cửa, hắc hắc, sẽ có bốn viên, đi thứ ba, đủ luyện chế một lò tu la đan, đến lúc đó còn sẽ còn thừa một viên. Vừa lúc 33 thiên điện Diệp Hàn Băng cùng quỷ thần giới trung sát trong tay các có một viên, gom lại là một lò. Đương nhiên người sau muốn chậm rãi mưu đồ, nếu là có cơ hội nói, hắn tất nhiên muốn từ Diệp Hàn Băng cùng trung sát trong tay được đến cuối cùng hai viên tu la quả, chẳng sợ đoạt cũng muốn lộng tới là. Đến lúc đó còn có thể luyện chế hai lò tu la đan, này sẽ đối vân môn thần cảnh chỉnh thể thực lực, trung hạ tầng lực lượng có một cái kế hoạch đại nhảy vọt. Cho đến lúc này có thể vân môn thần cảnh đệ tử liền phải chân chính vững chắc. Nghĩ vậy chút Dương Nghị Vân thiếu chút nữa đều phải chảy nước miếng. Dương Thần Tôn, Thần Nông Càng Minh đánh gãy Dương mẫu nhân như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. A nga, kia cái gì không nói gạt ngươi, nếu mọi người đều là minh hữu, ta liền lời nói thật nói cho Càng Minh đạo huynh đi, ta này đó thủ hạ sở dĩ đều có thể tăng lên tu vi, thật là bởi vì ta phía trước luyện chế kia một lò đan dược, hơn nữa. Dương mẫu nhân thanh âm cố ý kéo trường, dừng một chút nói, hơn nữa đúng là dùng ta phải đến ba viên tu la đan luyện chế mà thành, bất quá ngươi nói vậy cũng biết, đưa tới đan kiếp, thiếu chút nữa không đem ta mạng ra cười rớt, kia chính là không dễ dàng a, như thế nào Càng Minh đạo huynh có hứng thú. Hắn là đi bước một làm Thần Nông Càng Minh hướng chính mình hố nhảy. Nghe Dương Nghị Vân nói ra là tu la đan luyện chế nói, Thần Nông Càng Minh đôi mắt tinh quang lấp lánh, rốt cuộc áp chế không được khát vọng. Bột miệng thốt ra nói, có hứng thú a, Dương Thần Tôn có không cấp giúp ta luyện chế một lò đan dược. Dương Nghị Vân tu vi bước vào thiên đạo năm trọng, hắn nhận lấy này đó cường giả tập thể tu vi tăng lên, đều thuyết minh vấn đề, Dương Nghị Vân luyện chế đan dược không giống bình thường. Thần Nông Càng Minh lưu lại mục đích cũng là như thế, phía trước là suy đoán, hiện tại còn lại là chứng thực,
hắn tự nhiên nhịn không được nói ra trong lòng mục đích. Bất quá đối với Dương Mẫu Nhân tới nói, hắc hắc, luyện chế có thể a, nhưng cần thiết muốn anh em ta quyết định, hơn nữa muốn cho ngươi thần nông thị nhẹ nhẹ cột vào ta chiến xa thượng mới được, đưa tới cửa chỗ tốt, không ép áp một phen, kia cũng không phải là hắn Dương Mẫu Nhân phong cách. Nếu là minh hữu ta cũng cho ngươi lời nói thật, hai viên luyện chế là không đủ, ta sở luyện chế tu la đan này đây ba viên tu la quả là chủ, 1000 dư loại quý trọng thần dược vì phụ luyện chế mà thành, ngươi cũng biết dẫn phát rồi lôi kiếp, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ hảo. Nhưng phàm là thiên đạo quy tắc dùng một viên, đều có thể tăng lên tu vi, điểm này ta dưới chướng những người này chính là tốt nhất chứng minh, cho nên ngươi đầu tiên muốn xuất ra hai viên tu la quả tới, không biết càng minh đạo huynh nhưng bỏ được. Dương Mẫu Nhân chậm rãi hướng dẫn. Nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, thần nông Càng Minh trầm tư một chút nói, không biết Dương thần tôn ba viên tu la quả luyện chế ra nhiều ít viên tu la đan. Thần nông Càng Minh tự nhiên cũng không ngốc, hắn phải biết rằng chính mình trả giá sau, có thể được đến nhiều ít hồi báo. Dương Nghị Vân trong lòng nhạc a, nhưng trên mặt lại là nghiêm trang, ngay sau đó vươn hai ngón tay nói, rất nhiều, ước chừng 20 viên tu la đan. Hắn há có thể không biết thần nông Càng Minh trong lòng tính toán, nhưng là nếu ngươi đều thượng câu, anh em lại há có thể làm ngươi, có hại. Hắc hắc, anh em tự nhiên sẽ không nói luyện chế ra 36 viên, dù sao nói nhiều ít đều là ta định đoạt, hắn thần nông Càng Minh là sẽ không biết. Ngay sau đó liền nghe được thần nông Càng Minh hỏi kia. Ta lấy ra 2 viên tu la quả có phải hay không có thể được đến 2/3 đan dược, cũng chính là 14 viên tu la đan đâu. Dương Nghị Vân ha hả cười lạnh. Nhìn thần nông Càng Minh nói, ta nói Càng Minh đạo huynh ngươi đối phép tính có phải hay không có cái gì hiểu lầm đâu. Ách ba viên tu la đan có thể luyện chế một lò tu la đan, Dương thần tôn ngươi cũng nói qua, một đường luyện chế ra 20 viên, ta đây ra 2 viên tu la đan đến 2/3 đan dược 14 viên cũng không sai đi, kỳ thật không được 13 viên đi, ta ăn mệt chút. Thần nông Càng Minh vẻ mặt rối rắm nói. Ha ha ha, Càng Minh đạo huynh a, ngươi có phải hay không muốn cười chết ta? Sau đó kế thừa ta thần tôn chi vị a. Dương Nghị Vân lúc này sắc mặt vẻ mặt âm chắc chắc cười lạnh nhìn thần nông Càng Minh. Dương thần tôn a, ta chính là thành ý cùng ngươi kết minh, cái gọi là thân huynh đệ minh tính sổ, chuyện này vẫn là nói rõ ràng, ta cũng là thật sự người có một nói một đúng không, không nói giỡn. Tích thần nông Càng Minh giờ phút này thực nghiêm túc. Dương Nghị Vân lại là ha hả cười nói, hảo, nếu Càng Minh đạo huynh đều nói thân huynh đệ minh tính sổ, ta liền kỹ càng tỉ mỉ cấp đạo huynh ngươi nói một chút. Người rốt cuộc lấy nhiều ít thích hợp. Dừng một chút, Dương Nghị Vân bắt đầu nói, đầu tiên ta trước nói cho ngươi, tu la đan là ta phát minh đan phương, tu la quả chỉ là chủ dược, phụ trợ chân quý dược liệu nhiều ít hơn 1000 loại, nói cách khác chỉ có ta có thể luyện thành, hơn nữa là một lò 20 viên. Tiếp theo ta còn muốn mặt khác ra một viên tu la quả cùng với hơn 1000 loại thần dược, luyện chế quá trình hao phí thần lực hồn lực từ từ đều là không thể tưởng tượng, sau khi xong, liền tính luyện chế thuận lợi ta còn muốn thừa nhận đan kiếp chi khổ, dưới tình huống như vậy, người Càng Minh đạo huynh gần là ra 2 viên tu la quả mà thôi, liền tưởng lấy đi 2/3 đan dược, người nói này hẳn là sao? Dương Mẫu Nhân thanh âm kéo trường, lần thứ 2 buồn bã nói, huống hồ ta cũng không đáp ứng phải cho người luyện chế đan dược a. Hảo đi, cuối cùng một câu đối thần nông Càng Minh tới nói mới là đả kích. Nghe xong Dương Nghị Vân giảng thuật, thần nông Càng Minh sắc mặt cứng đờ. Thực xấu hổ, vừa rồi hắn là chỉ lo tưởng ích lợi vấn đề, không đều tưởng mặt khác. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là như thế, nhân gia cũng chưa đáp ứng đâu. Khụ khụ, Dương thần tôn chớ trách, là ta thất thố, nếu không như vậy đi, ta đem 2 viên tu la quả lấy ra tới cho ngươi, đan dược luyện chế ra tới, cấp nhiều ít viên ngươi làm chủ liền hảo, nhưng Dương thần tôn xem có thể hay không. Thần nông Càng Minh cái này tỉnh ngộ lại đây, vội vàng bổ cứu. Kỳ thật đối với tu la quả ghi lại công hiệu, hắn biết rõ, đơn độc đi dùng tu la quả, 2 viên thêm lên cũng có thể gần chỉ là có thể làm một người thiên đạo quy tắc thần linh tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng nếu là dựa theo Dương Nghị Vân luyện đan tới nói, kia chính là nắm chắc có thể tăng lên tu vi, trọng điểm là có thể bắt được nhiều viên đan dược, cũng là có thể làm nhiều danh thiên đạo quy tắc tộc nhân tăng lên tu vi. Này bút mua bán như thế nào tính đều có lời. Hắn trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là Dương Nghị Vân xong việc phân hắn 3 viên tu la đan, đều là kiếm. Bởi vì 3 viên tu la đan liền đại biểu có thể làm thần nông nhất tộc nhiều 3 gã thiên đạo quy tắc cường giả, tỉ như làm 4 trọng dùng xem tương đương nhiều 3 gã thiên đạo 5 trọng cường giả. Kỳ thật mỗi cái thế lực trung tọa chấn đều là thiên đạo 5 trọng cường giả,
nếu có thể làm thần nông thị nhiều ba gã thiên đạo năm trọng, kia sẽ đối toàn bộ thần nông nhất tộc phát triển khởi đến thật lớn tác dụng. Dương Nghị Vân nghe thần nông Càng Minh nói như thế, trong lòng rốt cuộc thầm nghĩ, rốt cuộc quen tay a. Bất quá hắn cũng không phải người nhỏ mọn, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi thần nông Càng Minh, nhưng còn có tiếp theo câu là, cũng sẽ không làm ngươi nhẹ nhàng đạt được. Cười hắc hắc nói, yên tâm nếu là minh hữu ta sao lại làm minh hữu có hại, ta chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy. Dương Mỗ Nhân nhếch lên một đầu ngón tay. Một viên a, thần nông Càng Minh có chút thất vọng, hắn trong lòng thấp nhất mong muốn là ba viên, nhưng ngẫm lại tính, một viên liền một viên đi, ít nhất Dương Nghị Vân luyện chế tu la đan nắm chắc, hơn nữa thoạt nhìn không có tác dụng phụ, đơn thuần đi dùng tu la quả chính là sẽ có tác dụng phụ. Càng Minh đạo huynh đem ta Dương Nghị Vân xem thành người nào, ta nói ý tứ là, cho ngươi 10 viên tu la đan. Dương Nghị Vân lời lẽ chính đáng. A à, 10 viên, Dương thần tôn chính là thật sự, cái này thần nông Càng Minh không bình tĩnh. 10 viên tu la đan đại biểu sư tôn đại thiên đạo cường giả tiến giai, đây chính là có thể nói thần thoại, hắn vẻ mặt kích động. Dương Nghị Vân cười gật gật đầu, đúng vậy, 10 viên tu la đan, bất quá. Chân chính hố xuất hiện. Dương Mỗ Nhân thanh âm lại một lần kéo trường. Bất quá cái gì, Dương thần tôn mời nói, phàm là ta thần nông nhất tộc có thể làm đến, nhất định tận lực làm được, tuyệt không hai lời. Hảo, ta đây cứ việc nói thẳng, luyện chế tu la đan, ta phía trước nói qua yêu cầu 3 viên tu la quả, ngươi lấy ra tới 2 viên cũng còn kém 1 viên a. 2 viên luyện chế tự nhiên cũng có thể luyện chế nhưng công hiệu tất nhiên đại suy giảm, cho nên chúng ta còn cần lộng tới 1 viên tu la quả mới được. Dương Mỗ Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Không đúng a, người phía trước chém giết Cửu Lê Huyền Dương, Cửu Lê Huyền Dương trên người không phải có 2 viên sao? Thần nông Càng nói rõ nói. Ai, căn bản là không có, ta trước tiên kiểm thi a rồi, Cửu Lê Huyền Dương kia tiểu tử tất nhiên là trước tiên đem trên người hắn 2 viên tu la quả dùng hoặc là rời đi. Dương Nghị Vân mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Thật sự, thần nông Càng Minh vẫn là có điểm không tin. Đương nhiên a, ta có thể thề, Cửu Lê Huyền Dương trên người thật không có, nếu là đạo huynh không tin, nào tính, coi như ta chưa nói quá đi. Dương Mỗ Nhân tiến vào đua diễn giai đoạn. Hắn như vậy vừa nói, thần nông Càng Minh ngược lại trong lòng không có rối rắm, sợ Dương Nghị Vân không luyện đan. Vội vàng nói, tự nhiên là tin tưởng, còn không phải là kém 1 viên tu la quả sao, Diệp Hàn Băng cùng quỷ thần giới trung sát trên người các có 1 viên, thật sự không được ta làm người đi trao đổi, nếu là còn không được, cùng lắm thì liền từ trong tay bọn họ đoạt. Hảo, liền như vậy làm, Dương Mỗ Nhân lập tức phụ họa, trong lòng thiếu chút nữa không cười ra tới, đoạt. Ha ha, đây chính là người thần nông Càng Minh chính mình nói ra, ta nhưng không hướng dẫn ngươi. Hắc hắc. Kỳ thật anh em nói nhiều như vậy, trải chăn nhiều như vậy, liền chờ ngươi những lời này, chung quy vẫn là muốn mượn dùng tu la quả, đem Diệp Hàn Băng với trung sát kia 2 cái vương bát đản cấp hố một lần. Làm cho bọn họ biết cùng ta Dương Mỗ Nhân đối nghịch không kết cục tốt. Hiện giờ kéo thần nông thị xuống nước, đây mới là hắn chân chính mục đích, cũng là hắn nội tâm bước đầu tiên kế hoạch. Đối kháng địch nhân, luôn là muốn động động đầu óc, tìm điểm minh hữu. Đương nhiên cái này minh hữu chi gian tín nhiệm trình độ chính là ích lợi, tu la đan chính là tín nhiệm độ. Cuối cùng là thu phục thần nông thị. Kế tiếp ở chúng thần vực hoạt động, hắn sẽ kéo thần nông thị, nếu là điều kiện thích hợp, nhìn nhìn lại có hay không thế lực khác có thể kéo vào tới, sau đó sao, chính là càn quét đối địch thế lực thời điểm. Dương Mỗ Nhân bổn ý chính là lôi kéo thần nông Càng Minh xuống nước, do đó giành Diệp Hàn Băng cùng trung sát trong tay tu la quả. Đương nhiên dành bọn họ tu la quả, chỉ là một cái nhân tiện cớ, trung tâm mục đích là kéo lên thần nông Càng Minh xử lý này 2 nhà thế lực, đây mới là chân chính trung tâm mục đích. Nguyên bản còn nghĩ nói như thế nào phục thần nông Càng Minh, cái này hảo, thần nông Càng Minh chính mình nói ra, bớt việc, hắc hắc. Đến nỗi 33 thiên điện Diệp Hàn Băng cùng quỷ thần giới trung sát, tự cầu nhiều phúc đi, bị Dương Mỗ Nhân bắt đầu tính kế, bọn họ hảo vận cũng đem đến cùng. Đương nhiên Dương Mỗ Nhân đều không phải là thích giết chóc người, chỉ là đối với đối địch thế lực, hắn từ trước đến nay đều là có thể giải quyết liền giải quyết, dù sao đều là kẻ thù, căn bản là không có bắt tay giảng hòa khả năng. 33 thiên điện liền không nói, quỷ thần giới hắn năm đó bởi vì Trung Nguyên cái kia tiểu bạch kiểm tính kế Lục Tuyết Hy, chính là đem Trung Nguyên cấp chém giết. Đến nỗi Trung Nguyên cái kia tiểu bạch kiểm, nếu là quỷ thần giới tiểu nhân vật cũng liền thôi. Nhưng cố tình Trung Nguyên chính là quỷ thần giới chủ tể Trung Quỷ chi tử, này liền có không thể hóa giải thù hận,
nếu như thế vậy chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Còn có cửu lê tộc, lần này hắn ác hơn, giết sạch rồi cửu lê tộc tiến đến chúng thần vực mọi người, trong đó cửu lê huyền dương vẫn là cửu lê tộc tương lai thiếu chủ. Này nhưng đều là không có khả năng giải hòa ân oán. Đương nhiên nói trở về, cũng bất tử hắn đi trêu chọc những người này này đó thế lực, đều là phản tới, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ phản kích. Không trêu chọc người, người trêu chọc hắn, ở thần giới cái này cường giả vi tôn pháp tắc hoàn cảnh, Dương Nghị Vân đến ra một cái kinh nghiệm chính là lấy sát ngăn sát. Nếu không phiền toái không ngừng, người khác luôn cho rằng ngươi sẽ dễ khi dễ. Chính như lần này đan kiếp, đưa tới sở hữu đại đạo điện sau lưng thế lực, lại nói tiếp mọi người đều là bằng hữu, nhưng kết quả ở ích lợi trước mặt, cho rằng ngươi nhược, vậy minh đoạt. Không thực lực hết thảy đều là hư. Duy nhất có thể làm người kiêng kỵ ngươi chính là cường ngạnh thủ đoạn cùng thực lực, cho nên hắn giết hết cửu lê tộc người, sự thật chứng minh là hữu hiệu. Các thế lực lớn thấy được hắn nháy mắt hạ gục thiên đạo năm trọng lúc sau, kết quả lập tức giải tán. Đến nỗi đắc tội cửu lê tộc sau, bọn họ sau lưng hợp đạo cường giả khả năng sẽ xuất hiện điểm này, kỳ thật đã sớm ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong. Tới liền tới đi, dù sao không giết cửu lê huyền dương sự kiện phát triển đến cuối cùng, hắn chung quy vẫn là sẽ đối thượng cửu lê tộc hợp đạo cường giả, cùng với như thế còn không bằng tới một hồi uy hát yêu ta, làm thế lực khác đối hắn kiêng kỵ. Do đó sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Lần này kéo lộng thần nông càng minh đó là cấp mặt sau làm trải chăn. Đối với lần này tiến vào chúng thần vực, hắn trong lòng tự do cân nhắc. Cũng may bắt đầu liền tới rồi một lần khởi đầu tốt đẹp, hắn cùng thủ hạ một loại thiên đạo quy tắc cường giả thực lực tất cả đều tăng lên, cái này làm cho hắn ở kế tiếp thời gian, ít nhất không cần lo lắng thế lực khác quấy rầy. Có cũng đủ đối mặt sở hữu thiên đạo thế lực thực lực. Rồi sau đó mặt hắn tác muốn đánh sâu vào hợp đạo. Này tuy rằng rất khó, nhưng cũng không phải không thể nào. Cũng cần thiết muốn trở thành hợp đạo cảnh giới, nếu không một khi đối mặt hợp đạo địch nhân, hắn sẽ thực bị động. Cùng thần nông càng thấu đáo thành đồng minh sau, được đến thần nông càng minh trong tay hai viên tu la quả, kế tiếp đó là giành Diệp Hàn băng hoặc là trung sát trong tay tu la quả, luyện chế tu la đan hắn là phải làm. Gần nhất gia tăng cùng thần nông nhất tộc hợp tác tín nhiệm. Thứ hai cũng là cho vân môn thần cảnh những người khác tích góp điểm của cải. Hắn thân là vân môn thần cảnh chi chủ, muốn gánh vác rất nhiều. Càng minh đạo huynh, chuyện ở đây xong rồi, kế tiếp chúng ta cấp hướng cái gì phương hướng đi, nhưng có cái gì kiến nghị. Dương Nghị Vân cùng thần nông càng minh kết minh đạt thành sau, khiêm tốn thỉnh giáo. Rốt cuộc thần nông tộc người đã tới chúng thần vực, đối với nơi này so với chúng ta hiểu biết. Hắn sở dẫn dắt thủ hạ nhưng đều là lần đầu tiên tiến đến chúng thần vực. Nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện, thần nông càng minh đảo cũng không khách khí, nói thẳng nói, này máu lâm có nhị bảo, một bảo vì tu la quả, nhị bảo vì một loại huyết hồn tham vì cổ thần tộc chúng thần tinh hồn chi khí ngưng tụ, cũng này đây vì tu la tộc máu biến thành, thần huyết cùng cổ thần tộc tinh hồn kết hợp tự nhiên sản vật. Khoảng cách nơi đây 3.000 dặm, có một chỗ bảo địa rừng rậm, nội có huyết hồn tham. Mỗi một lần chúng thần vực mở ra, tiến vào máu lâm, nơi nào đó là các thế lực lớn tất đi chạm vào vận khí địa phương, huyết hồn tham thiên địa dựng dục mà sinh, có thể so với thánh dược, thiên địa tinh linh, muốn tìm đến không dễ dàng, nhưng nếu là có thể tìm được một gốc cây, đó chính là đại cơ duyên, được xưng sánh vai thánh dược cũng không phải là nói. Này huyết hồn tham có rèn luyện thân thể chi diệu, tẩm bổ nguyên thần chi diệu, đánh sâu vào bình cảnh chi công, ta xem chúng ta liền đi thử thời vận đi. Dương Nghị Vân vừa nghe thật đúng là bảo vật, huyết hồn tham, gật đầu nói, nếu như thế chúng ta liền đi một chuyến cũng hảo, dù sao tới này chúng thần vực chính là vì tầm bảo tìm tòi bí mật, không có thu hoạch, được thêm kiến thức cũng là tốt, bất quá nghĩ đến kia huyết hồn tham sợ là không hảo tìm đi. Đúng vậy, có thể so với thánh dược, tự nhiên là có rất nhiều khó khăn, thậm chí có thể nói nguy hiểm trình độ hơn xa quá tu la thần thụ nơi này gấp 10 lần. Thần nông càng minh cảm khái. Đi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Dương Nghị Vân đối huyền ngang nhau người cũng là, kế tiếp cùng thần nông thị người hợp thành một đội người, đại gia hướng về thần nông càng minh lời nói huyết hồn tham nơi mà đi. Trên đường Dương Nghị Vân hỏi huyết hồn tham tình huống. Thần nông càng minh mở miệng nói, huyết hồn tham thiên địa dựng dục, lại là lây dính tu la máu cùng cổ thần huyết hồn ở đặc thù hoàn cảnh dựng dục mà ra linh vật, có thể hóa thành đủ loại hình thái tiểu tinh linh tránh né mặt khác sinh linh, hỉ dâm mắt nơi, nhát gan thiết lại mẫn cảm. Không có mặt khác sinh linh quấy rầy thời điểm, cắm rễ ở bùn đất đại địa chung cất giấu,
có người thời điểm thổ độn nhanh chóng trốn đi, thậm chí hóa hình lúc sau ảnh độn bốn phía hoàn cảnh chung, rất khó tìm được. Nói như thế tới chẳng phải là tu luyện thành công khai hóa tinh linh? Dương Nghị Vân nhịn không được hỏi. Thật cũng không phải, nói là tinh linh, chỉ là nói huyết hồn tham chính là thiên địa dựng dục mà thành, cũng không thể đủ tu luyện, này bản chất vẫn là thần dược chi vật, không có trí tuệ, chỉ là một thân hội tụ thiên địa linh tính, tụ một ít thần tính tồn tại. Thần nông càng nói rõ nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại tiếp tục hỏi, kia tất nhiên là có nguy hiểm đi. Thần nông càng minh gật đầu nói, đúng vậy, thường thường một gốc cây huyết hồn tham bên người đều sẽ đi theo một ít cộng sinh dị loại chi vật, thời điểm có thể là một gốc cây độc thảo, một khối đá cứng, thậm chí là máu trong rừng ra đời hung thú chi lưu, này đó cộng sinh chi vật, mới là lớn nhất nguy hiểm, cộng sinh chi vật đi theo huyết hồn tham chịu huyết hồn tham phát ra tinh huyết chi khí tẩm bổ, lẫn nhau tương sinh, tất nhiên sẽ liều chết bảo hộ huyết hồn tham. Thật sự là không dễ dàng. Dương Nghị Vân trợn trắng mắt nói, ách, tìm ngươi nói như vậy, không nói đến có thể hay không tìm được huyết hồn tham, liền tính là tìm được cũng căn bản không chiếm được bắt không được đi. Thật cũng không phải, phàm là vạn vật đều có tương sinh tương khắc phương pháp, chỉ cần tìm được phương pháp vẫn là có hy vọng. Thần nông càng minh trầm tư nói. Nga, nguyện nghe kỹ càng, Dương Nghị Vân một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, làm thần nông càng minh thực hưởng thụ. Kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt biện pháp, là lịch đại tiền bối huyết giáo huấn, đến ra kinh nghiệm, đầu tiên muốn tìm được huyết hồn tham, tiếp theo mới là ứng đối cộng sinh dị loại. Chỉ cần điều thứ nhất cũng đã đem rất nhiều người cự chi ngoài cửa, bởi vì huyết hồn tham bản thân chính là năng động có thể chạy cực kỳ mẫn cảm, ở tìm được phía trước cũng đã bỏ trốn mất dạng. Cho nên nói chung, chúng ta tìm kiếm huyết hồn tham chọn dùng chính là trực tiếp nhất bổn biện pháp, tỉ như nói, đám người răng lưới. Đại gia lựa chọn một chỗ sau, lấy nhân lực khuếch tán đi ra ngoài, hình thành vòng vây, sau đó một chút thu nhỏ lại, như này trương võng mở rộng ở phạm vi 10 dặm, như vậy vận khí tốt vừa lúc ở 10 dặm trong vòng có một gốc cây huyết hồn tham, vậy thực thi bắt, trong lúc sở muốn đối mặt đó là huyết hồn tham cộng sinh sinh vật. Ách nếu là 10 dặm trong vòng không có đâu, Dương Nghị Vân đối cái này biện pháp không dám khen tặng. Nếu là không có, chỉ có thể nói vận khí không tốt. Vậy tiếp tục tiếp theo chàng lại răng lưới lại tìm kiếm, ta nói tìm kiếm huyết hồn tham chính là chạm vào vận khí. Thần nông càng minh nói. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói, liền không có mặt khác biện pháp. Thần nông càng nói rõ, đây là nhất hữu hiệu đơn giản biện pháp, mặt khác cũng không có gì hảo biện pháp. Dương Nghị Vân khai đạo, chẳng lẽ liền không thể lấy cùng loại thần thức bí pháp siêu tầm sao? Thần nông càng minh lắc đầu nói, máu lâm trong vòng ta trở thần thức đều là bị ngăn cách. Liền tính là thần thức có thể sử dụng, nhưng huyết hồn tham khứu giác mẫn nhược trình độ, xa xa siêu việt thiên đạo quy tắc cấp bậc thần linh, căn bản là vô dụng, đưa người thần thức nhìn quét đến huyết hồn tham trên người chạy tới nơi thời điểm, không chừng huyết hồn tham đã tới rồi trăm dặm ngàn dặm ở ngoài. Cho nên nói lấy nhân lực răng lưới phương thức là duy nhất hữu hiệu bổn biện pháp. Dương Nghị Vân cười khổ nói. Cũng không phải là sao. Chúng ta nghĩ lại xem, nhất định còn có mặt khác biện pháp. Ngươi tưởng đi. Ta là không nghĩ ra được. Ta còn cũng không tin ta. Đây là các thế lực lớn lịch đại tiền bối tổng kết ra tới kinh nghiệm A. Huyết hồn tham nhiều hay không? Cái này thật khó mà nói. Dương Nghị Vân cùng thần nông Càng Minh vừa đi vừa nói chuyện, ở thần nông Càng Minh dẫn dắt hạ nghĩ huyết hồn tham nơi ở mà đi. Ước chừng 3 ngày lúc sau, bọn họ mới đến mục đích địa. Chủ yếu là máu lâm hoàn cảnh ác liệt, đại gia thành hình không mau được. Liền tốc độ vẫn là ở hùng hoan cảm giác hạ, tránh thoát rất nhiều nguy hiểm mới ở 3 ngày lúc sau đạt tới mục đích địa, nếu không khả năng sẽ càng chậm. Tới rồi. Thần nông Càng Minh chỉ vào trong tầm mắt mênh mông vô bờ rừng rậm nói chuyện. Ở Dương Nghị Vân trong mắt này phiến rừng rậm, đích xác cùng một đường đi tới nhìn thấy rừng rậm khác nhau rất lớn, tuy rằng nhìn qua cũng xích hồng sắc, nhưng lại mang theo một chút xích hắc, cho người ta cảm giác càng thêm áp lực dày nặng, hơn nữa nhìn qua cổ thụ che trời lớn nhỏ không đồng nhất. Cũng nhiều rất nhiều kỳ dị mặt khác thảm thực vật. Này rừng rậm không tên sao? Dương Nghị Vân hỏi thần nông Càng Minh. Không có, nếu phải có nói, đã kêu huyết hồn tham rừng rậm, trước kia có người nói như vậy quá. Thần nông Càng nói rõ nói. Người nói thế lực khác có phải hay không cũng tiến vào này rừng rậm chung tìm kiếm huyết hồn tham. Dương Nghị Vân nhìn mênh mông vô bờ rừng rậm nheo lại mắt sâu kín nói. 8-9 phần 10 a nơi này xưa nay đều là các thế lực lớn tất tới nơi. Mặc kệ vận khí tốt không hảo đều phải đi lên một chuyến mới cam tâm. Thần nông Càng Minh có chút cảm khái. Hành đi,
chúng ta đây bắt đầu. Dương Nghị Vân hỏi. Người ta hai nhà liên thủ, liền từ Nam Bắc nơi vào tay đi, ta dẫn người từ phía Nam co rút lại, người dẫn người từ phía Bắc co rút lại. Thần Nông Càng Minh chỉ một mảnh rừng rậm nơi cách nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, được không, phạm vi khoách bao lớn. Dựa theo người ta hai nhà nhân thủ tính, ta cảm thấy 30 dặm đến 50 dặm thích hợp. Thần Nông Càng Minh nói. Dương Nghị Vân mở miệng nói, vậy định phạm vi 50 dặm đi, làm đại gia tản ra từ 50 dặm phạm vi co rút lại. Thần Nông Càng Minh gật đầu nói, hảo, vậy 50 dặm, chúng ta trước thử xem lại nói, cùng lắm thì nhiều thí vài lần, mặt khác làm ngươi người đều cẩn thận điểm, này rừng rậm chung có huyết sát chi khí, có thể ảnh hưởng nhân tâm trí thần hồn, cho dù là thiên đạo năm trọng cường giả nếu là đại ý dưới cũng muốn nói, còn có một ít dị thường sinh linh tồn tại trong đó, đều rất nguy hiểm, liền tính là nhìn qua không chớp mắt huyết thú chảy dòng, cũng là có thể muốn mệnh, thiên đạo quy tắc đều không liệt vào. Còn có chính là phát hiện huyết hồn tham nói, không cần cấp, tận lực xua đuổi, đem huyết hồn tham xua đuổi đến cây số trong vòng, đến lúc đó bày ra đại trận, mới có rất lớn cơ hội bắt giữ, tóm lại tiểu tâm hết thảy rừng rậm chung sự vật, bao gồm hoàn cảnh. Thần Nông Càng Minh thực nghiêm túc dặn dò. Đã biết, đa tạ Càng Minh huynh nhắc nhở. Dương Nghị Vân nói lời cảm tạ, hắn cái này là thật cảm nhận được, Thần Nông Càng Minh là chân thành cùng hắn hợp tác. Hẳn là, nếu như thế ta liền dẫn người đi trước Thần Nông Càng nói rõ lời nói liền phải rời đi. Càng Minh huynh thả từ từ, Dương Nghị Vân gọi lại hắn. Dương Thần Tôn còn có chuyện gì dặn dò, Thần Nông Càng Minh dừng lại. Cho ngươi, đây là trong tay ta cuối cùng một viên, vạn nhất có cái gì khẩn cấp tình huống lấy ra tới khẩn cấp đi. Dương Mỗ Nhân cuối cùng là lương tâm phát hiện, ở Thần Nông Càng Minh rời đi hết sức, lấy ra một viên tu la đan ném qua đi, hắn cũng suy nghĩ, nếu cảm nhận được Minh Hữu thành ý, hơn nữa Thần Nông Càng Minh đều đem hai viên tu la quả cho hắn, hắn cũng không thể keo kiệt. May mà lấy ra một viên tu la đan cấp Thần Nông Càng Minh, ở trong lúc nguy cấp, có một viên tu la đan còn nếu là có thể cứu mạng. Đương nhiên đến nỗi sở liền thừa một viên, đây là hạt bậy bạ, hắn tự nhiên sẽ không nói lời nói thật. Luyện chế suốt 36 viên tu la đan, trừ bỏ cấp thủ hạ người không ai một viên, chính hắn nuốt 3 viên ở ngoài, còn thừa 10 dư viên tu la đan nơi tay đâu. A, à, đa tạ Dương Thần Tôn, đa tạ đa tạ. Tiếp nhận đan dược Thần Nông Càng Minh, cảm nhận được đan dược phát ra khí vị sau liền phản ứng lại đây, đây là một viên tu la đan, Dương Nghị Vân trong tay chữ hàng. Trong lòng đại hỉ nói lời cảm tạ. Hắc hắc, chúng ta là minh hữu, không cần khách khí. Vậy phân công nhau hành động. Dương Nghị Vân cười nói. Thần Nông Càng Minh nói, hảo, nếu có cái gì đột phát sự kiện, chúng ta hai bên nhanh chóng chi viện. Ngay sau đó hai người mang theo từng người môn hạ, tách ra 50 dặm, từ Nam Bắc phương hướng, chuẩn bị co rút lại tìm kiếm huyết hồn tham. Đối với huyết hồn tham trông như thế nào, có cái gì đặc điểm, tới trên đường Thần Nông Càng Minh cũng đều nói rõ ràng, Dương Nghị Vân cũng đối thủ hạ nhân đều công đạo hảo. Vì thế một hồi rừng rậm bắt cá bắt đầu rồi. Nhìn như có chút trò đùa, kỳ thật Dương Nghị Vân biết có chút thời điểm, càng là một ít đơn giản thô ben dần phương pháp ngược lại có thể làm đại sự. Loại này lấy người răng lưới phương thức, là các thế lực lớn lịch đại tiền bối tổng kết ra tới, tự nhiên có chỗ đáng khen. Đương nhiên, chính là chạm vào vận khí. Nếu là bọn họ rắc 50 dặm phạm vi trong vòng tồn tại huyết hồn tham, nói chung là trốn không thoát đâu, chính là so vận khí thời điểm. Vận khí tốt tự nhiên sẽ có, cũng có khả năng 50 dặm trong vòng sẽ có 2 cây huyết hồn tham, thậm chí tam cây đều có khả năng vận khí không hảo vậy bạch bận việc một hồi. Phía trước công đạo đại gia ghi khắc, ta còn là câu nói kia, hoàn toàn đệ nhất, hiện tại tản ra, bắt đầu co rút lại. Mỗi người đều chế định phương vị cùng khoảng cách sau, Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng, ngồi xuống 18 danh cường giả tất cả đều tản ra. Bắt đầu co rút lại phạm vi. Nam Bắc giáp công. Cuối cùng cùng Thần Nông Càng Minh dẫn dắt Thần Nông nhất tộc hội hợp. Cũng may 50 dặm phạm vi đối bọn họ tới nói, cũng không tính cái gì, tiến triển thuận lợi, chính là cá biệt canh giờ mà thôi. Vốn dĩ chính là một hồi biển rộng tìm kim trò chơi, đều chuẩn bị tốt nhiều tới vài lần. Một chút co rút lại mà đi. Lần đầu tiên hao phí hai cái thật thành, hắn mang theo một chúng thủ hạ cùng Thần Nông Càng Minh dẫn dắt Thần Nông tộc nhân hội tụ ở bên nhau. Cái gì cũng không có phát hiện. Cho dù là huyết thú đều không có. Đương nhiên đại gia cũng không có thương vong. Lại đến, Dương Nghị Vân cùng Thần Nông Càng Minh hạ lệnh,
lựa chọn cái thứ hai địa phương lại là 50 dặm bắt đầu co rút lại siêu tầm. Lúc này đây có ăn ý cùng kinh nghiệm, 15 dặm chỉ dùng một canh giờ liền hoàn thành. Nhưng, như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Hai người không tin tà, bắt đầu lần thứ ba, lần thứ tư. Thẳng đến lần thứ năm thời điểm, lần thứ hai hội hợp ở bên nhau, nhưng như cũ không có phát hiện huyết hồn tham manh mối. Bất quá lúc này đây bọn họ ngừng lại, cũng bị chuẩn bị bắt đầu lần thứ sáu, bởi vì hai người chạm mặt đều có khác phát hiện. Người bên kia tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi thần nông Càng Minh. Sợ là cùng người giống nhau đi, thần nông Càng Minh cười khổ mà nói, có người triển khai một lần đại quy mô hành động, cho nên chúng ta ở tiếp tục đi xuống ý nghĩa không lớn. Ý của ngươi là nói, thế lực khác có liên hợp hành động. Dương Nghị Vân nhìn về phía thần nông Càng Minh. Đúng vậy, chúng ta đã tìm tòi 200-300, so sánh với ngươi cũng phát hiện rừng rậm nơi nơi đều có nhân viên tung tích đi. Thần nông Càng nói rõ nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, đúng vậy, ta người hồi báo đều nói là có đại quy mô nhân viên chạm đến tung tích. Thần nông Càng Minh mở miệng nói, nếu không chắc sai, ít nhất là 5 gia thế lực liên hợp hành động. Là có chuyện như vậy. Phái người đi ra ngoài tia, sẽ biết. Dương Nghị Vân ánh mắt có tinh quang sớm lập lòe, biết rõ người của hắn tự nhiên đều sẽ biết Dương Mỗ Nhân giờ phút này trong lòng lại ở tính kế như thế nào sự. Vì thế hai người phân biệt phái ra người đi xem xét tình huống. Chờ trở về vừa nghe, minh bạch. Quả nhiên là đại quy mô hợp tác phương thức. Chia làm hai phái. Vẫn là đại đạo điện thế lực thành viên. Thiên tộc ngũ hành gia tộc năm thế lực lớn hợp thành nhất phái. Răng lưới tìm kiếm huyết hồn tham. Mặt khác đó là, 33 thiên điện, quỷ thần giới, cổ vu tộc, si vưu nhất tộc, phương Tây Quang Minh Chư Thiên, phương Bắc Ma Thần Vực, phương Nam Hoàng Hôn Vực sâu thế lực, tổng cộng 7 đại thế lực liên hợp nhất phái. Đương nhiên này trong đó thiếu cửu lê tộc cùng cơ gia, này hai nhà tính lên khẩu đều là tài tới rồi Dương Nghị Vân trong tay. Nếu tính thượng hắn cùng thần nông thị nói, hiện tại ở rừng rậm chung, chính là ba phái thế lực liên hợp. Hắn cùng thần nông Càng Minh là nhỏ yếu nhất một phương. Nhiên hắn không nghĩ tới chính là, tứ đại ngoại đạo chung mặt khác tam đại thế lực cũng liên hợp lên, cùng 33 thiên điện người giảo hợp tới rồi cùng nhau. Không đủ ngẫm lại cũng không có gì, chính là một cái lâm thời hợp tác. Bọn họ tổng không thể chân chính kết minh đi thôi. Liền tính kết minh, thì tính sao? Dương Nghị Vân tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tổng cảm giác không quá thoải mái. Đối với mặt khác mấy nhà hắn là không quá quen thuộc, như thế nào có khả năng tự nhiên cũng không hy vọng là địch, nhưng hiện tại xem ra là không có biện pháp. Dương thần tôn chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nghe xong thuộc hạ hồi báo sau, thần nông Càng Minh hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ nheo lại mắt nói, đục nước béo cò. Ách, có ý tứ gì? Thần nông Càng Minh trừng lớn đôi mắt. Hắn đã đoán được Dương Nghị Vân muốn làm gì? Hắc hắc. Cùng với chúng ta biển rộng tìm kim, không bằng đục nước béo cỏ a, đừng quên chúng ta còn kém tu la quả luyện đan đâu. Dương Mỗ Nhân rốt cuộc nói ra trong lòng suy nghĩ. Hắn vốn là phải đối phương 33 thiên điện cùng quỷ thần giới người, hiện tại đã có cơ hội, còn nói không chừng có thể vớt đến huyết hồn tham, không đục nước béo cỏ mới là lạ. Duy nhất làm hắn không nghĩ tới chính là, mặt khác mấy nhà thế lực cũng trộn lẫn tiến vào. Nhưng không sao cả. Chỉ bằng phía trước những cái đó thế lực bởi vì đan kiếp mà vây thượng hắn điểm này, hắn liền có lý do bàn bọn họ. Trêu chọc một nhà địch nhân là địch nhân, trêu chọc hai nhà tam gia, 10 gia 8 gia với hắn mà nói không sao cả, còn giận nhiều không ngứa. Dựng lên luận thực lực, hắn hiện tại chính là kia một nhà đều không sợ mảy may, duy nhất muốn giống chính là giết bọn họ hoặc là nói được tội bọn họ lúc sau, bọn họ sau lưng hợp đạo lão quái vật vấn đề. Điểm này tạm thời không đi quản hắn. Chờ đến lúc đó lại nói. Trước đem trước mắt sự tình làm. Thần nông Càng Minh nhìn Dương Nghị Vân nói, người phải biết rằng một khi thật động thủ đã có thể đắc tội nhiều. Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, trong lòng ta hiểu rõ, yên tâm đến lúc đó ác nhân ta tới làm, người đánh yểm trợ liền thành, lại nói thiên tộc kim mộc thủy hỏa thổ năm đại gia tộc ta tạm thời sẽ không đi động, liền động 33 thiên điện kia một bắt người, thế lực khác ta cũng không sợ đắc tội. Chúng ta hiện tại liền đi. Đi theo phía sau bọn họ, chờ bọn họ phát hiện huyết hồn tham thời điểm, chúng ta liền vọt vào đi tìm quả đào, nếu ai động thủ, liền giết ai. Ngươi, ngươi thật đúng là, thôi, vì tu la quả ta cũng bất cứ giá nào. Thần nông Càng Minh cắn răng nói. Hắc hắc, này liền đúng rồi, đi. Nhanh chóng quyết định, Dương Mỗ Nhân làm ra quyết định sau,
mang theo người nghĩ 33 thiên điện những cái đó thế lực mà đi. Dựa theo Huyền cùng bọn hắn điều tra, 33 thiên điện chờ bảy ra thế lực lôi ra một cái thật lớn răng lưới, phỏng chừng có hơn ngàn dặm phạm vi ở co rút lại tìm kiếm huyết hồn tham. Hiện tại đã tiến hành rồi một nửa. Dựa theo Dương Nghị Vân cùng thần nông Càng Minh phỏng đoán, hơn ngàn dặm phạm vi co rút lại võng, có rất lớn tỷ lệ xuất hiện huyết hồn tham, rốt cuộc bảy đại thế lực liên hợp, người đông thế mạnh sao. Khi bọn hắn chạy tới nơi thời điểm, đã đẩy đến hơn phân nửa, phạm vi đạt tới 200 dặm bộ dáng. Dương Nghị Vân cùng thần nông Càng Minh mang theo người Tiêu Không một tiếng động đi theo bảy đại thế lực phía sau, một khi xuất hiện huyết hồn tham, liền chuẩn bị chờ bọn họ thu võng hết sức ra tay cướp đoạt, thuận tiện bàn Diệp Hàn Băng cùng chung sát, đưa bọn họ trên người tu la quả cướp được tay. Đây là Dương mẫu nhân tính kế. Lại phát hiện, một tiếng kích động thanh âm ở mấy dặm ở ngoài vang lên. Oanh! Ngay sau đó một tiếng hỗn vang, một đạo thần quang phóng lên cao. Thần nông Càng Minh ánh mắt chợt lóe đối Dương Nghị Vân nói, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi một gốc cây huyết hồn tham A, ngươi nhìn xem khi đó tín hiệu, đến lúc đó bốn phía người sẽ hội tụ kết trận, sẽ không làm huyết hồn tham nhảy rớt. Oanh! Mới vừa nói chuyện hết sức, có là một tiếng. Xa xôi chi lại là một đạo đưa tin thần quang lóng lánh dựng lên. Hai cây. Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt. Nhìn dáng vẻ là phát hiện hai cây. Ầm ầm ầm. Lại là ba tiếng. Dương Nghị Vân cầm lòng không đậu nói, này, này mẹ nó bọn họ vận khí tốt như vậy, lại là phát hiện tam cây huyết hồn tham. Trước sau năm thù, xem ra phạm vi lớn liên hợp răng lưới bọn họ làm đúng rồi, nhưng cũng thuyết minh bọn họ vận khí thật không sai, bất quá nói trở về, năm cây huyết hồn tham vây đuổi tới cùng nhau, muốn thủ hạ cũng không phải như vậy nhẹ nhàng, cộng sinh dị vật cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Thần nông Càng Minh sâu kín nói. Ha ha. Đối chúng ta tới nói, càng loạn càng tốt, đi đi đi, bọn họ nhanh hơn tốc độ, nên chúng ta lên sân khấu dứt lời gấp không chờ nổi xông ra ngoài. Dương Nghị Vân trong lòng tính kế hảo, liền phải lúc này lao ra đi, chặn ngang một chân. Hứa các ngươi đốt đèn, còn không không được anh em phòng cháy, nào có như vậy tiện nghi chuyện này. 33 thiên điện chờ 7 đại thế lực hợp lực dưới răng lưới cư nhiên đuổi ra ngoài 5 cây huyết hồn tham, ra ngoài Dương Nghị Vân đoán trước nhiều. Này cũng ý nghĩa bọn họ cơ hội đại. Lần này mục tiêu cướp đoạt ít nhất 2 cây huyết hồn tham cộng thêm Diệp Hàn Băng cùng chung sát trong tay tu la quả. Nhìn như mục tiêu rất khó thực hiện, nhưng cũng không phải không thể nào. Sự thành do người. Lại nói Dương Nghị Vân hiện tại có thực lực này trộn lẫn đi vào, đừng nhìn bọn họ là 7 đại thế lực tạo thành đoàn thể, nhưng luận chiến đấu thực lực, hiện tại Dương mẫu nhân đủ để nghiền áp bọn họ, huống chi ngồi xuống một loại đại yêu thần nhưng đều tập thể tăng lên thực lực. Còn không tính có thần nông thì cái này minh hữu ở. Cho nên nói nghe Dương Nghị Vân làm ra quyết định này cũng không phải đầu óc nóng lên, mà là chân chính có cái kia tự tin ở. Mang theo người trực tiếp chính là đấu đá lung tung mà đi. Thực mau Dương Nghị Vân bọn họ tới rồi 7 đại thế lực răng lưới chung, đồng thời bị người phát hiện. Nhưng Dương Nghị Vân chút nào không để bụng, mục tiêu trực tiếp nhìn chằm chằm chính là một gốc cây huyết hồn tham. Dương Nghị Vân ngươi dám. Diệp Hàn Băng lừa gạt. Bọn họ cực cực khổ khổ răng lưới tìm được rồi huyết hồn tham, không nghĩ tới lúc này Dương Nghị Vân tiểu tử này mang theo người tiến bộ tới trích quả đào. Mấu chốt thoạt nhìn mục tiêu là bọn họ 33 thiên điện người tìm được này một gốc cây huyết hồn tham A. Xuất hiện 5 cây, người mẹ nó như thế nào không đi nhà khác bên kia đâu. Ha ha, này một gốc cây huyết hồn tham chúng ta truy đuổi thật lâu, thức thời tránh ra, nếu không lộng chết các ngươi. Hảo đi. Dương mẫu nhân trực tiếp mở ra khi dễ người bá đạo hình thức. Bất quá đối với 33 thiên điện người hắn xưa nay đã như vậy, mặt khác lúc trước 33 thiên điện người khi dễ hắn thời điểm, so với hắn hành sự thủ đoạn vô sỉ nhiều. Dù sao liền không tính toán cùng 33 thiên điện người có gì đó lời hay nói. Liền kém chưa nói một câu, lão tử đoạt chính là các ngươi. Ngươi, khinh người quá đáng, tới nha cho ta sát. Diệp Hàn Băng cũng là bốc hỏa. Cái này cục diện nếu như bị Dương Nghị Vân áp xuống đi, hắn ở kế tiếp thời gian, ở chúng thần vực thế giới này cũng đừng lăn lộn. Huống hồ huyết hồn tham ở trước mắt, đổi tay ích lợi tuyệt đối không thể làm Dương Nghị Vân trích quả đào. Toàn thể đều có, giết sạch 33 thiên điện này đó vương bát đản. Dương Nghị Vân chút nào không thèm để ý Diệp Hàn Băng, ước gì bọn họ 33 thiên điện người động thủ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại cấp thần nông Càng Minh hô, Càng Minh đạo huynh 33 thiên điện này đó tạp toái giao cho chúng ta,
huyết hồn tham thu giao cho ngươi. Nghe được Dương Nghị Vân kêu gọi, giờ phút này còn núp ở phía sau mặt thần nông Càng Minh thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết tới, người muội Dương Nghị Vân a. Nói tốt chúng ta không thể bại lộ đâu. Nói tốt chúng ta chỉ là đang âm thầm đánh yểm trợ đâu. Ngươi liền không thể truyền âm nói a. Hiện tại hảo, như vậy một kêu, sở hữu thế lực đều biết ta và ngươi cấu kết, Nga không phải kết minh, trọng điểm là trực tiếp bị 33 thiên điện người cấp hận thượng. Đây là hố ta a. Quả nhiên một tiếng rét lạnh vô cùng thanh âm mắng ngay sau đó vang lên, hảo ngươi cái thần nông Càng Minh, hảo hảo hảo, ngươi thần nông thì muốn cùng ta 33 thiên điện là địch, hảo, lúc này Diệp Mỗ chắc chắn đăng báo đế tôn vô thượng, các ngươi thần nông thì chờ đế tôn lửa giận đi. Vốn dĩ thần nông Càng Minh trong lòng còn đối Dương Nghị Vân hố hắn một chút thấp thỏm, nhưng nghe được Diệp Hàn Băng uy hát yêu ta 10 phần thanh âm sau, tức khắc cũng bốc hỏa đáp lại nói, thiếu mẹ nó làm ta sợ, khi ta thần nông thì mềm quả hồng không thành. Bổn tọa hôm nay còn liền đoạt ngươi 33 thiên điện, xem ngươi có thể nề hà, ngươi tới chúng ta thượng. Thần nông Càng Minh cũng suy nghĩ cẩn thận, bị Dương Nghị Vân tới như vậy một chỗ, hắn là vô pháp giải thích, nếu đều cùng Dương Nghị Vân giảo hợp ở cùng nhau, vậy chỉ có thể một con đường đi tới cuối, dù sao có ích lợi cũng có hắn thần nông thị một phần. Lập tức mang theo thần nông thị người thường đi ra ngoài, chuẩn bị giành huyết hồn tham, có Dương Nghị Vân kiểm chế 33 thiên điện người. Huyết hồn tham đối bọn họ tới nói thu không khó. Đến nỗi giờ phút này Dương Nghị Vân, nghe được Diệp Hàn Băng cùng thần nông Càng Minh đối thoại, nhìn đến thần nông Càng Minh xông ra ngoài thẳng đến huyết hồn tham, hắn trong lòng giá trị nhạc. Âm thầm nói thầm nói, tưởng đạt được ích lợi, còn không nghĩ gây thù chuốc oán, trên đời kia có như vậy tiện nghi sự. Cùng ta hợp tác rồi liền phải có giác ngộ, hắc hắc. Hắn tự nhiên biết ngay từ đầu thần nông Càng Minh trong lòng cái gì tính toán. Nhưng hắn còn có cấp nói thần nông Càng Minh cơ hội, cố ý hô to chính là muốn cho 33 thiên điện người biết, muốn cho thần nông thị người cùng hắn gắt gao cột vào một cái trên thuyền. Đến tận đây mục đích đạt tới. Kế tiếp chính là thu thập 33 thiên điện này đó món lòng thời điểm. 33 thiên điện người lúc trước làm hắn gặp nhiều ít tội, có thủ không báo phi quân tử. Này bút chướng hắn nhưng trước sau nhớ kỹ. Nhưng phàm là có thể suy yếu đế tôn thế lực sự, hắn đều làm. Mạo hiểm cũng làm. Trọng điểm là hắn hiện tại rốt cuộc có mạo hiểm tư cách cùng thực lực. Cho nên giờ phút này Dương Mỗ nhân là không gì kiêng kỵ không kiêng nể gì. Mấu chốt là 33 thiên điện người dễ khi dễ, Diệp Hàn Băng mang đội cũng chỉ là cái thiên đạo 4 trọng tu vi mà thôi, giết sạch đều không tính chuyện này. Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng, kỳ thật hắn không cần hắn đi ra tay, lấy huyền đều là đầu thiên đạo 5 trọng trực tiếp là có thể làm 33 thiên điện người hủy diệt. Huyền cung, đoạn thân mới vừa, âm dương kim cương vợ chồng, thần mộc lão tổ, hơn nữa một cái hùng hoan, đều là thiên đạo 5 trọng tồn tại. 33 thiên điện nhưng không thiên đạo 5 trọng ở đội ngũ chung. Cho nên chiến đấu cùng nhau, 33 thiên điện người lập tức chính là quân lính tan rã cục diệt, bị vân môn thần cảnh người nghiêng về một phía tàn sát. Không có biện pháp hai bên tu vi thực lực kém quá mức cách xa. Không đến 10 tức, chiến đấu kết thúc. Mà Diệp Hàn Băng trực tiếp bị huyền cùng bắt lấy đưa tới Dương Nghị Vân trước mặt. Thần tôn người này như thế nào xử lý? Siết Dương Nghị Vân lạnh như băng mở miệng, hắn đối đế tôn dưới tòa người không có bất luận cái gì hảo cảm cùng đồng tình, này đều phải quái lúc trước 33 thiên điện người đuổi giết hắn thời điểm đuổi giết quá tàn nhẫn, bao nhiêu lần hắn đều ở kề cận cái chết bồi hồi, như chó nhà có tang. Nhớ tới này đó, Dương Nghị Vân đến này rõ ràng trước mắt, hắn trong lòng phát quá thề. Muốn hoàn toàn hủy diệt 33 thiên điện. Giết sạch đế tôn dưới tòa chó săn. Ha ha ha, Dương Nghị Vân giết ta, người cũng sẽ ly chết không xa, thật sự cho rằng ta 33 thiên điện không ai sao. Nói thật cho người biết, thiên thánh điện tam đại pháp tôn chi nhất, liền ở chúng thần vực, người nhược giết ta, người cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Hàn Băng lúc này phi đầu tán phát, tu vi bị phong, nhưng cũng nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng chi ý. Mà giờ phút này thuần dương kim cương còn lại là xuất khẩu nói, thần tôn có không tha cho hắn một người, dù sao hắn hiện tại cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Đúng vậy, thần tôn liền, tạm tha hắn một mạng đi đoạn thân mới vừa lúc này cũng ra tiếng phụ họa cấp Diệp Hàn Băng cầu tình. Dương Nghị Vân sắc mặt càng ngày càng lạnh băng, hắn biết đoạn thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng, đều là hắn mạnh mẽ thu phục người, là 33 thiên điện thiên thánh điện người. Mà cái này Diệp Hàn Băng đồng dạng xuất thân thiên thánh điện, mấy người đều là quen biết cũ, như thế cấp Diệp Hàn Băng cầu tình.
Ha ha. Dương Nghị Vân lại là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn về phía Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ba người, từng câu từng chữ lạnh giọng nói, ngươi chờ chính là quên không được trước kia thân phận. Còn đương các ngươi là Thiên Thánh Điện Kim Cương a. Dương Nghị Vân cuối cùng một chữ lạc bế, toàn thân hơi thở bùng nổ, chủ tớ khế ước thúc giục. Bùm, bùm, bùm. A, chủ nhân tha mạng. Đoạn Thân mới vừa ba người một cái tiếp theo một cái ngã xuống trên mặt đất, chủ tớ khế ước dưới, thâm nhập nguyên thần, Dương Nghị Vân một ý niệm là có thể làm cho bọn họ liền hồn phi phách tán. Ngươi chờ có phải hay không quên mất thân phận, vẫn là ta đối với các ngươi thật tốt quá. Các ngươi hỏi một chút hôm nay ta nếu là không có thực lực, dừng ở Diệp Hàn Băng trong tay cũng có phải hay không sẽ bỏ qua ta. Dương Nghị Vân thanh âm càng ngày cũng rét lạnh, đã mang lên sát ý. Dừng một chút tiếp tục nói, ta ở cường điệu một bên, các ngươi hiện tại không phải 33 thiên điện Thiên Thánh Điện Kim Cương, là ta Dương Nghị Vân dưới tòa tôi tớ, lúc trước lưu trữ các ngươi chính là coi trọng các ngươi thực lực tu vi, muốn cho các ngươi hiệu lực mà thôi, hiện tại xem ra cũng không cần thiết lưu trữ các ngươi, bởi vì các ngươi đến bây giờ còn không có cao thanh thô, ai mới là các ngươi chủ nhân, ai nắm giữ các ngươi sinh tử, còn nghĩ 33 thiên điện a, hảo oa, ta thành toàn các ngươi trung nghĩa. Không không không, chủ nhân tha mạng, là thuộc hạ hồ đồ, a. Chủ nhân tha mạng, ta sai rồi. Đoạn Thân mới vừa cảm nhận được đến từ nguyên thần chỗ sâu trong tử vong hơi thở, cái này rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, liền không nên cầu tình, đích xác, hắn hiện tại nguyện trung thành người là Dương Nghị Vân, hắn sinh tử đều ở Dương Nghị Vân nhất niệm chi gian. Thỉnh chủ nhân tha mạng, chúng ta sai rồi. Âm Dương vợ chồng cũng tỉnh ngộ, lần lượt xin tha. Ba người bị Dương Nghị Vân một phen lăn lộn, đều trên mặt đất lăn lộn. Cũng nhận rõ hiện thực. Ba vị đạo huynh không cần cầu hắn, Pháp Tôn liền ở chúng thần vực, ta nếu vừa chết, Pháp Tôn tất nhiên sẽ biết, đến lúc đó hắn Dương Nghị Vân chính là tiếp theo cái. Oanh! Ồn ào! Dương Nghị Vân một trưởng vỗ vào Diệp Hàn Băng trên người, người sau kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới, trực tiếp liền hồn phi mai một. Vung tay lên Dương Mẫu Nhân Tiêu không một tiếng động đem Diệp Hàn Băng chứa đựng nhẫn bắt được tay, thần thức đảo qua trong lòng cười Tu La Quả Phát quả nhiên ở Diệp Hàn Băng chứa đựng thần giới phóng. Đương nhiên còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng giờ phút này hắn lại không có thời gian đi lật xem, còn muốn tiếp tục đối mặt Đoạn Thân mới vừa ba người. Giữa sân an tĩnh xuống dưới. Huyền cùng lúc này ra tiếng nói, thần tôn bất giận, Đoạn Thân mới vừa ba người cũng là nhất thời hồ đồ, còn thỉnh cho bọn hắn ba người một cái cơ hội, thuộc hạ tin tưởng bọn họ sẽ quý trọng ngày sau ở thần tôn bên người cơ hội. Dương Nghị Vân hừ một tiếng nói, nhớ kỹ, không có kim cương. Ngày sau các người ba người chỉ là ta Dương Nghị Vân ngồi xuống ba cái người hầu, lại có lần sau, định trảm không buông tha. Đa tạ chủ nhân. Ba người bò dậy miệng nói lời cảm tạ, một đám cả người ướt đẫm mồ hôi, tương tự từ trong nước vớt ra tới giống nhau, thực sự vừa rồi Dương Nghị Vân trên người kia sợi hơi thở quá cường đại, cũng là chủ tớ khế ước uy lực bày ra, nhiên bọn họ chân chính nếm tới rồi tử vong hương vị. Trong lòng về điểm này niệm tưởng, biến mất không còn một mảnh. Dương Nghị Vân kỳ thật cũng không phải thật muốn giết bọn hắn ba người, kỳ thật chính là gõ gõ. Thật vất vả thu phục ba cái siêu cấp tay đấm, tự nhiên ngươi sẽ không thật giết, Huyền Cùng cho hắn một cái bậc thang, tự nhiên liền phải hạ. Trong lòng đối Huyền Cùng vẫn là thực vừa lòng, sờ đến hắn tâm tư. Mà đối Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ba người gõ, kỳ thật cũng là rất sớm liền tưởng, bởi vì hắn phát hiện ba người từ bị hắn thu phục sau, ném ở Vân Môn thần cảnh. Tự giữ tu vi cao, ở Vân Môn những người này trước mặt, còn rất trang, lần này cấp Diệp Hàn Băng cầu tình, vừa lúc liền cho hắn một cái cớ, muốn cho bọn họ trong lòng rõ ràng, đừng ở ta thủ hạ hỗn nhàn cơm ăn. Từ tiến vào chúng thần vực bắt đầu, ba người liền rất thiếu suất lực, một chút đều không tích cực, không có cường giác ngộ, mọi việc đều là Huyền Cùng xông vào phía trước. Cái này làm cho Dương Nghị Vân đối bọn họ ba người rất bất mãn, tin tưởng trải qua lần này gõ bọn họ sẽ tự biết như thế nào làm. Nếu còn không hiểu chuyện, hắn đừng để ý diệt bọn hắn, là cao thủ không ra lực, tưởng kiếm cơm ăn, ở hắn nơi này không thể thực hiện được. Gõ Đoạn Thân mới vừa ba người, lại làm sao không phải giết gà dọa khỉ đâu. Hắn bên người những người này, đại bộ phận nhưng đều hắn năm đó mạnh mẽ thu phục, chưa chừng có một ít người sẽ có tâm tư. Cho nên Dương Nghị Vân gõ Đoạn Thân mới vừa ba người là rất cần thiết. Này ba người tính lên là hắn thủ hạ tu vi thực lực cường đại nhất tồn tại. Hiệu quả thực hảo. Dương Nghị Vân quan sát một chút, những người khác đều có kính sợ thần sắc.
hắn thực vừa lòng. Có đôi khi như vậy gõ là tất yếu, chính như nguyên lai những cái đó lệ thuộc với Càn Khôn Thần Điện lão nhân, là hắn sơ sẩy, làm cho bọn họ ở chính mình không hề thời điểm, phi thăng mà đến vân tử đệ tử cấp sắc mặt, thậm chí đều khi dễ tới rồi chính mình nữ nhân trên đầu. Chính là bởi vì hắn thực dễ nói chuyện, hoặc là nói hắn không thèm để ý cái gì tôn ti lễ nghi, mới có vân môn đệ tử thân nhân bằng hữu bị châm chọc mỉa mai sự tình phát sinh. Đối bên người mấy ngày này nói quy tắc cường giả Dương Nghị Vân biết càng hẳn là tăng mạnh, nếu không nếu sai lầm, đều sẽ là vô pháp đền bù cái loại này. Trong nháy mắt 33 thiên điện người lại bị diệt, hắn có thiếu một đợt địch nhân. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Diệp Hàn Băng nói chưa nói sai, 33 thiên điện hợp đạo pháp tôn tất nhiên ở chỗ này, nhưng thì tính sao, phía trước sát cửu lê tộc người, cửu lê tộc sau lưng hợp đạo cường giả tự nhiên cũng sẽ tìm hắn, một cái là tìm hai cái cũng là. Tới lại nói, trước mắt trước đem sự làm lại nói, hợp đạo, cũng không phải tùy ý là có thể ra tay, hoặc là nói liền như vậy nhẹ nhàng liền tới tìm hắn. Nếu cái kia hợp đạo không biết xấu hổ, vậy đến đây đi. Lý luận đi lên nói, ở thần giới hợp đạo là đặc thù cường giả, sẽ không dễ dàng đối hợp đạo cấp bậc dưới thần linh ra tay, đây cũng là thể diện vấn đề. Thật muốn là tiến đến, vậy đến đây đi. Hắn cũng không phải chờ bị giết người. Bên này sự, cũng nên đi xem thần nông Càng Minh bên kia là tình huống như thế nào. Cũng liền khoảng cách vài trăm thước mà thôi, thực mau Dương Nghị Vân qua đi. Hắn cũng có chút không yên tâm, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc, huyết hồn tham có thể chạy, hơn nữa có cộng sinh sinh linh bảo hộ, còn nữa nơi này như cũ là bảy đại thế lực liên hợp răng lưới chung. Hắn cắt đứt chỉ là 33 thiên điện phụ trách một phương, chưa chừng thế lực khác sẽ chi viện lại đây. Cũng may 33 thiên điện người hiện tại đều bị hắn cấp giải quyết rớt. Oanh! Một tiếng nổ vang. Dương Nghị Vân thấy được thần nông Càng Minh mặt xám mày cho từ một cây đại thụ trung bay ra tới. Nhìn đến hắn lại đây sau, hét lớn, bị xem diễn, mau tới hỗ trợ a, huyết hồn tham bị này cây yêu thụ cấp bảo hộ, chúng ta không có biện pháp đi vào, này cây thụ yêu chính là huyết hồn tham cộng sinh chi vật. Ha ha, chỉ cần không chạy trốn liền hảo. Dương Nghị Vân vừa nghe tức khắc yên tâm xuống dưới, ngay sau đó đối với phía sau huyền ngang nhau nhân đạo, các ngươi qua đi hỗ trợ. Là tôn thần. Trải qua hắn gõ đoạn thân mới vừa ba người việc sau, bên người này đó thủ hạ đều quy củ rất nhiều. Hắn ra lệnh một tiếng, một cái so một cái mau, nghĩ thần nông Càng Minh nơi thật lớn yêu thụ tiến lên. Hoan Hoan ngươi lưu lại. Dương Nghị Vân đem Hùng Hoan gọi lại. Nga Hùng Hoan có điểm không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng ở Dương Nghị Vân bên người, nàng cũng bị vừa rồi Dương mẫu nhân phát hỏa cấp dọa đến người. Lúc này đứng ở Dương Nghị Vân bên người đó là có chút sợ hãi thích, chung quy Hùng Hoan trong lòng trí thượng thực thiên chân, là mười mấy tuổi mà thôi. Bọn họ qua đi là đủ rồi, từ giờ trở đi mắng ngươi liền đi theo ta bên người biết sao. Dương mẫu nhân đối Hùng Hoan nói chuyện vẫn là thực ôn nhu. Hắn làm Hùng Hoan lưu tại chính mình bên người. Tự nhiên là bởi vì Hùng Hoan đặc thù huyết mạch thiên phú ở chỗ này có thể phát huy đại tác dụng. Tốt, Vân đại ca. Hùng Hoan cảm nhận được Dương Nghị Vân nói chuyện nhu hòa, liền không sợ hãi hắn. Ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, người khác thế lực khác người lợi dụng sơ hở. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không lãng phí Hùng Hoan thiên phú. Ân, ta đã biết, nhất định sẽ không làm cho bọn họ quấy rối. Hùng Hoan trịnh trọng gật đầu. Ha ha, cũng không cần quá khẩn trương. Liền tính là có người tiến đến, chúng ta cũng không sợ. Dương Nghị Vân nhìn Hùng cười vui nói chuyện. Đến nỗi thế lực khác, Dương Nghị Vân tin tưởng, nếu là có đầu óc nói, lúc này là không dám tiến đến chạm vào hắn mũi nhọn. Sự thật chứng minh đến bây giờ mới thôi, ở hắn hạ lệnh chém giết 33 thiên điện mọi người thời điểm, không có một nhà thế lực lại đây hỗ trợ. Kỳ thật mọi người đều biết hắn cùng 33 thiên điện chi gian ân oán. Ở hơn nữa phía trước hắn trở tay tiêu diệt cửu lê tộc năm đại thiên đạo quy tắc một màn kinh sợ, không có điểm thực lực thế lực là không dám tiến lên đây. Đích xác chính như Dương Nghị Vân suy nghĩ, một ít thế lực đích xác nghe được cũng thấy được, nhưng chính là không dám lại đây. Chỉ là có mắng. Tỷ như quỷ thần giới trung sát liền mắng, quá cản rỡ, chư vị đồng đạo chúng ta liên hợp giết qua đi thôi, nhiều người như vậy giết hắn Dương Nghị Vân dễ như trở bàn tay. Nhưng là không có người phản ứng trung sát. Ngốc tử mới đi, người quỷ thần giới cùng Dương Nghị Vân có thủ oán, đừng kéo lên chúng ta. Có thời gian này còn không bằng đi đem dư lại bốn cây huyết hồn tham thu đi.
Dương Nghị Vân quá cường đại, không có người là ngốc tử, đi đụng vào hắn rủi ro. Tả Hữu xem ra, Dương Nghị Vân chém giết hoặc là cùng hắn có thù oán, hoặc là trêu chọc hắn, mọi người đều xem đến minh bạch, chỉ cần không đi trêu chọc Dương Nghị Vân, hắn cũng sẽ không chủ động công kích bọn họ. Rốt cuộc tin tưởng Dương Nghị Vân cũng không muốn gây thù chuốc oán quá nhiều. Cho nên dư lại mấy thế lực lớn ở Dương Nghị Vân hạ lệnh chém giết 33 thiên điện thế lực thời điểm ngược lại trốn xa. Muốn đi trêu chọc Dương Nghị Vân cũng phải nhìn có hay không cái kia thực lực không phải. Đại gia tới chúng thần vực là tiến đến tìm kiếm thiên tài địa bảo cầu ngươi cơ duyên, không phải tới cùng ai liều mạng. Lúc sau trung sát cũng trốn xa vội vàng, làm hắn mang theo quỷ thần giới người đi cấp 33 thiên điện xuất đầu, hắn mới không làm. Ta nói Dương thần tôn ngươi có thể hay không lại đây nhìn xem, giúp đỡ a, này yêu thụ là ở khó chơi. Liền ở Dương Nghị Vân cùng Hùng Hoan nói chuyện thời điểm, thần nông càng minh thanh âm lại vang lên. Ách, tới. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, tâm nói ta thủ hạ như vậy nhiều người phái đi qua ngươi còn trị không được. Nói thầm Dương Nghị Vân đi ra phía trước, đi tới huyết hồn tham cộng sinh sinh linh yêu thụ trước xem xét tình huống. Này vừa thấy, hắn thật đúng là lắp bắp kinh hãi. Trước mắt này cây làm thần nông càng minh đau đầu yêu thụ thật là có điểm đặc biệt, nhìn qua toàn bộ chính là một con nhím, không thể nào xuống tay. Trách không được nhiều người như vậy đều trị không được. Ở Dương Nghị Vân quan sát chung, này cây huyết hồn tham cộng sinh yêu thụ, là có độc có thứ, mạo nồng đậm độc khí, hơn nữa ở thần nông càng minh đám người công kích thời điểm, còn có thể phát ra như con nhím giống nhau gai ngược bộc phát ra tới. Hơn nữa uy lực bất phàm, cho dù là một loại thiên đạo quy tắc năm trọng cũng tại đây cây yêu thụ độc khí cùng gai độc dưới chật vật tránh né. Đại gia công kích qua đi, nhân ra yêu thụ giống như là bung rủ giống nhau, vầng sáng lập lòe dưới. Cư nhiên đem mọi người công kích đều ngăn cản xuống dưới. Đây là kiểu gì cường đại phòng ngự chi lực? Dương Nghị Vân xem như kiến thức huyết hồn tham cộng sinh sinh linh cường đại. Đại gia dừng lại đi, liệt trận vây lên, đừng làm nó chạy trốn. Dương Nghị Vân nhìn sau khi mở miệng. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, vân môn thần cảnh người tất cả đều ngừng lại, thần nông thị người nhìn thoáng qua thần nông càng minh, người sau phất tay nói, đều dừng lại nghe Dương thần tôn đi. Thần nông càng minh cũng là rất bất đắc dĩ, bị này cây yêu thụ cấp lăn lộn không biết giận. Bất quá này cũng ở trong dự liệu, thường thường càng là cao giai thiên tài địa bảo đều khó có thể đạt được, huyết hồn tham có cộng sinh chi vật bảo hộ, này vốn chính là thái độ bình thường. Dù sao cũng là có thể so với thánh đạo chi dược chí bảo, nếu là nhẹ nhàng là có thể đạt được, liền không phải chí bảo, nơi này cũng không phải chúng thần vực không phải khai thiên thời đại chúng thần hoàng hôn mộ địa. Hiện tại làm sao bây giờ? Thần nông càng minh hỏi Dương Nghị Vân. Mỗi một gốc cây huyết hồn tham cộng sinh chi vật đều như vậy biến thái sao? Dương Nghị Vân nhìn trước mắt yêu thụ hỏi. Mỗi một gốc cây huyết hồn tham cộng sinh chi vật đều không giống nhau, tự nhiên có mạnh có yếu, chúng ta chỉ là vận khí quá hảo, đụng phải một gốc cây biến thái. Ta nhớ rõ thượng một lần chúng ta đụng tới một gốc cây huyết hồn nửa nọ nửa kia sinh bảo hộ dị loại chính là một khối đá cứng, cũng không phải quá hiếm lạ, trực tiếp hợp lý đánh nát đá cứng phải tới rồi huyết hồn tham. Lần này quả thực là biến thái a. Thần nông càng minh thổn thức nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, chờ ta quan sát một chút lại nói, vạn sự vạn vật đều có tương sinh tương khắc chi đạo, đây là thiên đạo quy luật, luôn là có thể tìm được biện pháp, như vậy làm bừa hiện tại xem ra khẳng định là không được, muốn tìm phương pháp. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian, quay chung quanh yêu thụ một vòng quan sát. Này cây yêu thụ cao ước 100 mét, chỉnh thể chính là hình tròn dạng xòe ô. Tản ra các loại nhan sắc, có thể nói là ngũ quang thập sắc, dùng tắc kè hoa tới hình dung nhất thích hợp bất quá. Mỗi một cái góc độ đi xem đều là bất đồng nhan sắc ở biến hóa, tản ra nhàn nhạt vầng sáng, hoặc là nói độc khí. Không có người quấy rầy thời điểm, thực an tĩnh, cũng không có chủ động công kích người. Có lá cây gai ngược hình dạng, như là lá thông lá cây, nhánh cây bao vây ở bên trong căn bản nhìn không tới thô tráng, dù sao tràn đầy vô cùng. Từ đầu đến chân đều là một cái viên cầu thể, cũng nhìn không tới chủ thân cây. Nói là một gốc cây con nhím yêu thụ một chút cũng không quá. Dựa theo thần nông càng minh cách nói, huyết hồn tham trực tiếp trốn vào này cây yêu thụ trong vòng, bị con nhím giống nhau yêu thụ bảo hộ ở trong đó. Dưới loại tình huống này, muốn đạt được huyết hồn tham làm trò là vô cùng gian nan. Tất nhiên nếu muốn biện pháp phá này cây con nhím thụ mới được. Nhưng vừa rồi như vậy nhiều người công kích hắn chính mắt thấy, cường đại công kích, mặc kệ rất cường đại, đều phá không khai con nhím thụ phòng ngự.
cường đại phòng ngự, còn có bùng nổ gai ngược, càng vốn là làm người không thể nào xuống tay. Phát ra độc khí, cùng mang độc gai ngược, lây dính thượng lúc sau, tuy rằng không muốn sống, khá vậy không dễ chịu. Độc khí còn hảo thuyết, mọi người đều có thể phòng ngự trụ. Nhưng gai ngược thực kỳ lạ, quá mức bén nhọn đặc thù, có thể trực tiếp phá rớt đại gia thần lực phòng ngự, trực tiếp chát đến trên người, có độc gai ngược không biết tên, nhưng cũng làm nhân thân thể sinh ra độc tố tê mỏi, yêu cầu phí thời gian phân tâm đi luyện hóa độc tố. Hai chữ khó chơi. Dương Nghị Vân một vòng quan sát xuống dưới, cũng là mày đại nhăn. Đến ra một cái kết luận, muốn mạnh mẽ phá con nhím thụ phòng ngự, không quá hiện thực, vừa rồi tình huống hắn nhưng đều xem ở trong mắt. Nhưng là tưởng được đến huyết hồn tham nhất định phải phá rớt con nhím thụ phòng ngự, hiện tại tựa hồ thành một cái cục diện bế tắc. Dương mắt nhìn, hắn quan sát một vòng xuống dưới, cũng không có phát hiện cái gì tương sinh tương khắc biện pháp. Thật đau đầu a. Dương Nghị Vân lầm bầm lầu bầu, kêu thật là cậu cắn con nhím không thể nào hạ miệng. Nói cái gì đâu, ai là cậu, thần nông Càng Minh đôi mắt trừng khởi. Khụ khụ, dùng từ không lo, dùng từ không lo, chớ trách, ha ha. Dương mẫu nhân trong lúc vô ý nói thầm một câu bị thần nông Càng Minh cấp nghe được, vô cùng xấu hổ. Lúc này mới phản ứng lại đây, hắn này một câu liền chính hắn đều mắng. Sạch sẽ nghĩ cách ha, muộn tắc sinh biến, thần nông Càng nói rõ nói. Ta này không phải đang suy nghĩ sao, có Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới nhất chiêu, không biết được chưa? Biện pháp gì, thần nông Càng Minh hỏi. Ta trước thử xem đang nói, ngươi mang đại gia ổn định trận pháp, vạn nhất được không, đến lúc đó huyết hồn tham gia tới, nhưng đừng chạy. Dương Nghị Vân nói. Thần nông Càng Minh phiên trợn trắng mắt nói, phóng 100 tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy liệt trận chờ đợi, chỉ cần huyết hồn tham từ này cây yêu thụ chung ra tới, liền tất nhiên bắt lấy. Bằng không chúng ta tập thể cắt cổ tính. Hảo hảo hảo, ta thử xem, cũng không biết được chưa. Dương Nghị Vân nói thầm huyền phù lên, ở con nhím trên cây không. Trong tay hắn thần quang chợt lóe, lại là xuất hiện hắc ám quy tắc phù. Nếu mọi người liên thủ cường đại công kích không có tác dụng, vậy chỉ có thể thử xem biện pháp khác. Tỷ như hắn muốn thử xem thúc dục hắc ám quy tắc phù, dùng hắc ám chi lực lại cắn nuốt này cây con nhím thụ, không biết có thể hay không hành. Hắc ám chi lực chính là khí chi căn bản, vô tận hắc ám có vô biên vô tận hắc ám lực cắn nuốt, nhưng không e ngại cái gì đối gai độc. Hắc ám cắn nuốt. Dương Nghị Vân thúc dục trong tay hắc ám quy tắc phù, lấy hắn hiện tại tu vi toàn lực thúc dục dưới, hắc ám quy tắc phù uy lực so với trước kia nhưng lớn không biết nhiều ít. Tức khắc vô tận trong tay hắc ám quy tắc phù, toát ra một đoàn hắc khí nhanh chóng mở rộng mà đi. Đương nhiên này không phải chân chính hắc khí, mà là quy tắc khí chi lực là vô tận hắc ám. Trong nháy mắt vô tận hắc ám ở Dương Nghị Vân thao tác hạ hướng về con nhím thụ bao phủ mà đi. Ngay sau đó con nhím thụ tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, tức khắc bùng nổ độc khí vô số gai ngược bùng nổ mà ra. Nhưng mà này đó gai ngược đưa vào hắc ám lúc sau, như sự thành biển rộng, hoàn toàn bị hắc ám cấp cắn nuốt. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ. Quả nhiên hấp dẫn. Như thế nhậm người có muôn vàn gai ngược độc khí, đều phải bị hắc ám cấp cắn nuốt. Khoảnh khắc chi gian hắc ám chi lực hoàn toàn cắn nuốt con nhím thụ. Không đủ giờ phút này mọi người đều có thể nghe được ở hắc ám trong vòng có từng tiếng gào giống ở rít gào. Dương Nghị Vân thao tác hắc ám chi lực, toàn lực bùng nổ. Không đến 5 phút gào giống thanh nhỏ đi xuống. Cho ta ra tay. Hắn dứt lời sau, một bước bước ra, ngay sau đó trực tiếp chui vào trong bóng đêm. Hắc ám trong vòng, cắn nuốt bao phủ hết thảy. Nhưng lại sẽ không ảnh hưởng hắn cái này thao tác hắc ám quy tắc phù chủ nhân. Nội loại hết thảy đều ở khống chế. Hắn đã cảm nhận được con nhím thụ hoàn toàn bình tĩnh đi xuống. Dương Nghị Vân tiến vào hắc ám lúc sau, tới rồi con nhím thụ trước, giờ phút này con nhím thụ đã không có bất luận cái gì độc khí bùng nổ, gai ngược cũng không có ở ra tới. Hết thảy quy về hắc ám. Dương Nghị Vân đi vào. Hắn cảm nhận được ở con nhím thụ trung tâm có một đoàn năng lượng thể tồn tại. Hình thành cùng loại kết giới tiểu không gian. Ở hắn nghĩ đến không hề nghi ngờ đây là con nhím thụ dùng cuối cùng năng lượng ở bảo hộ huyết hồn tham. Dương Nghị Vân cả người thần lực vận chuyển một chút liền đến kết giới tiểu không gian. Nội loại chính là một cái đỏ như máu không gian. Cũng không lớn, chỉ có 10 cái bình phương tả hữu không gian. Hắn đi vào liền ngây ra một lúc. Bởi vì hắn thấy được một cái xúc ở một gốc cây huyết sắc dưới tàng cây tiểu hài tử. Nhìn qua chính là 3-4 tuổi bộ dáng,
ăn mặc yếm đỏ, nhìn không ra là nam hay nữ. Cái này tiểu hài tử lưng dựa huyết sắc chi thụ chợt vừa thấy có điểm quen mắt, lại vừa thấy, nhưng còn không phải là con nhím thụ thu nhỏ lại bản sao. Bất quá! Ở hắn cảm giác chung này cây con nhím thụ không phải thật thể, mà là năng lượng thể. Hắn có thể cảm nhận được này cây có thể liền thể từ con nhím thụ càng thêm nguy hiểm, hơn nữa không phải pháp lực thượng năng lượng, là vô cùng tinh thuần thần hồn chi lực năng lượng thể. Dương Nghị Vân tiến vào sau, ăn mặc yếm đỏ tiểu hài tử cũng nhìn hắn, trong ánh mắt có sợ hãi bộ dáng. Đối với cái này tiểu hài tử, Dương Nghị Vân nheo lại mắt, hắn đã đoán được thân phận. Không hề nghi ngờ cái này tiểu hài tử chính là huyết hồn tham. Bởi vì thần nông càng nói rõ quá, huyết hồn tham là tinh linh, có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình thái. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn không phải sinh mệnh thể. Bản chất chính là bảo dược. Từ cái này tiểu hài tử trong ánh mắt hắn là có thể nhìn ra tới, khuyết thiếu linh tính. Lại đây, ta không thương ngươi. Dương Nghị Vân vươn tay làm tiểu hài tử lại đây. Tiểu hài tử vừa thấy hắn, trong ánh mắt có chút mờ mịt, không để ý đến hắn. Dương Nghị Vân cũng không sốt ruột liền như vậy nhào qua đi, hắn đối con nhím thụ có điểm kiêng kỵ. Chung quy là thần hồn chi lực hình thành, nghĩ đến là con nhím thụ nguyên thần một loại đồ vật, đương nhiên cùng nguyên thần là không thể so sánh với, không có linh trí, bản thể bị hắn hắc ám quy tắc phủ vây khốn sau, con nhím thụ giờ phút này trạng thái chính là bản năng đối huyết hồn tham một loại bảo hộ. Thật đúng là không thể coi thường này ngoạn ý. Hắn chuẩn bị thử xem sâu cạn lại nói. Vung tay lên pháp lực hóa thành vẫn luôn bàn tay khổng lồ chộp tới tiểu hài tử hoặc là nói huyết hồn tham. Liền ở hắn pháp lực hóa thành bàn tay khổng lồ sắp đụng chạm đến tiểu hài tử hết sức, con nhím thụ bỗng nhiên huyết quang đại tác phẩm. Ngay sau đó vô số đạo rậm rạp gai ngược bùng nổ hướng hắn mà đến. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, thúc giục thần hải trong vòng nguyên thần. Nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt, một chưởng chụp đánh mà ra. Kim quang lưu chuyển dưới đối tượng con nhím thụ gai ngược. Cái này chính là hồn lực va chạm. Ong! Một tiếng run minh. Không có kinh thiên động địa tiếng động. Chính là như vậy một tiếng trầm tích run minh vang lên. Hai người công kích đánh vào cùng nhau. Dương Nghị Vân nguyên thần một trường tiêu tán. Mà con nhím thụ vô số gai ngược cũng hóa với vô hình. Một lần thử, Dương Nghị Vân không ở công kích, người sau cũng khôi phục đi xuống. Tựa hồ không tới gần liền sẽ không chủ động công kích. Nhưng là, Dương Mỗ Nhân lại là nở nụ cười. Hắn nguyên thần chi lực vẫn là rất cường đại, cũng không có bộc phát ra toàn bộ uy lực. Kế tiếp hắn cũng biết như thế nào thu này cây huyết hồn tham. Thậm chí còn này cây con nhím thụ cũng ở hắn mục tiêu trong vòng. Tuy rằng là một gốc cây yêu thụ cùng loại nguyên thần, nhưng không có gì ý thức tồn tại, lại là một đoàn cường đại tinh thuần hồn lực. Đây chính là thứ tốt a. Luyện hóa lúc sau tu luyện tự thân nguyên thần chẳng phải là mỹ tư tư. Đến nỗi như thế nào đi thu. Dương Mỗ Nhân hắc hắc một chút, trong tay một phen hỗn độn chung xuất hiện nơi tay. Hắn hỗn độn chung cũng không phải là phàm vật, sớm tại năm đó ở Vĩnh Hằng thần giới không có đụng tới Sa Hồ bà phía trước. Hắn hỗn độn chung chính là không có thật thể trạng thái, chuyên khắc thần hồn linh tinh công kích, có thật thể lúc sau xem như viên mãn, uy lực càng cường đại hơn. Phòng ngự công kích trong ngoài nhất thể. Dùng để đối phó con nhím thụ loại tình huống này nhất thích hợp bất quá. Đông. Khởi. Dương Nghị Vân thúc giục hỗn độn chung bỗng nhiên ném con nhím thụ cùng huyết hồn tham. Đón gió mà đại. Trong nháy mắt liền đối với người sau bao phủ mà đi. Thịch thịch thịch. Dương Nghị Vân không ngừng lại, không ngừng thúc giục hỗn độn chung, chín đạo khắc văn đại tác phẩm dưới. Kim quang lộng lẫy. Hoàn toàn đem con nhím thụ hồn cùng tiểu hài tử bao phủ đi vào. Người sau cũng là cảm nhận được uy hát iota, huyết quang đại tác phẩm phản kích. Nhưng chung quy chính là hồn lực, không có bản thể, uy lực muốn giảm đi, nhưng hỗn độn chung xác thật là thật đánh thật chí bảo. Đặc biệt ở Dương Nghị Vân tu vi cường đại lúc sau thao tác hạ, hỗn độn chung uy lực tự nhiên bất đồng ngày xưa. Gắt gao đem con nhím thụ hồn chấn áp đi xuống. Khoảnh khắc công phu, liền đem con nhím thụ hồn cùng tiểu hài tử thu vào hỗn độn chung nội. Dương Nghị Vân thao tác dưới. Phất tay gian hỗn độn chung thu nhỏ lại về tới hắn lòng bàn tay phía trên. Lúc này toàn bộ tiểu không gian cũng răng rắc một chút tan vỡ. Bên ngoài vô tận ám hắc buông xuống. Dương Nghị Vân vừa thấy trong tay, con nhím thụ hồn hóa thành một đoàn huyết sắc năng lượng thể, ở hỗn độn chung áp chế hạ, tự nhiên hóa thành bản chất, đến nỗi cái kia tiểu hài tử cũng hóa thành một gốc cây màu trắng ngà hình người bảo dược,
nhìn qua thật là có điểm nhân sâm bộ dáng, nhưng lại so với người tham tinh xảo nhiều, toàn thân có từng đạo huyết văn, lần lượt mạch máu. Có tứ chi có tóc từ từ xúc tu tồn tại. Chính là không có ngũ quan. Tiểu hài tử hóa thành bản thể huyết hồn tham. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, đích xác này cây huyết hồn tham không hổ là thần nông càng minh trong miệng có thể so với thánh dược chí bảo, có vô cùng tinh thuần huyết mạch năng lượng cùng siêu việt con nhím thụ hồn mười mấy lần còn nhiều còn muốn tinh thuần hồn lực. Lần này thật đúng là đã phát. Dương Nghị Vân trong lòng cảm khái. Như thế chí bảo chi dược, đáng giá nhiều người như vậy hưng sư động chúng bận việc một hồi, cũng lý giải 33 thiên điện chờ 7 đại thế lực muốn liên hợp lại tìm kiếm. Này chờ chí bảo chi dược luyện chế thành đan, tất nhiên sẽ là tu luyện nguyên thần đến dược chi đan. Dương Nghị Vân trực tiếp đem chi thu vào, càn khôn hổ không gian. Ngay sau đó trong lòng vừa động, thu hồi hắc ám quy tắc phù. Tức khắc hắc ám biến mất, hắn xuất hiện ở tại chỗ, đến nỗi con nhím yêu thụ bản thể đã sớm bị hắc ám quy tắc phù hắc ám lực lượng cấp cắn nuốt, mất đi thụ hồn, bản thể chính là không có bất luận cái gì uy lực, hóa thành cho thực bình thường. Bốn phía là vân môn thần cảnh mọi người cùng thần nông thị người như cũ kết trận bảo hộ. Như thế nào? Thần nông càng minh trước tiên hỏi Dương Nghị Vân. Đường hắc ám biến mất, Dương Nghị Vân xuất hiện lúc sau, tại chỗ con nhím thụ cũng đã biến mất, thần nông càng minh phỏng đoán Dương Nghị Vân thành công. Quả nhiên Dương Nghị Vân cười cười gật đầu nói, thành công. Hồ thật tốt quá, cuối cùng là không uổng phí một phen công phu. Thần nông càng minh nhẹ nhàng thở ra, ý bảo đại gia triệt rớt trận pháp. Dương Nghị Vân cười cười nói, ngươi liền không nghĩ nhìn xem huyết hồn tham sao. Có cái gì đẹp, ta chỉ cần biết rằng ngươi thu huyết hồn tham liền hảo, thượng một lần ta tiến vào chúng thần vực thời điểm gặp qua trông như thế nào, ta tin tưởng Dương thần tôn là sẽ không làm chúng ta thần nông thị người bạch bận việc. Thần nông càng minh nói thật xinh đẹp, nhưng vẫn là nhắc mãi một câu. Dương Nghị Vân nghe cũng thoải mái ha ha cười nói, yên tâm huyết hồn tham nhưng luyện chế nguyên thần loại thần đan. Đến lúc đó tất nhiên có các ngươi thần nông thị một phần. Vậy cảm tạ thần tôn thần nông càng minh cười nói tạ, tuy rằng cùng Dương Nghị Vân nhận thức thời gian bồi thường, nhưng hắn quan sát Dương Nghị Vân người này tại đây phương tiện vẫn là sẽ không keo kiệt, là cái nói một không hai chủ, đương nhiên tiền đề là ngươi muốn chân thành thương đãi, cho nên thần nông càng minh chút nào không đề cập tới hiện tại liền phân ích lợi vấn đề. Không nghe Dương Nghị Vân nói nhưng luyện chế đan dược, đến lúc đó có hắn một phần sao? Phía trước Dương Nghị Vân đưa tặng hắn một viên tu la đan, hắn ở cùng con nhím yêu thụ thời điểm chiến đấu ăn vào, tu la đan tuy rằng không làm hắn đột phá, nhưng lại làm hắn càng thêm tinh tiến một tầng, tu vi đạt tới thiên đạo quy tắc năm trọng đỉnh, có hy vọng vấn đỉnh hợp đạo. Điểm này đột phá, người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là rất rõ ràng, này trong đó thật lớn tăng lên, đối Dương Nghị Vân luyện chế thần đan, càng thêm chờ mong. Đúng rồi, Diệp Hàn băng trên người nhưng phát hiện tu la quả. Thần nông càng minh đột nhiên nhớ tới Dương Nghị Vân đều chém giết Diệp Hàn băng so sánh với tu la quả cũng được đến đi. Nếu là được đến Diệp Hàn băng trên người tu la quả, đến lúc đó Dương Nghị Vân là có thể ở luyện chế một lò tu la đan, nhưng đều là thứ tốt a. Tự nhiên, yên tâm đi, chờ từ máu lâm đi ra ngoài, chúng ta liền tìm địa phương khai lò luyện đan. Dương Nghị Vân cười nói lời nói, xem như cho thần nông càng minh một cái hứa hẹn. Bất quá hắn trong lòng lại là nghĩ cuối cùng một viên tu la quả, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một cái khác phương hướng, cuối cùng một viên tu la quả ở quỷ thần giới trung sát trên người, cũng là hắn chí tại tất đắc chi vật. Như thế không thể tốt hơn thần nông càng minh mong đợi lên, Dương Nghị Vân thần đan là thật tốt. Hắn đến Dương Nghị Vân đưa tặng một viên tu la đan, đã nếm tới rồi ngon ngọt, nhưng một chủng tộc nhân thủ hạ đều còn mắt trông mong nhìn đâu. Lần này mạo đắc tội mấy thế lực lớn áp lực. Cùng Dương Nghị Vân hợp tác đồng minh, một ít tộc nhân tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng hắn biết là có câu oán hận, có thể hóa giải bọn họ trong lòng kia phân câu oán hận duy nhất biện pháp chính là làm cho bọn họ cũng nếm đến ngon ngọt, như thế hết thảy tự nhiên liền hóa giải. Đúng rồi, thế lực khác tình huống như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi thần nông càng minh. Cái này thật đúng là không biết, chúng ta vẫn luôn đều ở chỗ này, cũng không biết bọn họ tình huống như thế nào. Thần nông càng minh nói, nếu không đi xem. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ lắc đầu nói, vẫn là tính, không thể tề nhân chi phúc, chúng ta hiện tại muốn xuất huyết dịch lâm, tìm địa phương tu dưỡng một phen luyện đan đi. Hắn lần này xem như chiếm hết tiện nghi, được đến đã đủ nhiều, làm người không thể quá lòng tham. Tuy rằng biết lần này bảy đại thế lực liên hợp dưới răng lưới đuổi ra ngoài 5 cây huyết hồn tham, nhưng hắn được đến một gốc cây,
hơn nữa tu la quả tổng cộng 9 viên, 8 viên tương đương bị hắn bắt được trong tay, còn dư lại cuối cùng một viên ở quỷ thần giới trung sát trên người, cái này sớm hay muộn hắn sẽ làm tới tay. Lại nói trước sau chém giết cửu lê tộc cùng 33 thiên điện người, chỉ còn lại có một phương quỷ thần giới, đảo cũng không nóng nảy này một chốc. Lần này tường cắm một chân, cướp đoạt 33 thiên điện huyết hồn tham, đã thực rêu rao, tuy rằng hắn biết thế lực khác không dám đối hắn thế nào, nhưng loại sự tình này làm nhiều, chung quy còn chọc nhiều người tức giận. Tạm thời tại đây chúng thần vực thế giới hắn còn không nghĩ gây thù chuốc oán quá nhiều. Một phương diện cũng muốn vì ứng đối hợp đạo cấp bậc cường giả làm điểm chuẩn bị, nếu không thật sự chờ hợp đạo cường giả xuất hiện thời điểm, luống cuống nhưng chính là hắn. Ngẫm lại vẫn là tạm thời xuất huyết dịch lâm, luyện chế đan dược, gần nhất an thần nông thị người, mà đến cũng tưởng nếm thử lấy huyết hồn tham luyện chế một lò thần đan, nhìn xem có không tăng lên nguyên thần chi lực, gia tăng một phần thực lực, là có thể đang đợi hợp đạo cấp bậc xuất hiện thời điểm nhiều một phần bảo đảm. Không thể tốt hơn. Nghe được Dương Nghị Vân nói ra đi, thần nông Càng Minh là cái thứ nhất tán đồng, nếu là ở liên tục đi xuống, hắn phi đi theo Dương Nghị Vân đem mặt khác thế lực đắc tội cái biến không thể. Tuy rằng hắn thần nông thì cũng không e ngại ai, nhưng đắc tội quá nhiều nói, cũng không phải chuyện tốt. Kia kế tiếp chúng ta đi như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi thần nông Càng Minh. Thần nông Càng Minh suy tư một hồi đến nói, nếu chúng ta ở Máu Lâm có thu hoạch, kia tiếp được với muốn đi ra ngoài, cũng liền không cần thiết mạo hiểm. Này phía nam Máu Lâm nhiều có hang đá nơi, tồn tại cường đại huyết thú, muốn đi ra ngoài nói, chúng ta liền hướng đông đi, dù sao cũng không bao xa là có thể đi ra ngoài, đến lúc đó tìm một chỗ tu dưỡng lúc sau, liền đi phía đông quỷ mị chiến hồn nơi. Hành, người dẫn đường đi Dương Nghị Vân nói. Hảo, ta an bài đi đi thần nông Càng Minh cũng không chối từ. Vài phút sau, đại gia nhích người hướng đông đi. Kết thúc Máu Lâm hành trình. 10 ngày lúc sau. Rốt cuộc đi ra Máu Lâm. Trong tầm mắt rộng mở thông suốt lên, nhưng phía chân trời phía trên nhìn lại như cũ là hoàng hôn chi sắc, không đủ nhưng thật ra phong cảnh có khác thường chi mỹ. Ở chúng thần vực này một phương trong thế giới, đông nam tây bắc tứ phương các có đặc sắc. Ra Máu Lâm, một gốc cây huyết thụ đều sẽ không lại có, phía sau là Máu Lâm, như là một cái tuyến, phía trước tầm nhìn trống trải, cảnh sắc khác nhau rất lớn, là một mảnh đồi núi mảnh đất, cũng là cỏ cây tràn đầy nơi. Nhìn qua tương đối bình tĩnh. Thần nông Càng nói rõ nói, chúng ta tiếp tục hướng đông đi ước chừng 300 dặm, xuyên qua này một mảnh thấp bé đồi núi liền sẽ tiến vào phía đông quỷ mị chiến hồn nơi, nơi này là giao giới nơi, tương đối tới nói là an toàn, muốn tìm tu dưỡng nơi, liền tại đây vùng tìm cái tiểu sơn cốc đi, nói là tương đối an tĩnh, cũng chính là tương đối mà thôi, như cũ còn có một ít dị loại sẽ xuất hiện, vẫn là phải cẩn thận mới là. Liền như vậy làm đi. Huyền cùng làm đại gia đi xuống tìm xem, tìm cái có thể tránh gió sơn cốc. Dương Nghị Vân phân phó Huyền cùng đi làm. Huyền cùng lĩnh mệnh, là, thần tôn. Nửa giờ sau, Huyền cùng trở về, tìm được rồi một chỗ thích hợp tu dưỡng sơn cốc. Mọi người nhích người đi trước. Tới rồi lúc sau, đích xác phát hiện là cái không tồi địa phương. Sơn cốc tràn đầy ba dặm mà, hai sườn là không đến 100 mét ngọn núi, sơn cốc chỗ sâu trong có nguồn nước, có vừa ra thiên nhiên hang động. Nhưng thật ra thích hợp Dương Nghị Vân luyện đan. Nếu cấp thần nông Càng nói rõ muốn luyện chế tu la đan liền phải làm được. Làm Huyền ngang nhau người hộ pháp, hắn trực tiếp tiến vào sơn động luyện đan. Vốn dĩ thần nông Càng Minh muốn đi theo nhìn xem, nhưng giống nhau cự tuyệt, tự nhiên không thể cho hắn biết, trong tay hắn đã có 5 viên tu la đan, hơn nữa luyện chế tu la đan phụ trợ thần dược yêu cầu cũng không có hơn 1000 loại như vậy khoa trương, đều là hắn lừa dối thần nông Càng Minh, tự nhiên không thể cho hắn biết. Từng có một lần luyện chế tu la đan kinh nghiệm lúc sau, lúc này đây Dương Nghị Vân luyện chế lên liền không thế nào cố sức. Hắn gần tiêu phí 10 năm thời gian, liền luyện chế thành đệ nhị lò tu la đan, đồng dạng 36 viên, đương nhiên lần này không đan kiếp. Đồng dạng cấp bậc đan dược, lần đầu tiên trải qua đan kiếp lúc sau, liền sẽ không lại có đan kiếp buông xuống. Hắn dựa theo ước định lấy ra 10 viên, không suy giảm trang ở đan dược bình, chuẩn bị cấp thần nông Càng Minh. Dưới thân 26 viên đơn độc trang hảo thu hồi, hơn nữa phía trước dư lại có 14 viên, vừa lúc hắn tích lũy 50 viên tu la đan. Này đó tu la đan hắn chuẩn bị mang về cấp vân môn thần cảnh những người khác. Rốt cuộc Huyền cùng bọn hắn dùng quá một lần lúc sau, lại đi dùng đã ý nghĩa không lớn, không cần thiết lại đi lãng phí. Mà trong tay còn dư lại 2 viên tu la đan, còn kém 1 viên mới có thể luyện chế đệ tam lò,
cuối cùng một viên ở trung sát trong tay, hắn tất nhiên nếu muốn biện pháp lộng tới tay. Kế tiếp Dương Nghị Vân không đi ra ngoài, mà là trong lòng vừa động, đem hỗn độn trung triệu hoán ra tới, nội loại có hai vật, một vì huyết hồn tham, nhị vì con nhím thụ hồn, hắn hiện tại muốn luyện hóa con nhím thụ hồn, lớn mạnh chính mình nguyên thần chi lực. Tới rồi thiên đạo quy tắc trình tự, trên thực tế đối thần lực yêu cầu cũng không tính quá cao. Rất nhiều thời điểm đều là hiểu được thiên địa lúc sau, mượn thiên địa chi uy. Chính như quy tắc chi lực, mà quy tắc chi lực bản chất chính là khí chi lực. Muốn điều động quy tắc chi lực, do đó tu luyện đến khí giai đoạn, nguyên thần hiểu được điều động từ phương diện đều lách không ra, thậm chí còn có thể nói, nguyên thần ở trong đó phát huy thật lớn tác dụng. Nhưng cố tình nguyên thần tu luyện là nhất khó. Nguyên thần lực lượng đó là thần hồn lực. Dương Nghị Vân hiện tại luyện hóa con nhím thụ hồn chính là tu luyện cường hóa nguyên thần. Hắn kỳ thật cũng không biết đến lúc đó sẽ có cái dạng nào biến hóa, cũng chính là dựa vào cảm giác lại đi. Đương nhiên cách nói là như thế này, chân chính hiện thực còn lại là thần lực cùng thần hồn lực vĩnh viễn là hỗ trợ lẫn nhau, âm dương cân bằng trạng thái, mới có thể phát huy suốt từ thân chiến đấu chân chính thực lực. Hắn muốn tu luyện nguyên thần, cũng không có khả năng thật sự từ bỏ thần lực. Cái gọi là thần lực đó là dùng để tẩm bổ thần hạch đạo chủng, đây là tu vi. Nguyên thần là cảnh giới. Nhưng cũng là có sức chiến đấu, chỉ là muốn đi thấy thế nào sử dụng mà thôi. Hắn cùng người khác không giống nhau, hắn tu luyện thường thường là chính mình cân nhắc đi, rất nhiều thời điểm đều không có người dạy dỗ, trực giác thượng cảm giác đối, hắn sẽ đi nếm thử. Chính như giờ phút này muốn luyện hóa con nhím thụ hồn giống nhau. Chi giác nói cho hắn có thể thử xem. Hắn xưa nay đều là như thế này đi tới, tuy rằng còn không biết luyện hóa con nhím thụ hồn lúc sau, sẽ cho nguyên thần mang đến thế nào biến hóa, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là nguyên thần tất nhiên lớn mạnh, đây là sẽ không thay đổi sự thật. Đến nỗi hắn thần hạch nói thụ, kỳ thật vẫn luôn ở biến hóa. Tu vi tăng lên, cùng 10 đại đạo thụ tăng trưởng là phân không khai, hiện tại 10 đại đạo thụ đã trường tới rồi tiếp cận 100 mét độ cao. Đương nhiên còn kém một đường, dù sao ngừng lại. Dương Nghị Vân có cảm chờ 10 đại đạo thụ phá 100 mét độ cao thời điểm, chính là hắn đột phá thiên đạo quy tắc 5 trọng bước vào hợp đạo trình tự thời điểm. Trước mắt hắn liền muốn thử xem nguyên thần tu luyện, nguyên thần cũng là tự thân lực lượng quan trọng tạo thành, nhưng Dương Nghị Vân tuyệt đối nguyên thần tác dụng không chỉ là ở hiểu được cùng điều động thượng, nguyên thần cũng nên có cường đại năng lực chiến đấu. Hắn hiện tại liền muốn thử xem. Trong lòng vừa động đem con nhím thụ hồn lấy ở lòng bàn tay bên trong. Khoanh chân mà ngồi, cảm ứng nguyên thần mà đi. Thần hải trong vòng nguyên thần mở hai mắt, ở Dương Nghị Vân ý niệm dưới nguyên thần bắt đầu luyện hóa con nhím thụ hồn. Thần hải trong vòng từng sợi thần hồn chi lực tiến vào tới, dung nhập tới rồi nguyên thần trong vòng. Quá trình thong thả, nhưng Dương Nghị Vân lại là cảm giác được rõ ràng, chính mình nguyên thần ở chậm rãi ngưng lớn mạnh. Nhoáng lên 10 năm quá. Suốt 10 năm lúc sau Dương Nghị Vân mới đưa con nhím thụ hồn cấp luyện hóa hoàn thành. Luyện hóa xong rồi con nhím thụ lúc sau, Dương Nghị Vân cảm thụ một chút, hắn cũng không phát hiện chính mình nguyên thần xuất hiện cái gì thiên phú thần thông linh tinh, duy nhất bất đồng là cảm giác nguyên thần càng thêm thực thể hóa. Tựa hồ rời đi thân thể cũng có thể độc lập tồn tại, hơn nữa thì triển thần thông điều động thiên địa chi lực. Trong lòng vừa động, hắn cảm giác thử xem. Ngay sau đó nguyên thần liền trực tiếp từ thần hải ra tới rồi bên ngoài. Hắn thấy được thân thể của mình như cũ đã tọa ngồi ở tại chỗ, sơn động trong vòng hết thảy hoàn cảnh có thể thấy được, hướng về ngoài động nhìn một chút, hắn liền giật mình. Nguyên thần tại chỗ cũng chưa động quá, nhưng lại thấy được ngoài động thật xa tình huống. Huyền cùng đoạn thân mới vừa bọn người bảo hộ ở cửa động, những người khác đều ở bốn phía, vài trăm thước ở ngoài là thần nông Càng Minh mang theo thần nông thị người cũng ở tu luyện đả tọa. Lại hướng nơi xa mà đi, hắn đều thấy được sơn cốc ở ngoài. Đây là Dương Nghị Vân cảm giác kinh hỉ địa phương. Chúng thần vực thế giới rất nhiều địa phương đều là ngăn cách thần thức, nhưng hắn hiện tại trạng thái cùng thần thức không thể nghi ngờ, thậm chí cảm giác so thần thức đều hảo. Này vẫn là nguyên thần không có đi ra ngoài, nếu là nguyên thần đi ra ngoài, khả năng sẽ càng thêm nhạy bén. Đương nhiên cái này cùng thần thức vẫn là có điểm khác nhau, đây là nguyên thần ý thức, tựa hồ so với thần thức càng thêm cao cấp. Nhất đặc biệt chính là hắn nguyên thần ý thức vừa rồi đi ra ngoài thời điểm, không có chạm vào cửa động huyền cùng bọn hắn bày ra kết giới, trực tiếp liền xuyên thấu qua đi, hơn nữa huyền cùng đoạn thân mới vừa, âm dương kim cương vợ chồng cư nhiên không có phát hiện, thần nông Càng Minh cũng không có gì phát hiện.
như thế tình huống, quả thực điều tia, a vũ khí sắc bén, hoặc là nói là bí mật điều tia, a thần thông thiên phú. Ở chúng thần vực thế giới, cái này thiên phú đã có thể lợi hại. Dương Nghị Vân thiếu chút nữa không cao tân nhảy dựng lên, đương nhiên nguyên thần lực lượng cũng cường đại rồi một vòng, hiện tại hắn cảm giác đơn thuần nguyên thần công kích đều là có thể. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân ý niệm vừa động nguyên thần trở về, hắn sẽ không làm chính mình nguyên thần đi ra ngoài, nhiều che giấu một cái năng lực chẳng khác nào nhiều một cái bảo mệnh át chủ bài. Trở về thân thể lúc sau, bản thể mở hai mắt. Tiếp được Dương Nghị Vân bắt đầu cuối cùng hạng nhất. Trong tay hắn còn có lần này trọng bảo, huyết hồn tham. Muốn nghiên cứu một chút, nhìn xem huyết hồn tham có không có thể luyện đan, nếu dùng huyết hồn tham luyện đan nói, tất nhiên sẽ là lợi cho nguyên thần thần hồn loại đan dược. Trong tay huyết quang chợt lóe, huyết hồn tham xuất hiện nơi tay. Này cây có thể so với thánh dược huyết hồn tham, nói thật Dương Nghị Vân thật đúng là không cảm giác ra có quá mức chỗ đặc biệt. Chính là cảm nhận được huyết khí chi lực cùng tinh thuần thần hồn lực ở bên trong. Kế tiếp là như thế nào luyện đan vấn đề? Hắn suy nghĩ thật lâu, thật là có điểm khó có thể xuống tay. Bởi vì thuộc tính là đặc thù huyết khí cùng nhiếp hồn, luyện đan chi đạo nói đến cùng là luyện dược, mà dược cũng là có thuộc tính giảng quân thần phụ trợ. Nhưng có chủ yếu có quân vương, không có phụ dược thần tử, cũng không thành đan phương. Hắn từ chính mình chữ hàng thần dược chung nhảy một vòng, thật đúng là không tìm được thích hợp. Nếu là đơn thuần dùng huyết hồn tham đi luyện đan, kia còn không bằng trực tiếp hấp thu luyện hóa tới hảo. Có chút mặt ủ mày trao. Dương Nghị Vân có chút lo âu. Nửa ngày lúc sau, Dương Nghị Vân dứt khoát vỗ đùi nói, rối rắm cái rắm a, lão tử trực tiếp dùng đó là. Dù sao liền một gốc cây, hắn cũng không nghĩ lãng phí, vạn nhất không có phụ dược trực tiếp lấy huyết hồn tham tới luyện đan, thiết không nói công hiệu vấn đề, vạn nhất thất bại đâu. Chẳng phải là bạch bạch lãng phí một gốc cây huyết hồn tham. Bất luận cái gì luyện đan đều không có 100% thành công. Dứt khoát trực tiếp luyện hóa hấp thu đi. Đến nỗi thần nông càng minh nơi nào, hắn đến lúc đó lại dùng mặt khác đi đền bù đó là, dù sao đã luyện chế hảo tu la đan cấp thần nông càng minh có 10 viên phân. Tin tưởng hắn cũng không nói gì đó. Nghĩ đến liền làm đi. Dương mẫu nhân ở phương diện này không ở dối rắm. Trực tiếp một ngụm nuốt vào huyết hồn tham. Nói đến cùng chính là thiên địa dựng dưỡng mà ra bảo dược, đều không phải là chân chính sinh linh. Phía trước huyết hồn tham tiểu hài tử hình thái, kia chỉ là biến ảo mà thôi, là thủ thuật che mắt. Một ngụm nuốt vào bụng, vận chuyển công pháp dưới, khổng lồ huyết khí cùng hồn lực nổ tung. Nhưng làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, huyết khí cùng hồn lực đều không phải là tách ra, mà là hỗ trợ lẫn nhau hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Này thật đúng là làm hắn có chút há hốc mồm, vốn dĩ nghĩ là thân thể hấp thu huyết khí, hồn lực quy về nguyên thần. Không nghĩ tới nhân gia chính là trời sinh tương dung trạng thái. Đang lúc hắn suy tư hết sức, lại là không nghĩ tới thần hạch đạo chủng có biến hóa. Kế tiếp phát sinh sự, thật đúng là làm hắn không nghĩ tới, ngược lại là ở trời xui đất khiến dưới, huyết hồn tham giao cho 10 đại đạo thụ một ít đặc thù năng lực. Đạo chủng trong vòng là 10 đại đạo thụ. Hắn vận chuyển càn khôn đạo chủng công hồng, huyết hồn tham lực lượng cuồn cuộn không ngừng liền tiến vào đạo chủng trong vòng, mà 10 đại đạo thụ lại như là cơ khát người giống nhau, tham lam vô cùng phân thực huyết hồn tham lực lượng. Tốc độ cực nhanh, đều làm Dương Nghị Vân không có gì cảm giác cùng phản ứng. Cũng chính là vài phút thời gian, chẳng sợ khổng lồ huyết hồn tham năng lượng đã bị 10 đạo nói thụ cấp hấp thu không còn một mảnh. Nửa ngày lúc sau Dương Nghị Vân mới mở hai mắt. Tình huống như thế nào? Hắn là thực sự có bắn tỉa ngốc. Huyết hồn tham năng lượng hoàn toàn bị 10 đại đạo thụ phân thực. Hơn nữa mau đến hắn đều có điểm không có phản ứng lại đây, vốn đang tưởng huyết hồn tham hồn lực có phải hay không có thể làm nguyên thần lại đi hấp thu một bộ phận, không nghĩ tới một chút ít đều không có dẫn ra ngoài, tất cả đều bị 10 đạo nói thụ cấp hấp thu rớt, bao gồm huyết khí. Mấu chốt là hắn cũng không phát hiện 10 đại đạo thụ có tăng trưởng. Như cũ vẫn là không có đột phá 100 mét phạm vi trình tự. Vẫn là ước 99 mễ độ cao, liền kém 1 mét đó là đột phá 100 mét, nhưng liền này 1 mét đó là một cái đại quan, cái này đại quan đột phá hắn tu vi chắc chắn tiến vào hợp đạo trình tự. Hảo gia hỏa, một gốc cây huyết hồn tham hấp thu xong cư nhiên không có bất luận cái gì hiệu quả. Tu vi chút nào không trường. Nhìn qua 10 đại đạo thụ cũng không có gì biến hóa lớn. Cái này giống nhau có chút buồn bực.
hợp lại các ngươi hấp thu anh em một gốc cây huyết hồn tham sau thí đều không bỏ một cái a. Này quả thực làm hắn khó có thể tiếp thu. Nào có như vậy làm việc. Dương Nghị Vân cảm thụ một chút, mười đại đạo thụ như cũ là lão bộ dáng. Không có biến hóa. Thật đúng là gặp quỷ. Hắn khí mắng. Nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì. Hảo đi, người thắng. Cuối cùng Dương Nghị Vân từ bỏ. Mười đại đạo thụ cắn nuốt huyết hồn tham không có bất luận cái gì biến hóa, tuy rằng không cam lòng, nhưng sự thật như thế, hắn không có phát hiện cái gì. Vốn dĩ cho rằng cứ như vậy. Hắn không trông cậy vào cái gì. Mang theo nghi hoặc, Dương Nghị Vân hủy bỏ cửa động trận pháp đi ra ngoài. Về sau rồi nói sau, tuy rằng mười đại đạo thụ không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng hắn trước sau không tin, huyết hồn tham dự bạch bạch hấp thu. Nhất định có chỗ nào là hắn trước mắt không có phát hiện. Điểm này cũng ở kế tiếp sự tình chung được đến xác minh. Mười đạo nói thụ hấp thu huyết hồn tham sau mang đến chỗ tốt, vẫn là vượt quá hắn tưởng tượng, đây là giờ phút này hắn không biết không phát hiện mà thôi. Đương nhiên này vẫn là lời phía sau. Trận pháp triệt rất lúc sau, hắn đi ra ngoài. Huyền ngang nhau người trước tiên từ trong nhập định tỉnh lại. Thần tôn, không có gì sự đi. Hết thảy bình thường. Làm đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta rời đi nơi này. Dương Nghị Vân phân phó Huyền cùng. Lúc này thần nông Càng Minh mang theo chờ đợi thần sắc đã đi tới, Dương thần tôn cung xuất quan. Dương Nghị Vân nhìn thần nông Càng Minh ánh mắt, liền biết hắn để ý chính là cái gì, ha ha cười nói, Càng Minh đạo huynh vẫn là kêu tên của ta đi, thần tôn nghe quái biệt nữ, các ngươi chi gian cũng không cần khách khí. Hảo, ta đây liền kêu ngươi Vân đạo huynh. Thần nông Càng nói rõ trong lời nói ánh mắt như cũ mang theo chờ đợi chi sắc. Cái gì đều được. Chúng ta chuẩn bị rời đi đi. Dương Nghị Vân chính là không chủ động mở miệng. Cuối cùng thần nông Càng Minh nhịn không được mở miệng hỏi, Vân đạo huynh lần này bế quan luyện đan nhưng thuận lợi không? Dương Nghị Vân gật gật đầu lại giao lắc đầu. Cái này làm cho thần nông Càng Minh trong lòng căng thẳng nói, Vân đạo huynh lại là gật đầu lại là lắc đầu, đây là... Ý gì? Dương Nghị Vân ra vẻ tiếc nuối nói, huyết hồn tham luyện chế thất bại. Mặc kệ nói như thế nào huyết hồn tham cướp lấy. Thần nông thì cũng ra lực, luôn là muốn tìm cái lấy cớ mới được, đương nhiên hắn Dương mẫu nhân căn bản liền không có dùng huyết hồn tham luyện đan, mà là trực tiếp cắn nuốt luyện hóa, nhưng mặt khác hắn cắn nuốt lúc sau bị 10 đại đạo thụ cấp hấp thu, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả xuất hiện, cũng coi như là thất bại. Đương nhiên, lời nói sau nửa thật nửa giả nói, cũng coi như là một cái gượng ép lý do. Mà thần nông Càng Minh nghe được lúc sau, trên mặt cũng là một trận thất vọng, hắn đối luyện đan chi đạo không tin. Nhưng cũng biết tái hảo luyện đan sư cũng vô dụng 100% luyện đan xác suất thành công. Điểm này cũng coi như là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Đang nói huyết hồn tham trong tộc thu, là Dương Nghị Vân tự mình động thủ, hắn mang theo tộc nhân cũng chính là ở bên ngoài ra điểm lực. So sánh với huyết hồn tham kỳ thật thần nông Càng Minh càng để ý chính là tu la đan, rốt cuộc trong tay hắn hai viên tu la quả chính là thật đánh thật giao cho Dương Nghị Vân trong tay. Hơn nữa Dương Nghị Vân phía trước đưa tặng hắn một viên tu la đan hắn dùng lúc sau, thật sự là đối tu la đan công hiệu rất là cảm thán. Vội vàng hỏi, Vân đạo huynh tu la đan luyện chế tình huống tốt không? Dương Nghị Vân nhìn thần nông Càng Minh vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, thiếu chút nữa không cười ra tới, quả nhiên, vẫn là chạy ra đi tin tức xấu, lại đến tin tức tốt, dễ dàng tiêu trừ thần nông Càng Minh được mất tâm, hắn cũng liền không có gì oán khí. Trên mặt ra vẻ bình tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói, Càng Minh đạo huynh yên tâm, tu la đan luyện chế ta từng có một lần kinh nghiệm, lần thứ hai luyện đan thực thuận lợi. Vậy là tốt rồi không biết. Thần nông Càng Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bốn phía thần nông nhất tộc tộc nhân trên mặt cũng đẹp một ít. Mang theo chờ đợi nhìn về phía Dương Nghị Vân, ý tứ là ngươi nhưng thật ra lấy ra tới a, đáp ứng chúng ta đổ vật nhưng đừng nghĩ đổi ý. Lại nói tiếp Dương mẫu nhân cũng là thật là xấu. Biết rõ thần nông thị người đều để ý cái gì, nhẹ nhàng giống như là không nghe ra tới bất luận cái gì ý tứ giống nhau, phi chờ nhân ra mở miệng muốn mới giữ lời. A, à, ta thiếu chút nữa đã quên, cấp Càng Minh đạo huynh các ngươi thần nông thị một phần, đã sớm chuẩn bị tốt, tổng cộng 10 viên tu la đan tất cả tại ở chỗ này. Cọ sát cả buổi, Dương mẫu nhân rốt cuộc phản ứng lại đây, đem đã sớm cấp thần nông Càng Minh chuẩn bị 10 viên tu la đan đem ra, nhưng là duỗi tay quá khứ thời điểm. Lại là vẻ mặt thịt đau vô cùng bộ dáng. Mà thần nông Càng Minh cùng thần nông nhất tộc người rốt cuộc trên mặt có ý cười. Thần nông Càng Minh càng là nhanh chóng duỗi tay chảo lấy,
ngoài miệng nói, đa tạ Vân đạo huynh quả nhiên là nói là làm ngay thành tin người, lần này chúng ta hai nhà kết minh phi thường vui sướng, đa tạ Vân đạo huynh đa tạ. Nói chuyện bên trong Thần Nông Càng Minh cơ hồ là từ Dương Nghị Vân trong tay cướp đoạt giống nhau đem đan dược bình kia mà lại đây, mà Dương Mỗ Nhân còn lại là vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Như thế biểu tình làm Thần Nông nhất tộc người càng thêm biết này 10 viên đan dược đến tới không dễ cùng chân quý, tương phản đối Dương Nghị Vân nói huyết hồn tham luyện đan thất bại việc cũng liền càng thêm làm nhạt, mặt sau tự nhiên sẽ không ở nhắc tới huyết hồn tham việc. Đây cũng là Dương Mỗ Nhân hy vọng kết quả. Dù sao huyết hồn tham bị trong thân thể hắn 10 đại đạo thụ hấp thu sau, cái gì phản ứng đều không có, này bút chướng hắn chỉ có thể chơi cái bất đắc dĩ nói không có. Được đến Tu La Đan Thần Nông Càng Minh cùng tộc nhân kiểm ti a quá đan dược lúc sau, một đám mặt già thượng nhạc nở hoa. Hai bên cũng coi như là giai đại vui mừng. Theo sau đoàn người đi ra sơn cốc, nghĩ phía đông mà đi, tiến vào phương đông quỷ mị chiến hồn nơi, chúng thần vực thế giới một cái khác hiểm địa. Ở chỗ này Dương Nghị Vân trong cơ thể 10 đại đạo thụ nuốt vào huyết hồn tham biến hóa, mới có thể chân chính bày ra tới, lại là cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Dựa theo Thần Nông Càng Minh cách nói, từ nhỏ sơn cốc xuất phát 300 dặm, liền tiến vào phía đông quỷ mị chiến hồn nơi. Nơi này nhưng không máu lâm, là Tu La tộc cùng cổ thần tộc chiến sĩ chém giết thảm thiết chiến trường, máu chảy thành sông lúc sau, này một mảnh địa phương thiên địa vạn vật đều biến dị. Như cũ hấp hối có hai tổ chiến sĩ tàn hồn tồn tại, hoặc là phụ thuộc vào vạn vật trong vòng, hoặc là cường đại giả tự xưng nhất thể, xưng là tàn hồn trôi nổi trong đó. Phụ thuộc vào vạn vật là chỉ như cái gì cỏ cây kỳ thạch thậm chí là chim bay cá nhảy từ, lúc sau dị biến hình thành hoàn toàn mới biến dị sinh linh, có được độc đáo cùng không thể đoán trước vượt qua thường quy nhận chi phạm vi. Đến nỗi hoàn toàn độc lập tàn hồn lại là càng thêm khủng bố đáng sợ. Bản thân chính là Tu La hoặc là cổ thần tộc chiến sĩ sau khi chết tàn khuyết chi hồn, có thừa thần hồn cường đại, sau khi chết cũng không cần dựa vào bất luận cái gì vật dẫn, có thể độc lập tồn tại. Người sau sở dĩ nói đáng sợ là hẳn là, tàn hồn đặc thù tính, cường đại quỷ dị, một khi có tân sinh linh tiếp xúc có thể đoạt xá. Cho nên nói nơi này thực đáng sợ. Nhưng là mặt khác, càng là nguy hiểm, liền đại biểu cho càng là có được đại cơ duyên. Ở quỷ mị chiến trường nơi. Nguy hiểm chính là quỷ mị, mà hiếm là cũng là quỷ mị. Vì cái gì? Bởi vì này đó chiến hồn tuy rằng là tàn hồn, nhưng chung quy là Tu La nhất tộc cùng cổ thần tộc, bọn họ tàn hồn chung tàn lưu có sinh thời bản năng thiên phú thần thông, tàn khuyết ký ức từ, chém giết lúc sau có thể đạt được thần hồn chi tinh, hết thảy đều bảo tồn ở thần hồn chi tinh thể trong vòng. Đương nhiên bọn họ xưng là quỷ mị, tất nhiên là cùng bình thường thần linh bất đồng, tà ác thả có quỷ dị. Tại đây một phương thiên địa chung đã sớm biến dị, điểm này mặc kệ là Tu La tộc còn cổ thần tộc chiến sĩ, kỳ thật ở biến dị lúc sau, đều không phải nguyên lai giống loài, đã xưng là một loại khác dị hóa sinh linh. Không có bất luận cái gì linh trí tư duy, có chỉ là oán sát ý thức, giết chóc là duy nhất bản năng. Bọn họ thần hồn tinh thể trong vòng cũng không có khả năng có cái gì năng lượng thể, duy nhất có thể đạt được đó là tàn khuyết sinh thời ký ức mảnh nhỏ. Nhưng lại nhưng đừng coi khinh này đó ký ức mảnh nhỏ. Bởi vì dựa theo Thần Nông Càng Minh cách nói, khai thiên thời đại mới là toàn bộ vũ trụ tu luyện văn minh huy hoàng nhất thời đại. Cái kia thời đại hết thảy khởi nguyên đều là căn nguyên, nhất cường đại, bọn họ công pháp thần thông từ, tất cả đều là nhất căn nguyên nhất tiếp cận đại đạo hiểu được từ. Cho nên nếu là may mắn có thể được đến nhỏ tí tẹo tương đối đầy đủ hết có giá trị chiến hồn ký ức, kia đó là chạm đến khai thiên thời đại tu luyện văn minh huy hoàng. Có thể là nào đó cường đại thần thông, làm ngươi có cảm do đó đạt thực lực phiên bội trưởng thành, cũng có khả năng là một hồi hiểu được, thẳng vào hợp đạo tu vi cảnh giới tăng lên. Luôn là quỷ mị chiến hồn nơi nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập cơ duyên. Một canh giờ sau, Dương Nghị Vân một hàng đi xong rồi 300 dặm, trong lúc đại gia tiểu tâm mà đi, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vân đạo huynh chúng ta tới rồi Thần Nông Càng Minh nhìn trong tầm mắt 100 mét ở ngoài nói chuyện, vẻ mặt ngưng trọng. Dương Nghị Vân nhìn 100 mét ở ngoài, hoàn toàn bị huyết phụ lộng che chở, mênh mông vô bờ, huyết phụ chi khí xông thẳng phía chân trời, toàn bộ thiên địa đều là nhất thể chi sắc. Có gió nhẹ thổi qua trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Bên này là từ khai thiên thời đại di lưu đến nay quỷ mị chiến trường. Đều đi qua mấy cái kỷ nguyên, nhưng như cũ huyết khí tận trời, có thể tưởng tượng tới năm đó chiến trường phía trên chém giết là nhiều sợ đáng sợ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dương Nghị Vân đối Tu La tộc, cũng là có một cái càng sâu nhận chi.
nhịn không được hỏi thần nông Càng Minh nói, Càng Minh đạo huynh trong truyền thuyết Tu La tộc rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Thần nông Càng Minh lấy trầm trọng ngữ khí nói, Tu La nhất tộc là cái dạng gì tồn tại, kỳ thật ta cũng không biết, đối với Tu La nhất tộc hiểu biết toàn bộ thần giới đều là các gia lịch đại khẩu khẩu tương truyền cùng sách cổ ghi lại hiểu biết nhỏ tí tẹo. Ở ta thần nông thì tiền bối điển tịch chung, có như vậy một đoạn lời nói miêu tả Tu La tộc, nói chúng ta vũ trụ thế giới, không chỉ có là tam giới, mà là tứ giới, tam giới liền không nói, cái này chúng ta đều biết, nhưng đệ tứ giới đó là nói chính là Tu La tộc. Đến từ đệ tứ giới, nói là rất nhiều cách nói là, đệ tứ giới là U Minh giới, đương nhiên rốt cuộc có phải hay không không ai có thể chính thật hiểu biết, nhưng là có một ngày có thể khẳng định, Tu La tộc tuyệt đối không phải trong tam giới sinh linh, mà là đến từ đệ tứ giới ở ngoài xâm lấn chúng ta tam giới sinh linh. Tương truyền Tu La tộc nơi đệ tứ giới hoàn cảnh các phương diện quá mức ác liệt, cho nên vẫn luôn đều tưởng xâm lấn tam giới, đem chúng ta tam giới biến thành Tu La giới, Tu La nhất tộc bất đồng bất luận cái gì tam giới sinh linh. Là chân chính đại ma hóa thành, nơi đi qua, đồng hóa hết thảy, hóa thân Tu La, nếu là Tu La nhất tộc đang lúc xâm lấn tam giới, như vậy tam giới đem không còn nữa tồn tại. Lịch đại tam giới thần tộc ngăn cản Tu La xâm lấn, ở khai thiên thời đại chúng thần vực nơi ở, đó là lớn nhất quy mô một lần, khai thiên thời đại thánh đạo xuất hiện lớp lớp, nhưng một lần chiến đấu, thánh đạo không còn nữa tồn tại, chúng thần ngã xuống, mới khó khăn lắm ngăn cản ở Tu La tộc. Từ nay về sau lịch đại kỷ nguyên thời đại, truyền thừa tuyệt tự nghiêm trọng rất khó lại ra thánh đạo, phàm là có thể vào thánh đạo giả không thể nghi ngờ không phải tam giới đứng đầu thiên phú hoặc là có thể nói đại khí vận hạng người, dù sao thánh đạo càng ngày càng khó. Nghe thần nông Càng Minh giảng thuật, Dương Nghị Vân cùng tất cả mọi người nội tâm không khỏi trầm trọng. Mà Tu La tộc chân chính là cái dạng gì, cận đại thần linh là không có gặp qua. Nhưng chỉ cần từ chúng thần vực thế giới hoàn cảnh xem, từ trước mắt chiến trường xem, Tu La tộc thật là đại khủng bố. Rất khó tưởng tượng nếu là có một ngày Tu La tộc toàn diện xâm lấn tam giới hoặc là cái dạng gì cảnh tượng. Cũng may khai thiên thời đại đại thánh người cùng chúng thần lấy một cái thời đại chúng thần ngã xuống đổi lấy hòa bình. Thế cho nên hiện tại chúng thần vực là cái dạng gì, lịch đại thần tộc thần linh, cùng với nói chính là tiến vào thăm bảo, còn không bằng nói là tiến vào tiến đến hiểu biết Tu La nhất tộc, cũng coi như là làm chuẩn bị đi. Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ nói, Càng Minh đạo huynh còn có cái gì muốn chú ý sao? Cho đại gia công đạo một chút. Có. Thần nông Càng Minh hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc nói, như quỷ mị chiến hồn nơi, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, hết thảy tràn ngập không biết, ta chỉ có thể nói đại gia từng người bảo trọng, có đại nguy hiểm cũng có đại cơ duyên, chính thật tiến vào sau, khả năng chúng ta cũng chỉ có thể từng người cố chính mình, đại gia bảo hộ hảo thần hải một khi bị quỷ mị xâm lấn thân thể đoạt xá. Kia đó là chính thật sự ma hóa, tất nhiên sẽ hóa thân không có bất luận cái gì ý thức gì ta, ở còn có ý thức phía trước. Ta hy vọng có thể tự bảo, nếu bằng không đến lúc đó chỉ biết hòa cập đồng môn thủ túc, bên người người phát hiện đồng bạn không đúng, đương lập tức trảm chi, như thế mới có thể bảo mệnh. Đương nhiên đây là nhất sẽ kết quả, bình thường dưới tình huống chỉ cần đại gia bảo hộ hảo thần hải ý chí lực kiên định, đảo cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, mặt khác cơ duyên đại, có lẽ ở trong đó rèn luyện một phen. Bước vào một cái tiểu cảnh giới thậm chí là đại quan tạp, đều là có khả năng. Dương Nghị Vân nghe xong đều có chút lông tơ đứng chổng ngược. Nhưng hắn chưa nói cái gì, tu đạo chi lộ, vốn chính là nghịch thiên mà đi, không tiến tắc lui, không có khiếp đảm phương pháp, lùi bước lúc sau, vậy chỉ có thể dừng chân tại chỗ. Tới cũng tới rồi, không có đường lui. Chính như thần nông Càng Minh lời nói phú quý hiểm trung cầu. Hắn hít sâu một hơi nói, tiến quỷ mị chiến hồn chàng. Đại gia nhớ kỹ có thể lẫn nhau thành tổ chiếu ứng tốt nhất bất quá, nhưng nếu là gặp được khẩn cấp tình huống, vậy chia lìa, lấy tự thân an toàn vì đệ nhất đi. Kỳ thật ở đây người thả ra đi ở thần giới tới nói, không có một cái là kẻ yếu, có thể tu luyện đến thiên đạo quy tắc trình tự, cái nào không phải đại nghị lực hạng người. Đạo tâm như bàn thạch giả. Không cần phải nói mọi người đều sẽ không lùi bước. Tu luyện đến bọn họ cái này trình tự nhiên đều hướng tới hợp đạo. Thậm chí là hỗn nguyên thánh đạo siêu thoát. Lùi bước lúc sau, cũng chỉ có thể ngừng ở dừng chân tại chỗ, lại vô vấn đỉnh cơ duyên. Tự nhiên sẽ không lùi bước. Bất quá Dương Nghị Vân công đạo cùng thần nông Càng Minh tình huống giới thiệu, vẫn là làm đại gia trong lòng đè ép một cục đá. Quả thật tiến vào quỷ mị chiến hồn tràng, chính là một hồi nghịch thiên mà đi sinh tử trải qua. Bên trong tất nhiên tràn ngập không biết. Đại gia tự cầu nhiều phúc đi. Dương Nghị Vân dẫn đầu đi đầu bước vào huyết phụ bên trong.
Tiến vào sau hắn cảm nhận được huyết vụ cũng không có độc tố tồn tại, nhưng lại bởi vì là sát khí có thể ảnh hưởng tâm thần. Điểm này đảo cũng có thể lý giải. Tương đối tới nói, cũng là khảo nghiệm ý chí lực cùng đạo tâm thời điểm. Có thể kiên trì xuống dưới, tất nhiên cũng là đối tự thân đạo tâm một lần tôi luyện. Mọi việc đều có tính hai mặt, đây là thiết quy luật. Có hư một mặt, sẽ có tốt một mặt. Dương Nghị Vân dẫn dắt phân môn thần cảnh hơn nữa hắn tổng cộng 19 người, tuy rằng dặn dò là ở bất đắc dĩ dưới tình huống đại gia từng người cố chính mình, nhưng hắn trong lòng vẫn là bao che cho con tâm thực trọng, nghĩ phải bảo vệ thật lớn ra, không cho thủ hạ người có tổn thất. Hắn lần này đầu đương trong đó tự mình mang đội, cũng đã thuyết minh vấn đề. Bước vào huyết phụ lúc sau, cũng không có bên ngoài nhìn đến như vậy, đều không phải là cái gì cũng nhìn không tới. Có thể tiến độ vẫn là có mấy chục mét, chẳng qua phi thường mơ hồ. Hoàn cảnh thượng bùn đất đại địa cũng là huyết sắc, hơn nữa phi thường cứng rắn, cũng là thảm thực vật từ từ xuất hiện, bất quá cùng bình thường bất đồng mà thôi. Tiến vào nơi này mục tiêu kỳ thật cũng là rèn luyện, ai cũng không biết sẽ ở trong đó xuất hiện cái gì, gặp phải cái gì. Đại gia ba người vì đội đi, mỗi một đội người chi gian lẫn nhau theo sát điểm, có chuyện gì mặt khác đội lập tức hiệp trợ. Dương Nghị Vân dặn dò đi xuống. Là, Huyền cùng theo bên người truyền đạt Dương Nghị Vân mệnh lệnh. Cùng Dương Nghị Vân song song mà đi chính là thần nông Càng Minh mang theo thần nông thị tộc nhân, hai người lẫn nhau chi gian xem như có bổ sung cho nhau, như thế cũng có lợi cho ở chỗ này hành động. Vèo vèo vèo. Dương Nghị Vân vừa muốn chuẩn bị cùng thần nông Càng Minh giao lưu một chút hết sức, lại là bốn phía vang lên vèo 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 thanh âm, như là có mũi tên nhọn bay qua thanh âm giống nhau. Cảnh giới. Cảnh giới. Dương Nghị Vân cùng thần nông Càng Minh cơ hồ đồng thời mở miệng. Trong nháy mắt đại gia thần kinh căng chặt lên. Càng Minh đạo huynh có từng nhìn đến là cái gì? Dương Nghị Vân mọi nơi nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến 20-30 mễ phạm vi, cái gì cũng không có. Thần nông Càng Minh lắc đầu nói, không thấy được, nhưng 89/10, chính là này quỷ mị chiến hồn chàng dị loại cũng hoặc là quỷ mị chiến hồn không thể nghi ngờ. Này ngoạn ý có rất nhiều sao? Dương Nghị Vân thực kinh ngạc. Lúc này mới vừa bước vào quỷ mị chiến hồn chàng mà thôi, liền xuất hiện trạng huống. Đây là chiến trường, ngươi nói đi, thần nông Càng Minh nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân hỏi. Thần nông Càng Minh nói, chờ một lát nhìn xem, nếu là không động tĩnh, chúng ta liền tiếp tục đi trước, nơi này dị loại sinh linh cũng không phải tất cả đều chủ động công kích người. Kia còn hành, Dương Nghị Vân gật gật đầu. Đoàn người dừng lại tại chỗ đợi ước 10 phút. Không có chút nào động tĩnh, cũng không có ở nghe được bất luận cái gì thanh âm. Cái này mọi người đều tặng khẩu khí, nhưng cũng có chút thất vọng. Vì cái gì đâu? Bởi vì đại gia tiến vào quỷ mị chiến hồn chàng mục đích chính là vì thu hoạch nơi này tu luyện tài nguyên, mà tu luyện tài nguyên đó là quỷ mị chiến hồn giữa sân những cái đó quỷ mị trong cơ thể thần hồn chi tinh. Thứ này dựa theo thần nông Càng Minh cách nói, có thể có tu la cùng cổ chiến hồn mảnh nhỏ ký ức bảo bối, có thể có điều hoạch, tất nhiên đều tu luyện có trợ giúp. Đi thôi, mọi người đều cẩn thận một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Dương Nghị Vân công đạo một tiếng cùng thần nông Càng Minh tiếp tục đi trước. Này vừa đi chính là ba cái canh giờ. Trong lúc không còn có nghe được bất luận cái gì thanh âm, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì dị thường phát sinh. Nhưng là ngắn ngủn ba cái canh giờ, lại là độ cao cảnh giác, thần kinh đều căng chặt, vẫn là tương đối mệt. Bọn họ cũng tới rồi một chỗ vách núi trước, tương đối tới nói tương đối bình thản. Dương Nghị Vân ra tiếng nói, Càng Minh đạo huynh làm đại gia dừng lại hơi làm tu chỉnh đi. Cũng hảo thần nông Càng Minh gật đầu. Rồi sau đó Dương Nghị Vân dừng lại đối Huyền đồng đạo, Huyền cùng làm đại hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, từng người cảnh giác bốn phía hoàn cảnh. Tốt thần tôn, ta đi an bài, Huyền cùng lĩnh mệnh mà đi. Dương Nghị Vân đánh giá bốn phía hoàn cảnh, nhịn không được đối thần nông Càng Minh nói, Càng Minh đạo huynh chúng ta cũng ước chừng đi rồi thượng trăm dặm. Người có hay không phát hiện huyết phụ tựa hồ càng thêm nồng hậu, tầm nhìn không đến 20 mét. Thần nông Càng Minh gật đầu nói, đúng vậy, thần thức không thể sử dụng, có thể nhìn đến tầm mắt cũng liền 15 mễ tả hữu. Bất quá bực này tình huống cũng là bình thường, bản thân quỷ mị chiến hồn chàng chính là không thể đoán trước nơi. Hoàn cảnh tùy thời ở diễn biến, ta thượng một lần tuy rằng đã tới, nhưng chung quy thời gian dài, hơn nữa ở trong sương mù rất khó phân rõ con đường, cũng không có gì con đường đáng nói. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 210.